đấu phá thương khung chương 20, phách mại, nửa tháng thăng lên 4 đoạn đấu khí, nửa tháng tiếp theo tấn thăng lên 5 đoạn, loại tốc độ tu luyện này thật lạ thường, cho dù là tiêu viêm trước kia chỉ sợ cũng không mong theo kịp, tuy nói mỗi lần thăng cấp một đoạn đấu khí mức độ khó khăn sẽ tùy theo mà gia tăng, bất quá xem lại tốc độ hiện tại, tiêu viêm nghĩ rằng mất một năm để tu luyện đến đoạn đấu khí thứ bảy cũng không phải là một chuyện quá mức khó khăn, đương nhiên. Điều kiện kiên quyết là phải có sung túc trúc cơ linh dịch, nếu không tiêu viêm còn chưa tu luyện đến bảy đoạn đấu khí liền bị đánh đến trọng thương mà chết trong huấn luyện của dược lão dù sao nếu không có công hiệu chữa trị của trúc cơ linh dịch chỉ dựa vào xương cốt yếu ớt hiện tại của thân thể tiêu viêm ngoại trừ trong cơ thể ngưng tụ quá nhiều máu đông mà tạo thành tử vong ở ngoài cũng không có con đường thứ hai có thể đi cho nên việc trước mắt tiêu viêm cần làm nhất đó là tiếp tục mua tài liệu sau đó luyện chế trúc cơ linh dịch lại nói tự hồ rất đơn giản như vậy nhưng tiêu viêm cũng gặp phải một nan đề không nhỏ, hắn không còn bao nhiêu tiền, ngồi ở trên giường, khuôn mặt của tiêu viêm tràn đầy cười khổ, không nghĩ tới chính mình sẽ bị bức tới bộ dáng này, liền tính toán một chút, lần trước mua tài liệu vẫn dư tiền, còn hơn 900 kim tệ, dùng số tiền này để mua tài liệu chất lượng như lần trước, rõ ràng đã không đủ, chống cầm tư lự một lát, con mắt tiêu viêm đảo tròn, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, lão sư, tử diệp lan thảo hoặc tẩy quốc hoa có thể dùng thấp đi một chút năm phần không? Được chứ, bất quá như vậy dược lực liền kém đi, phối phương trúc cơ linh dịch ta cho ngươi chính là thích hợp nhất để luyện chế đó." Thanh âm dược lão từ trong giới chỉ truyền ra, trợn mắt lên nhìn, Tiêu Viêm khẽ cười nói, "Không quan hệ, lần này hãy dùng tài liệu kém cỏi nhất để luyện chế đi." Kém cỏi nhất? Hiệu lực kém như thế, ngươi có thể cần nửa năm mới có thể đột phá đoạn đấu khí tiếp theo." thanh âm dược lão mang theo chút bất mãn lúc nói vậy hắn đã nhíu mày tiền không đủ sao đi tìm tiểu nha đầu kia đi xem bối cảnh của nàng ta cho ngươi mấy vạn kim tệ chỉ là việc nhỏ mà thôi nếu không được thì lại tìm phụ thân ngươi cần gì phải làm yếu đi dược lực làm trì hoãn tu luyện của chính mình nghe đề nghị của dược lão tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu ngươi coi lòng tự tôn của ta chỉ như con quỷ đói thôi sao sao có thể năm lần bảy lượt đi tìm nữ hài tử vay tiền phụ thân ta cũng tính qua, trốn ông ta đã hai tháng, vạn nhất tìm ông ta đòi tiền, ông ta truy cứu tới chẳng phải là đem lão sư ngài tiết lộ ra ngoài sao. Lão sư, trúc cơ linh dịch này người khác có thể phối chế không làm như nhớ tới điều gì đó, tiêu viêm bỗng nhiên nhíu mày hỏi, hắc hắc, tiểu tử kia, trên đấu khí đại lục, lượng dược tài nhiều không đếm xuể, muốn phối chế ra đang dược hiệu quả khác nhau, phải dựa vào vô số chủng tài liệu bên trong lựa chọn kỹ càng mới có thể luyện chế được năng lượng dược tài cùng bạo bên trong ma tinh, như vậy mới có thể thành công luyện chế ra đan dược mà ngươi cần, nếu mà kết hợp lung tung, lò và đan hỏng thật ra cũng chỉ là việc nhỏ, vạn nhất gặp phải phản vệ, hắc hắc, nói đến chỗ này, âm thanh dược lão cười cười, mới nói tiếp, trúc cơ linh dịch này, là ta ước chừng thực nghiệm nhiều năm, mới ngưng luyện ra được phương thuốc. Đương nhiên người khác làm bậy bạ cũng có thể làm ra được phương thuốc này, chẳng qua xác suất này thật sự quá nhỏ còn nữa tại bên trong quá trình luyện chế phân lượng cùng độ dung hợp của ba loại tài liệu độ lớn của ngọn lửa mấy cái này đều cần vô số lần thực nghiệm cùng với linh hồn cảm giác lực siêu cường mới có thể nắm chắc bằng không ngươi nghĩ vì cái gì mỗi vị luyện dược sư đều cần một tay lão sư chỉ dạy muốn trở thành một vị luyện dược sư cường đại không có danh sư chỉ điểm cơ bản là không thể bằng không thực nghiệm phương thuốc vẽ vang này cũng có thể tiêu phí thời gian cả đời ngươi cho nên, cả đấu khí đại lục ta không dám nói, bất quá tại gia mã đế quốc này ta có thể đánh cuộc, không ai có thể luyện chế ra trúc cơ linh dịch giống ta. Nói đến chỗ này, trong giọng nói dược lão ẩn chứa một chút kiêu ngạo, có chút kiếp sợ trình độ phức tạp của trúc cơ linh dịch này, tiêu viêm theo bản năng khẽ liếm môi. Lúc trước xem dược lão luyện chế phát hiện tự hồ như rất đơn giản, tới hiện tại mới biết được luyện chế đang dược, chút điểm bề ngoài nhìn thấy đó chỉ là một điểm bị mau mà thôi. Thế giới luyện dược sư quả nhiên khó lường, chẳng trách trở thành chức nghiệp cao quý nhất trên đấu khí đại lục. Kiếp sợ qua đi, tiêu viêm trong lòng có chút hoan hỷ, liếm môi theo bản năng nói, lão sư, ta cũng không muốn dùng chút cơ linh dịch kém cỏi nhất để tu luyện, ta định đem đến hội đấu giá để đấu giá thôi, hiện trong tay cũng không dư dật, đợi tiền tới tay, chúng ta liền mua tài liệu tốt nhất, dù sao luyện chế trúc cơ linh dịch, đối với ngài mà nói cũng bất quá chỉ là việc nhất tay chi lao mà thôi, như thế nào? như vậy thì, tùy ngươi đi, luyện dược sư đấu giá đang dược của chính mình cũng không phải việc đáng ngạc nhiên. Hơn nữa trúc cơ linh dịch kia bất quá cũng chỉ là dược vật bồi dưỡng cấp thấp, bán đi cũng không sao. Thoáng trầm mặt một lúc, dược lão như không có gì nói, nghe hắc lão gật đầu đáp ứng, tiêu viêm cười hắc hắc, liền thu thập đồ vật, nóng vội đi ra khỏi phòng. Bởi vì lần này cũng không cần dược tài tốt, cho nên tiêu viêm tùy ý tại hàng dược tài chọn lựa lấy 5 phần kém nhất tử diệp lan thảo cùng tẩy quốc hoa về phần ma tinh thuộc tính một, sau khi trải qua kiểm tra, mua một viên thanh một thử ma tinh với giá tiện nghi nhất, mua được dược tài cần thiết, tiêu viêm liền tìm một khách điếm, tránh ở trong đó để dược lão ra tay luyện chế trúc cơ linh dịch. Trúc cơ linh dịch lần này không chỉ có dược lực kém hơn lần trước rất nhiều, mà màu xanh phỉ thúy trong suốt cũng biến thành màu xanh lục, đem số trúc cơ linh dịch lớn bằng nửa nắm tay thu vào trong bạch ngọc tiểu bình lần trước mua được, tiêu viêm lúc này mới an tâm thở ra một hơi cầm bình ngọc cất cẩn thận trên người, tiêu viêm rời khỏi khách điếm, bước như bay đến hội đấu giá lớn nhất ô thản thành, đặt thước nhĩ phòng đấu giá, phòng đấu giá lớn nhất ô thản thành, đồng thời cũng thuộc về gia tộc giàu có nhất gia mã đế quốc, đặt thước nhĩ gia tộc, đặt thước nhĩ gia tộc đã có lịch sử lâu đời, tại gia mã đế quốc phát triển đã có mấy trăm năm, quan hệ có thể nói là rất rộng rãi, mà theo một vài tin đồn. Gia tộc giàu có này tự hồ còn có quan hệ với hoàng thất, ở đế quốc đặt thước nhĩ gia tộc cùng nạp lan gia tộc nhưng đặt nhĩ gia tộc được xưng là gia mã tam cự đầu tâm đại gia tộc tại đế quốc kinh tế quân sự đều có thế lực không nhỏ cho nên có đặt thước nhĩ gia tộc đứng đằng sau cho dù phòng đấu giá lợi nhuận rất cao khiến không ít người thèm thuồng nhưng bọn họ cũng là không dám động tới nhìn phòng đại hội to lớn ở cuối ngã tư đường tiêu viêm quẹo vào một cái hẻm vắng vẻ sau đó rất nhanh đem chiếc áo choàng đen mua lúc trước mặt lên áo choàng không chỉ có che đi dung mạo của tiêu viêm, mà còn làm ngay cả hình thể thiếu niên nhỏ bé của hắn cũng to lớn hơn một chút, với bộ dáng bây giờ của hắn, sợ là cho dù Huân Nhi đứng trước mặt, cũng khó mà nhận ra được. Xong xuôi, tiêu viêm lúc này mới thở dài một hơi, điều này cũng không thể trách hắn quá cẩn thận, mà là trúc cơ linh dịch loại này đồ vật, đối với một vài gia tộc, có hấp dẫn lực quá lớn, dù sao, nếu người nào có thể chế ra đại quy mô loại này linh dịch, đối với thế hệ trẻ của gia tộc, đều có thể đại phúc độ tăng lên thực lực đối với gia tộc mà nói đây quả là một loại thuốc cực tốt vì không để mang đến một chút phiền toái không cần thiết tiêu viêm chỉ có thể lựa chọn che giấu như vậy tay sờ vào bình ngọc có chút thanh lương trong ngực tiêu viêm chậm rãi đi ra sau đó tiền về phòng đấu giá cuối ngã tư tại cửa vào vài tên hộ vệ cảnh giác nhìn hắn tiêu viêm cước bộ không dừng trực tiếp đi vào vừa vào trong cảm giác nóng bức giống như là bay đi đâu mất thay vào đó là một loại cảm giác mát lạnh tuyệt vời, bên trong và bên ngoài quả thật khác xa nhau. Ánh mắt tại đại sảnh đảo qua, tiêu viêm quay về một căn phòng đi tới, trên cửa phòng có khắc ba chữ to dám bảo thất, đẩy cửa vào, trong phòng rất trống trải, chỉ có một vị trung niên nhân đang có chút nhàm chán ngồi trên ghế, nghe được tiếng đẩy cửa, trung niên nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân ảnh toàn thân mặt hắc bào, mày có chút nhăn lại, nhưng hắn nhanh chóng tươi cười, cười nói, tiên sinh, ngài đến dám bảo ư, đúng, một thanh âm có chút già nua vang lên sau tấm hát bào dĩ nhiên là thanh âm của dược lão tiêu viêm tiến lên hai bước tiện tay móc ra bình ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đây là con mắt nghi hoặc nháy vài cái trung niên nhân cẩn thận cầm lấy chiếc bình bạch ngọc mũi nhẹ nhàng ngửi miệng bình một lát sau sắc mặt hơi đổi nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt thêm vài phần kính sợ đại nhân là luyện dược sư phải thanh âm già nua lại truyền ra xin hỏi bình này là đang dược gì có tác dụng thế nào nghe thấy thế trung niên nhân kính cẩn hỏi tiếp trúc cơ linh dịch có thể tăng tốc độ tu luyện đấu khí bất quá chỉ có dưới đấu giả mới có thể sử dụng a à, có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí nghe xong trung niên nhân có chút động dung đấu khí chỉ có thể án theo quy củ tu luyện hơn nữa trong giai đoạn đầu kinh mạch trong cơ thể cực kỳ yếu ớt một khi dược lực quá mạnh có thể khiến kinh mạch bị đứt chết rất thê thảm a à, linh dịch này của ta cũng không có tác dụng phụ dược lực cũng rất ôn hòa sẽ không có hậu quả gì xấu cả ngươi cứ yên tâm tự hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng trung niên nhân thanh âm già nua chậm rãi giải thích sắc mặt biến đổi trung niên nhân cẩn thận đem bình ngọc đặt lại trên bàn cung kính nói đại nhân có thể đợi trong chốc lát được không ta muốn mời cốc ni đại sư của phòng đấu giá chúng ta tới giám định linh dịch này được nhanh lên một chút phất phất tay tiêu viêm cũng không khách khí ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần trung niên nhân vội vàng gật đầu sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngồi ở trên ghế tiêu viêm vẫn duy trì trầm mặc cũng không có nói với dược lão lời nào đây là địa bàn của người khác chính là cẩn thận vẫn hơn ai dám cam đoan chỗ này không có ai trình coi hoặc nghe lén đợi trong phòng cả nửa ngày trung niên nhân lại quay lại bất quá lần này hắn mang theo một vị lão giả áo xanh ánh mắt tại lão giả trên người đảo qua cuối cùng dừng lại ở trước ngực, không có kim tinh, ngược lại là một loại thuộc đang dược nào đó, hai đạo màu bạc song gợn, lóe ra vẻ xa hoa đắt tiền. Đại nhân, vị này là cốc nghi đại sư của phòng đấu giá chúng tôi, đại sư là một vị tam tinh đại đấu sư, cũng là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Trung niên nhân cung kính giới thiệu, nghe được thân phận của lão giả, dưới tám áo choàng, lông mày tiêu viêm hơi nheo lại, ngoại trừ dược lão ra, đây là lần đầu tiên, hắn gặp một vị luyện dược sư, hắn không khỏi đánh giá đối phương một chút, lão giả vẻ mặt hồng hào, bộ áo xanh trên người nhìn như bình thường nhưng mơ hồ ẩn chứa quan mang lưu động, hiển nhiên. Bộ quần áo này được gia trì qua ma tinh phong hộ, bộ mặt già nua không thể che giấu nổi sự cao ngạo, đó là thứ mà mọi vị luyện dược sư đều có. Trong khi tiêu viêm đang đánh giá đối phương, thì cốc ni đồng thời cũng quan sát người phía trước, luyện dược sư không giống như đấu giả, thứ người này tùy tiện xuất hiện một người, đều sẽ bị các thế lực tranh nhau thu nạp. Cho nên, Cốc Ni vừa đánh giá, vừa thầm đoán về thân phận của đối phương, trung niên nhân cẩn thận cầm lấy bình ngọc trên bàn, đưa cho Cốc Ni, nhận lấy bình ngọc, Cốc Ni ngửi nhẹ, mắt lão hiếp lại, một quan khẽ lóe lên, cẩn thận đổ ra một giọt chất lỏng nhỏ xuống lòng bàn tay, hai mắt nhìn chầm chầm chất lỏng màu xanh, hai ngón tay Cốc Ni khẽ động, một chiếc châm bạc nhỏ bé xuất hiện giữa hai ngón tay, trên đầu châm, thoáng có đấu khí rung động lão chậm rãi đâm châm vào chất lỏng màu xanh, sau đó từ từ đảo nhẹ, càng ngày, khuôn mặt cốc ni từ bình tĩnh càng chuyển sang ngưng trọng. Một lát sau, đổ chất lỏng màu xanh vào bình ngọc xong, ánh mắt hắn nhìn về phía tiêu viêm, vẻ cao ngạo đã thêm vài phần kính ý, lão quay đầu về phía trung niên nhân, trầm giọng nói. Linh dịch đã tới cấp bậc của nhị phẩm đang dược, lời nói của vị đại nhân này lúc trước không sai, vậy an bài cho ta đấu giá thứ này nhanh nhất đi, việc này tự nhiên không thành vấn đề, đại nhân cứ cầm thứ này đến phòng đấu giá số 1, nơi đó còn đang cử hành đấu giá. Linh dịch của ngài, sẽ đợi để đưa ra, trung niên nhân cười nói, đưa ra một khối thiết bài đen nhánh, được. Tiện tay nhận lấy thiết bài, tiêu viêm trực tiếp đi ra khỏi phòng, cốc ni đại sư, hắn là một gã luyện dược sư ư, nhìn thấy tiêu viêm ra khỏi phòng, trung niên nhân thấp giọng dò hỏi, đúng, đích thật là một gã luyện dược sư, cổ nhạy cảm linh hồn lực đó, không sai được. Cốc Ni gật đầu, có chút nghi hoặc lẩm bẩm, hắn thuộc phương thế lực nào nhỉ? Không nghe nói qua ô thản thành khi nào lại có một người luyện chế được nhị phẩm đang dược cả, có cần điều tra một chút lai lịch của hắn không? Cốc Ni mắt hiếp lại, thoáng suy nghĩ, lắc đầu nói, tạm thời không nên, luyện dược sư tính tình đều có chút cổ quái, nếu điều tra mà để hắn phá hiện, sợ rằng làm hắn có ấn tượng không tốt về phòng đấu giá, tùy ý đắc tội một vị không biết cấp bậc luyện dược sư, không phải là một hành động sáng suốt quay đầu, biết trung niên nhân một cái, cốc ni thản nhiên nói, làm thế nào để hắn sinh hảo cảm đối với chúng ta, ngươi hẳn là rõ chứ, vâng, hiểu thưa đại nhân, nhớ kỹ, cho dù không thể giao hảo, vạn lần cũng không thể đắc tội, nếu không, thản nhiên nói xong một câu với ngữ khí lạnh như băng, cốc ni đi ra ngoài, được một thị nữ dẫn đường, tiêu viêm đi vào phòng đấu giá đang cử hành, vừa vào trong, chung quanh nhất thời tối lại, tiếng huyên náo không ngừng truyền vào tai làm tiêu viêm không khỏi cảm thấy nhức đầu phòng đấu giá rất lớn dung nạp ngàn người cũng không thành vấn đề lúc này tại trung tâm phòng đấu giá ở dưới ngọn đèn một người đàn bà xinh đẹp mặc bộ quần áo màu đỏ đang đứng dùng vẻ vũ mị khiến mọi người ngây ngắt mà giảng giải về món đồ đang được mang ra dưới tiếng hô yêu kiều thanh thúy của người đàn bà nọ kiện đồ vật không tính quá trân quý nọ giá đang tăng lên với một tốc độ chóng mặt tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống Tiêu viêm ánh mắt đảo qua, với nhãn lực của hắn, dễ dàng nhận thấy có không ít người đến đây vì người đàn bà đang đứng ở trên kia. Thức đặc nhĩ thủ tịch đấu giá sư, Nhã Phi. Mỹ nhân mà gần như cả ô thản thành không ai không biết, sự thành thục mỹ lệ, đủ để làm cho rất nhiều nam nhân sẵn sàng phủ phục dưới gấu quần nàng. Tiêu viêm yên lặng ngồi, mày bỗng nhiên nhíu lại, nhìn tới một chỗ cách mình không xa, một nam tử đang ngồi ẩn trong bóng tối, ánh mắt nóng cháy nhìn lên Nhã Phi ở trên đài, môi khẽ miếm lại, hạ thân không ngừng chuyển động, trời đất. Khẽ mắng một câu, tiêu viêm thầm nghĩ, người này quả là quá mạnh mẽ rồi, trong lòng thầm chữ thề, tiêu viêm có chút cười khổ lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đài cao, nhìn những đường cong lã lướt của người đàn bà nọ, thấp giọng nói thầm, yêu tinh, mắt nhẹ quét qua vật phẩm trên tay nhã phi, tiêu viêm khẽ thở dài, hắn không thừa tiền để mua một thứ phế vật A. Cho dù đấu giá nó là một người đàn bà xinh đẹp, ánh mắt hắn chậm giải đảo qua rồi tiếp tục quan sát mọi người trong phòng đấu giá cha đột nhiên tiêu viêm thấy một vị trung niên nhân đang ngồi ở ngay hàng đầu vẻ mặt không khỏi cổ quái chẳng lẽ cha cũng có hứng thú với người đàn bà này ý nghĩ cổ quái đó trong đầu tiêu viêm chỉ tồn tại trong chốc lát bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của cha không dừng lại ở trên người nhã phi vẻ mặt cha hắn rất tĩnh lặng tự hồ đang đợi thứ gì đó cha tới đây làm gì nhỉ trong lòng nghĩ thầm Tiêu Viêm lại kinh ngạc phát hiện, tộc trưởng của hai gia tộc khác nổi danh cùng với Tiêu gia ở Ô Thản Thành, Gia Liệt Đoàn gia tộc, Áo Ba gia tộc cũng có mặt ở nơi đây. Nơi này sắp đấu giá thứ gì mà lại hấp dẫn được bọn họ vậy? Tiêu Viêm có chút tò mò, sờ sờ mũi, đến tộc cùng là vật gì, lại có thể đem tam đại tộc trưởng hấp dẫn tới đây, cũng không thể không nói, người đàn bà tên Nhã Phi này quả là khéo léo, mỗi lần nàng cười, đều làm giới cách một trận tăng lên, mà nhất thời người đàn bà này còn có thể liếc mắt đưa tình về phía người vừa đưa ra giới cách khiến cho hắn dù rất đau lòng cũng không khỏi phấn chấn tinh thần không khí trong phòng đấu giá vì người đàn bà này vì thế vẫn ở cao trào các vị phòng đấu giá của chúng tôi vừa nhận được một vật phẩm mới mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với nó vừa đấu giá xong một vật phẩm nhã phi vừa cười nói vừa vung tay lên nhất thời một gã người hầu liền bưng lên một cái mâm ngọc trên đó có một cái bình ngọc nhỏ đây là nhị phẩm đan dược. Nhẹ nhàng cầm lấy cái bình, thanh âm vũ mị của Nhã Phi, nhất thời làm cho toàn trường yên tĩnh, một lát sau, âm thanh bàn tán vang lên, tại trên đại lục này, thứ mà mọi người truy cầu nhất, chính là đan dược mà các luyện dược sư điều chế ra, vật này tên là Trúc Cơ Linh Dịch, có hữu hiệu với những người dưới đấu giả, dùng thứ này cho vào nước rồi tu luyện trong đó, có thể tăng lên tốc độ tu luyện, các vị nếu muốn cho tử tôn mình trở thành một thiếu niên thiên tài, Vậy không thể bỏ qua được vật này a, à? đôi môi đỏ mọng tràn đầy hấp dẫn của Nhã Phi nhẹ mở, âm thanh nũng nịu vang lên, khiến cho không ít kẻ đầu khớp xương như mềm cả ra, trúc cơ linh dịch. Có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí. Nhã Phi tiểu tỷ, ở giai đoạn đó, tự hồ không thể dùng đan dược được. Không ít người không nhịn được hỏi lại, thứ linh dịch này đã được Cốc Mi đại sư của phòng đấu giá chúng ta thẩm định qua, phẩm giai là nhị phẩm, tuyệt đối không có vấn đề gì các vị xin cứ yên tâm. Nhã Phi cười nói, tự thân Cốc Ni Đại Sư thẩm định, thanh âm trong phòng tức thì nhỏ đi nhiều, ai chẳng biết, Cốc Ni Đại Sư là nhị phẩm luyện dược sư, ngay cả tam đại tộc trưởng thấy hắn, cũng không dám có chút gì chậm trễ. Tiêu viêm nhàn nhã ngồi ở trên ghế, nhìn khắp đấu tràng, hắn thầm hít một ngụm khẩu khí, xem ra trúc cơ linh dịch này, là một thu hoạch không nhỏ a. À. Hắn không khỏi nhìn về phía phụ thân mình, lại phát hiện nét mặt cha hắn lúc này, có chút kích động, thoáng chút sững sờ, chợt nhớ ra điều gì, tiêu viêm trong lòng có chút cảm động. Linh dịch giá khởi điểm là 8.000 kim tệ, mời các vị ra giá. Nhã Phi cười nói, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở tối phía trước, tam đại tộc trưởng, nàng biết rất rõ, ba vị này mới là nhân vật cạnh tranh chủ yếu, 8.500. Nhã Phi vừa nói xong, lập tức có người đưa ra giới cách, 9.500. Âm thanh tăng giá, theo sát sau trong phòng giới cách không ngừng tăng lên, chỉ trong chốc lát, đã tới một vạn ba ngàn rồi. Phụ thân tiêu viêm mặc dù sắc mặt có chút kích động, nhưng hắn cũng không trả giá, mà nhắm mắt lại, đợi cho âm thanh trả giá chấm dứt, tranh đoạt dằn co trong chốc lát, thanh âm trả giá yếu bớt dần, cùng lúc đó, một vị lão giả ngồi ở tối phía trước cùng tiêu chiến, thản nhiên lên tiếng, hai vạn, báo giá vừa ra, thanh âm trong sân lập tức lắng xuống, một vài người nhìn thấy lão giả này, không khỏi uể oải ngồi xuống, bọn họ thật là không có thực lực cùng gia liệt đoàn gia tộc tranh đoạt A, hắc hắc, gia liệt đoàn tất, con ngươi không phải là đấu giả rồi ư. Như thế nào còn mua trúc cơ linh dịch này? Một gã trung niên nam tử cười nói, áo ba mạc, ta mua cho cháu ta không được sao? Gia liệt đoàn tất rõ ràng không ưa gì hán tử này, cười lạnh nói, vậy thì cũng phải xem ngươi có cái phúc khí đó không, nói không chừng con ngươi ngày nào đó bị người ta cắt mất mệnh tử cũng nên trong lòng nguyền rủa một tiếng, áo ba mạc cũng mở miệng hô, hai vạn ba ngàn, hai vạn năm, không tới mười phút thời gian, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người dĩ nhiên giống như ác cẩu tranh ăn, đem giới cách lên tới ba vạn, bốn vạn vẫn nhắm mắt nãy giờ, tiêu chiến đột nhiên lên tiếng, đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều dời đi tới trên người tiêu chiến, ngay cả áo ba mạc cùng gia liệt đoàn tất, cũng bị con số này chấn động, hắc hắc, tiêu tộc trưởng xem ra đối với trúc cơ linh dịch là tình thế bắt buộc a à. gia liệt đoàn tất cười nói tiêu chiến liếc mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói ngươi muốn thì ra giá đi ta tuyệt đối sẽ không theo đâu gia liệt đoàn tất da mặt khẽ rung tự hồ đang tự hỏi xem tiêu chiến nói thật hay giả một lát sau hắn lắc đầu lần này hắn tới đây chính vì đồ vật đó tuyệt không thể lãng phí tư kim được áo ba mạt ở một bên nhìn thấy gia liệt đoàn tất đã lui rồi cũng nhún vai Trúc Cơ Linh dịch mặc dù hấp dẫn, bất quá không phải là mục đích của hắn, thôi bỏ đi. Tiêu chiến tộc trưởng ra giá 4 vạn kim tệ, còn ai tăng giá không? Nhìn trong sân yên tĩnh, Nhã Phi miễn cười nói, nếu không có người tăng giá, Trúc Cơ Linh dịch này, do tiêu chiến tộc trưởng mua được, thấy không ai lên tiếng, Nhã Phi khẽ đập nhẹ chiếc búa nhỏ trong tay lên trên bàn, Trúc Cơ Linh dịch, định hạ người mua rồi, ở một chỗ vắng vẻ. Tiêu viêm có chút dở khóc dở cười, cả nửa ngày trời, dĩ nhiên cũng là cha mình mua tiếp theo sẽ là tiêu điểm của buổi đấu giá hôm nay đem bình ngọc mang đi nhã phi ngọc thủ vung lên ngọn đèn trên đài ảm đạm xuống nhã phi có chút dừng lại rồi từ từ lấy ra một chiếc mâm bạc trên đó có một quyển trục cổ phát màu xanh quyển trục thoáng có thanh quan đặt trên mâm bạc quả là có chút huyền bí huyền giai cao cấp công pháp thanh phong quyết mấy chữ huyền giai cao cấp công pháp vừa nói ra trong phòng đấu giá đột nhiên yên tĩnh cùng trúc cơ linh dịch so sánh, đấu khí công pháp không thể nghi ngờ càng khiến cho người ta chấn động. Đan dược tuy trân quý, nhưng cũng chỉ là thứ để dùng nhất thời, mà đấu khí công pháp lại có thể dùng cả đời, thậm chí có thể truyền thừa cho con cháu sau này. Từ mấy góc độ này nà biếu, cao giai đấu khí công pháp so với đan dược, càng làm cho người khác điên cuồng. Dù sao, chỉ cần chính mình có cao giai công pháp, cho dù không có linh dược, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cường giả một phương, mà nếu không có công pháp, chỉ có linh dược vậy dù ngươi có ăn đang dược như cơm cũng không thể trở thành cường giả chính thức sau chốc lát rung động trong hội trường có vài người đã phục hồi tinh thần lại từng đôi nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm quyển trục màu xanh trên đài ngay cả nhã phi vũ mị động lòng người tại giờ phút này cũng đã bị bỏ quên tiêu viêm ngồi ở phía sau khẽ thở nhẹ một hơi huyền giai cao cấp công pháp khó trách loại công pháp cấp bậc này so với công pháp cao cấp nhất của tiêu gia nội sư cùng cương còn cao hơn một bậc chẳng trách tộc trưởng ba đại gia tộc của Ô Thản Thành đều đến đây, thì ra là muốn có thứ này, huyền giai cao cấp A. Ánh mắt đảo qua quyển trục màu xanh, Tiêu Viêm liếm liếm môi, chỉ cần người nào có quyển trục này, vậy hắn sẽ có thông hành chứng để trở thành một cường giả, hơn 10 năm sau, Ô Thản Thành cũng sẽ có một thế lực nữa cùng Tam đại gia tộc bình tọa, một cái huyền giai cao cấp công pháp mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Ngay khi Tiêu Viêm có chút cảm thán, thanh âm của Dược lão lại không thích hợp vang lên trong lòng. Tiêu viêm trợn mắt nhìn lão đầu nhãn giới đã cao tận trời này, vẫn duy trì trầm mặt, tiểu gia hỏa, yên tâm tu luyện đi, chờ ngày ngươi thành đấu giả, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới được gọi là cao giai công pháp. Dược lão sau khi nói xong cũng yên lăng, mấp máy miệng, tiêu viêm thầm nói, hy vọng là thế, các vị, huyền giai công pháp này là do một vị thợ săn may mắn tìm được trên núi, nó hẳn là tiền nhân lưu lại, lai lịch chính thống, sẽ không mang đến phiền toái gì, mọi người cứ yên tâm đáo giá. Nhã Phi Ngọc Thủ nhẹ nhàng nâng lên quyển trục màu xanh, cười thanh khách nói, Nhã Phi tiểu thư, mau báo giá đi. Ở dưới đã có người nóng lòng hô lớn, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bảo trì vũ mị tươi cười, Nhã Phi mỉm cười nói, phong quyển quyết, giá ban đầu, 20 vạn kim tệ, cái giá trên trời này vừa nói ra, trong phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh lại, hiển nhiên, rất nhiều người căn bản không có thực lực để nuốt trôi thứ này. Trong góc phòng, tiêu viêm nhịn không được lắc lắc đầu, nữ nhân này thật sự là giết người không thấy máu, quá độc ác, 20 vạn kim tệ, đó là lợi nhuận hơn 2 năm của tiêu gia A. Tiêu chiến ba người ngồi ở hàng ghế đầu, tại cái giá trên trời này, da mặt cũng có chút động đậy, bất quá cũng không thể tránh khỏi, đồ vật này, ngươi không mua, sẽ có người khác mua, dưới cái giá 20 vạn, trong phòng cũng có chút phát lạnh, mắt nhìn cục diện lạnh tanh xấu hổ này, nhã phi lại không có thần sắc khác thường gì, nụ cười vẫn mê người như cũ, nàng cực kỳ rõ ràng lực hấp dẫn của huyền giai công pháp, một số người cho dù tán gia bại sản cũng phải đem đồ vật này thu vào trong túi. Giống như dự liệu của nàng, cục diện lạnh tanh này cũng không kéo dài bao lâu, một người nhìn có chút ngốc nghếch trung niên nam tử căng thẳng ra giá 21 vạn. Tiêu Viêm theo thanh âm nhìn lại, hắn nhận thức trung niên nhân này chính là vũ khái đại hành của Ô Thản Thành, gần như chiếm cứ toàn bộ tiêu thụ vũ khí của Ô Thản Thành mặc dù thế lực kém hơn ba đại gia tộc, bất quá, trong ô thản thành, cũng nằm trong số những nhân vật số 1, 23 vạn. Trung niên nhân vừa dứt lời, một hoàng y lão giả cũng theo sát mà đến, hoàng y lão giả là đại dược thương của ô thản thành, thủ hạ có vài cửa hàng bán dược tài, tài sản cũng tính là phong phú, hung hăng trùng mắt nhìn lão giả, ngốc nghếch trung niên nhân lại cao giọng, 24 vạn, trong hội trường, cũng không có ai ra giá thêm. Dù sao, 20 vạn cao giới, đủ để nhiều người chỉ có thể đứng nhìn, 30 vạn. Sau khi hai người đã phân ra mạnh yếu, Gia Liệt Tất ngồi ở hàng ghế đầu rốt cuộc cũng lạnh lùng lên tiếng. Gia Liệt Tất vừa ra giá, hai người kia đều ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, ủ rũ cúi xuống, 33 vạn. Có thể cạnh tranh cùng gia liệt gia tộc ở ô thản thành, cũng chỉ có tiêu gia cùng áo ba gia tộc, mà vừa ra giá, chính là tộc trưởng của ái ba gia tộc tộc trưởng, áo ba mạc âm lạnh liếc mắt nhìn áo ba mạc, gia liệt tất lạnh lùng nói, 35 vạn, mi mắt giật giật, áo ba mạc liếm môi nói, 37 vạn, 38 vạn, 40 vạn, mắt nhìn áo ba mạc không ngừng tăng giá, gia liệt tất không chút do dự vỗ ngựa tăng theo, giả ra một bộ dáng tình thế bắt buộc, lúc giá cả dừng tại 43 vạn, áo ba mạc cũng không thể không dừng lại tràn cạnh tranh này, 43 vạn, đã đủ làm áo ba gia tộc lâm vào nguy cơ kinh tế, 45 vạn, Thấy áo ba mặt lùi bước, gia liệt tất chưa kịp mừng rỡ, thanh âm nhàn nhạt của tiêu chiến, lại làm sắc mặt của hắn âm trầm như cũ. Ánh mắt âm lãnh hung hăng liếc nhìn tiêu chiến một cái, trong lòng gia liệt tất tràn đầy hỏa khí, trong ba đại gia tộc, tiêu gia cùng áo ba gia tộc đều có huyền giai trung cấp đấu khí công pháp, mà gia liệt gia tộc của hắn, chỉ có huyền giai sơ cấp công pháp, cho nên, gia liệt tất lần này, thật sự đã hạ quyết tâm. Trong ánh mắt có chút hả hê của áo ba mạc, Gia Liệt tất cắn răng nói, 46 vạn, 50 vạn. Tiêu Chiến khuôn mặt đạm mạc, ra một cái giá trên trời làm cả phòng bất ngờ. Trên đài cao, nhìn hai người đã tranh đoạt đến nóng cháy, nụ cười xinh đẹp của Nhã Phi, lại thêm dụ nhân vài phần, 55 vạn. Con mắt thoáng đỏ ngầu, sau khi trầm mặt trong chốc lát, Gia Liệt tất quát lạnh, ngươi thắng. Ngoài dự liệu của mọi người, sau khi Tiêu Chiến nghe thấy Gia Liệt tất ra giá, lại mỉm cười, nhìn gia liệt tất hài hước nói khuôn mặt có chút ngạc nhiên sau một lúc gia liệt tất sắc mặt âm trầm thanh tĩnh lại hắn mới rõ mình bị lừa rồi tiêu chiến ngươi được lắm nhớ kỹ cho ta oán hận trừng mắt nhìn tiêu chiến gia liệt tất ngẩng đầu nhìn nhã phi đang kinh ngạc lại càng thêm tức giận nhưng dù sao hắn cũng không phải một du côn trên đường âm trầm nghiêm mặt tận lực áp chế tức giận nhã phi tiểu thư phải chăng nên kết thúc cũng không vì gia liệt tất tức giận mà có biểu tình biến sắc nào, Nhã Phi bình thản cười cười, trong mắt có một mặt cười nhạo cùng hài hước, chiếc búa nhỏ trong ngọc thủ, tại ánh mắt cắt gao của gia liệt tất, cỏ xuống, phong quyển quyết, do gia liệt tất tộc trưởng đấu giá thành công, nhìn một màn này, tiêu viêm nhịn không được cười nhẹ, chậm rãi dứng lên, đi ra khỏi phòng đấu giá, ai, sau khi tiền tới tay, nên bắt đầu cố gắng tu luyện thôi, một năm sau, còn phải cho cha một cái kinh hỉ đây lúc ra khỏi cửa tiêu viêm cười nhẹ lẩm bẩm nói ra khỏi phòng đấu giá số một tiêu viêm lại về giám bảo thất trong ánh mắt kính sợ của trung niên nhân kia yên lặng chờ đợi một lúc sau tiếng bước chân từ bên ngoài dồn dập truyền đến hai đạo nhân ảnh đẩy cửa mà vào a à a à, vị này là chủ nhân của trúc cơ linh dịch hình như tiên sinh lần đầu đến ô thản thành hương phong thổi đến tiếng cười khẽ kiều nị bỗng nhiên vang lên bên tai tiêu viêm làm tim hắn đập thoáng đập mạnh trong lòng mắng một tiếng yêu tinh, khuôn mặt Tiêu Viêm ẩn vào trong áo choàng, ánh mắt khẽ chuyển hướng nữ nhân mặc váy màu đỏ bên cạnh. Tiếp xúc ở cự ly gần, Tiêu Viêm lại phải đánh giá lại sự thành thục vũ mị của nữ nhân này, trên khuôn mặt, một đôi thủy ngâm ngâm mỹ mâu, tựa như không lúc nào không hấp dẫn nam nhân, ánh mắt không giấu vết nhìn qua đôi ngọc cảnh thon dài ưu nhã, cũng suýt nữa bị khe ngực hãm sâu kia hút vào, eo như thủy xà, lúc lay động, hấp dẫn vạn phần làm cho người ta hận không thể đè lên trên đất mà phát tiết dục vọng khuôn mặt hơi nóng lên bất quá hoàn hảo còn có áo choàng che giấu nhã phi cũng không nhìn thấy lập tức mạnh mẽ ngăn chặn ý niệm trong đầu tiêu viêm khẽ gật đầu cùng lúc đó thanh âm của dược lão cũng khô khan truyền ra đấu giá thành công đem tiền đưa cho ta ta còn có việc tự hồ có chút kinh ngạc tuổi của hát bào nhân ngọc thủ của nhã phi che đôi môi đỏ mọng nhẹ giọng cười bộ ngực đầy đặn lộ ra những đường nét kinh tâm động phách, Nhã Phi cười thanh khách nói, xin lão tiên sinh đợi một lúc, một số thủ tục, còn đang hoàn thành, khẽ gật gật đầu, tiêu viêm không mở miệng thêm, đem ánh mắt rời khỏi nữ nhân này, sau đó bảo trì trầm mặt, nhìn nhân ảnh hoàn toàn bao phủ trong hắc bào trước mặt, Nhã Phi khẽ cau mày, xem ra dung mạo của mình trước mặt vị thần bí nhân này không có hiệu quả gì, lập tức bất đắc dĩ liếm liếm đôi môi hồng nhuận. Ánh mắt đảo qua trên người vị thần bí nhân này, muốn từ vài chi tiết nhỏ tìm ra thân phận của hắn sau khi quan sát trong lòng nhã phi có chút thất vọng ánh mắt chạm với cốc ni đại sư ở bên cạnh hàm răng khẽ trắng đôi môi đỏ mọng thanh âm ôm nhu nhẹ giọng hỏi lão tiên sinh nhã phi rất ít khi thấy luyện dược sư không đeo huy chương không biết tôn tính của lão tiên sinh thế nào nữ hoa oa đến chỗ này còn phải tự báo ra thân phận dưới hát bào dược lão nhàn nhạt nói a a à, Nhã Phi chỉ tò mò mà thôi, nếu lão tiên sinh không muốn nói, Nhã Phi tự nhiên không dám hỏi thêm. Nhã Phi lạc lạc cười nói, ánh mắt xuyên thấu qua áo choàng, nhìn đôi chân trắng toát ẩn trong chiếc váy màu đỏ bó sát người kia, tiêu viêm có chút bất đắc dĩ, Nhã Phi có thể trở thành thủ tịch phách mại sư, người chủ trì đấu giá của đặc mễ nhĩ phách mại trường, tự nhiên sẽ không bình thường, đều nói hồng nhan họa thủy, người thèm muốn mỹ mạo của nàng trong ô thản thành không biết có bao nhiêu, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa nghe nói có ai đạt được mục đích, tuy trong này không thiếu nguyên nhân là nàng có đặc mễ nhĩ phách mại trường làm chỗ dựa, bất quá ai cũng không dám cho rằng, nữ nhân này là một cái hoa bình chỉ sở hữu mỹ mạo, ở cạnh một tinh minh nữ nhân như vậy, tiêu viêm như một miếng băng mỏng, hắn chỉ sợ nữ nhân tinh tế này phát hiện ra cái gì, bất quá hoàn hảo, có dược lão lên tiếng chống cự, lão hồ ly này, sẽ không chịu nửa điểm hấp dẫn của con yêu tinh bên cạnh, tại lời nói có chút lãnh đạm của dược lão, Giả Phi cũng không có lời nói nào hữu dụng, cuối cùng, nữ nhân này đành phải bỏ qua ý niệm trong đầu, cười khanh khách lấy ra thủy tinh tạp trên người, trên tạp có tộc huy của đặc mễ nhĩ gia tộc, lão tiên sinh, đây là quý tân tạp của đặc mễ nhĩ đấu giá hội, chỉ cần tiên sinh có nó, ở bất kỳ đấu giá trường nào của đặc mễ nhĩ gia tộc, đều sẽ có đại ngộ của khách quý, đồng thời, đấu giá trường thuế suất sẽ từ 5% hạ xuống 2%, nghe vậy, tiêu viêm nhíu nhíu mày, so sánh với một đống phế thoại lúc trước, hắn càng thích mấy thứ có tính thực chất này, lập tức thoáng trầm ngâm, tiện tay tiếp nhận thủy tinh tạp phiến, nhìn bàn tay trắng nõn đưa ra khỏi hát bào, trong mắt nhã phi xẹt qua một tia kinh ngạc, rõ ràng thanh âm già nu khô khốc, nhưng lại có một đôi tay như thiếu niên, người này, cuối cùng là có thân phận thế nào, lúc này, một thị nữ từ ngoài đi vào, đem lục sắc tạp phiến cung kính đưa cho nhã phi, lão tiên sinh, Trúc cơ linh dịch đấu giá được 4 vạn kim tệ, trừ đi 2% tiền thuế, còn lại, đều ở chỗ này. Nhã Phi miễn cười đem lục sắc tạp phiến đưa tới, tiếp nhận lục sắc tạp phiến, trong lòng tiêu viêm rốt cục thở ra một hơi, tu luyện tư bản sau này của mình, đều ở trong này a, à, chỗ tiền này, đủ để mình an tâm tu luyện đến cấp bậc đấu giả. Một khi tiền đã tới tay, tiêu viêm cũng không nghĩ ở lâu thêm, tùy ý khoát tay áo với Nhã Phi, thanh âm già nua nhàn nhạt nói, ta có thể đi rồi chứ, a à, a, à, đương nhiên, lão tiên sinh sau này còn muốn đấu giá đang dược gì, nên chiếu cố đặt mễ nhĩ đấu giá trường nha. Nhã Phi thản nhiên cười nói, ân. Tùy ý lên tiếng, tiêu viêm đứng dậy, cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi căn phòng muốn mạng người này, nhìn bóng dáng tiêu viêm biến mất, nụ cười trên mặt Nhã Phi chậm rãi thu liễm, nhíu mày lại, đi đến cạnh bàn, khẽ dựa vào đó, đường công lộ ra, cốc ni thúc thúc, hắn thực sự là luyện dược sư. Hơi trầm mặt một lúc, Nhã Phi nhẹ giọng hỏi, ân, hơn nữa luyện dược thuật còn mạnh hơn ta, ít nhất, dị phẩm trúc cơ linh dịch kia, ta không luyện chế được. Cốc Ni cung thanh với Nhã Phi, thở dài nói, có dược phương, phương thuốc, đều không được. Đôi mắt hiếp lại, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, làm như tùy ý nói, nghe lời này của Nhã Phi, Cốc Ni sắc mặt cả kinh, vội vàng nói, dược phương chính là mạng của luyện dược sư, tiểu thư ngàn vạn lần không nên có chủ ý với nó làm một luyện dược sư không biết cấp bậc nổi giận cho dù là đặc mễ nhĩ gia tộc cũng khó có thể thừa nhận vài chục năm trước thiết khắc gia tộc nổi tiếng cả gia mã đế quốc chính là vì muốn có dược phương của đan vương cổ hà cuối cùng bị hắn mời đến bốn vị đấu vương cường giả đem gia tộc hủy diệt cuối cùng việc này ngay cả hoàng thất của gia mã đế quốc cũng không dám can thiệp thêm tuy nói thế lực của gia tộc chúng ta đã vượt xa thiết khắc gia tộc trước kia dù vậy cũng không nên đắc tội với một số luyện dược sư thần bí là tốt nhất, phải biết rằng, luyện dược sư căn bản là một cái độc phong oa, chỉ cần ngươi làm đau, hắn bật người là có thể tìm được vô số bằng hữu, hơn nữa cũng có rất nhiều cường giả, phi thường vui lòng có một luyện dược sư thiếu họ một cái nhân tình, nhìn Cốc Ni kinh hoảng, giả phi bất đắc dĩ nhu nhu tráng, cười khổ nói, Cốc Ni thúc thúc, ngươi nói gì vậy, ta đâu có chủ ý gì với hắn, ngươi cho rằng mấy năm lịch lãm này của nhã phi là phí công sao ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi thôi nghe lời nói của nhã phi cốc ni cũng thở vào nhẹ nhõm hắn thật sự sợ ni tử này sẽ làm ra việc ngu ngốc gì liếm liếm môi ngọc thủ của nhã phi nâng tóc lên nhẹ nhàng hít một hơi luyện dược sư thật sự là một đám người khủng bố nhưng vì sao mình lại không có hạng thiên phú này hơn nữa người này cực kỳ thần bí rõ ràng vô cùng trẻ nhưng tại sao phải làm vậy a à? Nhã Phi tin tưởng vào mị lực của mình không có người đàn ông trẻ nào mà không bị sắc đẹp của nàng chinh phục. Lén lén lúc lúc đi vào căn phòng của mình, tiêu viêm rất nhanh đóng cửa, sau đó chạy tới góc phòng, cuối cùng lấy ra một đống dược liệu và vài viên ma tinh, cẩn thận đem chúng cất vào trong ngăn tủ, ngửi sâu một hơi mùi của dược tài trên tay, hắc hắc cười dài thở vào nhẹ nhõm, vì có thể dốc lòng tu luyện. Tiêu viêm lần này ước chừng đã mua đủ số dược tài dùng trong 8 tháng, xem bộ dáng này, những ngày còn lại trong năm, là định vượt qua trong khổ tu. Thân mật vỗ vỗ ngăn tủ, khóe miệng tiêu viêm giật giật, đi tới cạnh giường, thả lỏng người nằm xuống, hơn nửa ngày buông ba, thật sự làm hắn có chút mỏi mệt, viêm nhi, có ở trong không? Có chút mơ hồ, tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến, dụi dụi con mắt đang mơ hồ, tiêu viêm nhảy xuống giường, sau đó mở cửa phòng, nhìn tiêu chiến đứng ở ngoài, gãi gãi đầu, cười hỏi, phụ thân, có việc gì sao? không có việc gì thì không thể tìm ngươi. Ngươi tiểu tử này, trốn ta hai tháng. Bàn tay thân mật vỗ vỗ đầu tiêu viêm, tiêu chiến cười mắng, nhìn nụ cười ôn thuần của tiêu chiến, tiêu viêm trong lòng có chút cảm động, cũng không biết nói cái gì, vẫn đang tự trách việc đó sao. A à a, à, nàng không chấp nhận con ta, là tổn thất của nàng, chẳng có gì đáng thương tâm, một đại nam nhân, lại làm một cái tiểu nữ nhân bộ dáng, ta biết, con của tiêu chiến ta, tuyệt đối không phải phế vật. Tiêu Chiến Hào sản nói, a a, à, phụ thân, ba năm sau, Viêm Nhi sẽ tự mình đi Vân Lam Tông. Cười cười, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, Tiêu Chiến hơi thu liễm nụ cười, nhìn chầm chầm Tiêu Viêm, có chút chần chờ nói, phụ thân cũng không sao, ngươi. Thực sự định đi, phụ thân không phải nói ngươi kém nạp lan yên nhiên, nhưng thực lực của Vân Lam Tông, Tiêu Viêm mỉm cười, gật gật đầu, môi nhếch lên thành một cái quật cường tuyến điều, phụ thân, có một số việc, tránh không được là nam nhân, nên phải gánh vác. A à, a, à, tính tình này, rất giống ta, hai ca ca của ngươi nếu biết ngươi có thể hiểu được, sợ rằng cũng rất cao hứng. Đối với chấp nhất của tiêu viêm, tiêu chiến vui mừng cười, khẽ thở dài một tiếng, lập tức gật đầu thật mạnh, được, phụ thân sẽ chờ con của ta đòi lại mặt mũi thời điểm. Ta muốn nạp lan túc lão hỗn đảng đó mang theo xính lễ đến cầu ta thu hồi lại hưu chứng trước kia. Tiêu viêm gật đầu, bật cười. Cái này, cho ngươi, coi như đây là phụ thân tài trợ. Từ trong người lấy ra một chiếc bạch ngọc bình, Tiêu Chiến đưa tới, nhìn thứ được chuyển giao vài lần này, lại nhớ đến trúc cơ linh dịch trong tay mình, Tiêu Viêm có chút dở khóc dở cười, nhưng trên mặt hắn vẫn bảo trì biểu tình nghi hoặc, "Phụ thân, đây là trúc cơ linh dịch, có thể làm tốc độ tu luyện đấu khí nhanh hơn, hôm nay đấu giá được." Tiêu Chiến mở miệng cười nói, "Chắc tốn không ít tiền." Tiếp nhận bạch ngọc bình, trong lòng tiêu viêm như có dòng ấm áp chảy qua, bốn vạn kim tệ, nhưng nó hữu dụng với ngươi, cũng tính là vật vượt qua giá trị. Tiêu chiến không để ý cười nói, ngài dùng bốn vạn kim tệ mua cho ta trúc cơ linh dịch này, mấy người trưởng lão, chỉ sợ sẽ lấy cớ sinh sự. Tiêu viêm cười khổ nói, thích, ta mới là tộc trưởng, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ dám dùng miệng lưỡi. Tiêu chiến hừ lạnh nói, phụ thân, cảm ơn ngài, thành nhân nghi thức một năm sau, ta sẽ cho toàn bộ bọn họ ngậm miệng lại. Tiêu viêm cười nhẹ nói, được, ta chờ đến lúc con ta thuế biến. Tuy không biết tiêu viêm có tin tưởng từ đâu, nhưng tiêu chiến đối với bộ dáng tin tưởng 10 phần của con mình cực kỳ vui mừng, lập tức cười to nói, tốt lắm, cũng không nên cản trở ngươi nghỉ ngơi nữa, có việc gì thì đến tìm phụ thân, đều là người nhà, không có gì mất mặt cả. Khoát tay áo, tiêu chiến xoay người đi tới tiền viện, mẹ nó, còn phải đi ứng phó mấy lão bất tử kia không phải là tiêu bốn vạn kim tệ sao làm như ăn bớt tiền mua quan tài của các ngươi không bằng loáng thoáng truyền đến tiếng mắng của tiêu chiến trong bóng đêm truyền ra nhìn tiêu chiến biến mất trong bóng đêm tiêu viêm sờ sờ mũi mỉm cười thấp giọng nói yên tâm đi phụ thân ta sẽ dùng sự thật làm đám gia hỏa này im miệng ba năm trước ta có thể cho chúng ngưỡng vọng ba năm sau ta đương nhiên có thể đứng tại cửa một lúc sau tiêu viêm cất bạch ngọc tiểu bình đi liếc mắt nhìn về phía góc tường hài hước nói ni tử nghe lén người khác rất vui sao tiêu viêm ca ca cảm giác thật mẫn tuệ nha góc tường một thiếu nữ mặc váy tím xuất hiện ngẩng đầu trên khuôn mặt xinh đẹp tiếu ý sáng lạn nhìn thiếu nữ cười tiêu viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiêu viêm ca ca buổi chiều đi đâu vậy chân bước nhẹ huân nhi tiến đến cười hỏi tùy tiện ra ngoài đi dạo thật không con ngươi như thu thủy dò xét từ trên xuống dưới, Huân Nhi bỗng nhiên bước thêm một bước, khẽ kiển chân, mũi cao nhẹ, có hương vị của nữ nhân, thái, đừng đùa, nữ nhân hương vị ở đâu ra. Khuôn mặt non nớt khẽ đỏ lên, cũng may là trời tối, thiếu nữ cũng nhìn không quá rõ, hì hì. Hình như rất thích hình dáng quẩn bách của tiêu viêm, Huân Nhi cười duyên một trận, một lúc sau, tiếng cười ngừng lại, hơi trầm mặt, ôm nhu nói, lời nói lúc nãy của tiêu thúc thúc, ta cũng nghe được, ta tin rằng tiêu viêm ca ca, ân. Nếu sau này thực sự muốn đi Vân Lam Tông, Huân Nhi có thể hỗ trợ. Nghe vậy, tiêu viêm chớp chớp mắt, nhìn chầm chầm khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, dưới ánh mắt không hề thu liễm này, trên khuôn mặt thanh nhã của Huân Nhi chậm rãi nổi lên một đóa mây hồng, thấp giọng oán trách nói, tiêu viêm ca ca, ngươi nhìn cái gì, hắc hắc, Huân Nhi cũng sẽ đỏ mặt, thật sự hiếm thấy. Một lúc sau, tiêu viêm bỗng nhiên cười nói, Huân Nhi trừng mắt nhìn tiêu viêm, trong lòng nói, ai bảo ngươi nhìn người ta như vậy, tốt lắm, tốt lắm, tin tưởng tiêu viêm ca ca một chút, Vân Lam Tông tuy cường đại, nhưng ta còn trẻ, cái ta có chính là thời gian, Vân vận dạy ra nữ nhân như Nạp Lan yên nhiên, vậy cũng không tốt đến đâu, tiêu viêm vuốt vuốt tóc thiếu nữ, cười nói, tốt lắm, trời tối rồi, về nghỉ ngơi đi, nhìn thiếu niên phất tay, Huân Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể gật đầu, sau đó trong ánh mắt của hắn, chậm rãi tiến vào bóng tối, đi qua một hành lang, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng tiêu chiến và mấy vị trưởng lão tranh cãi, mà mục đích tranh cãi, vừa lúc là việc sử dụng bốn vạn kim tệ kia, cước bộ dừng lại, nhật nhạt lông mi nhíu lại, khẽ thở dài một hơi, ngón tay thon dài giáp lại, một cái tử kim tạp xuất hiện trong tay, đầu ngón tay quệt vào trên tử kim tạp, kim tạp hóa thành một luồng kim quang bắn vào trong căn phòng đang tranh cãi không ngớt, tùy ý liếc mắt căn phòng bỗng nhiên im lặng, Huân Nhi nhàn nhạt nói, tiền mua trúc cơ linh dịch, sẽ do ta trả, trong tạp có 10 vạn kim tệ, mấy vị trưởng lão không cần làm tiêu thúc thúc khó xử nữa. Trong phòng, một mảnh yên tĩnh, một lúc sau, mới truyền ra tiếng mấy vị trưởng lão cười khổ ứng thanh, bác cực băng, trong một rừng cây nhỏ trên núi, tiếng quá thanh lãng, đột nhiên vang lên. Một thân ảnh nhanh nhẹn di chuyển trong rừng, nhiều gai góc rậm rạp, cũng không mang đến cho hắn chút trở ngại nào. Sau đó, thân ảnh đột ngột dừng lại trước một cây đại thụ thân thể hơi nghiêng khử tay đánh mạnh lên trên đại thụ phanh một tiếng vụn gỗ bay khắp nơi những cái khe như mạng nhện dọc theo chỗ bị đánh vào chậm rãi lan tràn giác chi cây đại thụ bị đánh nát một nửa phát ra tiếng động giác chi một lúc sau rốt cuộc cũng vô lực ngã xuống đất thời điểm đại thụ ngã xuống đạo thân ảnh tựa như linh hầu kia thối lui thân hình một bước sau đó nhẹ nhàng ngồi trên một khối cự thạch màu xanh, nhìn hiệu quả mà mình làm ra, trên khuôn mặt thanh tú của tiêu viêm, tràn đầy nụ cười hân hỉ. ba tháng này, đây chính là lần đầu tiên hắn sử dụng thành công huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng, mà đấu kỹ có thể cùng địa giai so sánh này đích xác không làm cho tiêu viêm thất vọng, chỉ bằng 6 đoạn đấu khí, phá hư lực gây ra, đủ để so sánh với 8 đoạn đấu khí. Sơ giai đấu khí càng về sau, tốc độ cũng càng chậm, từ sau khi mua đủ dược vật, tiêu viêm đã đóng cửa khổ tu ba tháng tại mấy ngày cuối của tháng thứ ba tiêu viêm mới ngẫu nhiên từ năm đoạn đấu khí đột phá lên sáu đoạn ba tháng tăng lên một đoạn đấu khí tuy tốc độ này chậm hơn hai tháng trước rất nhiều dù vậy tiêu viêm cũng thập phần thỏa mãn nhớ năm đó hắn tu luyện hơn nửa năm mới từ năm đoạn đấu khí đến sáu đoạn tốc độ hôm nay đã rất khủng bố phát ra một đòn bát cực băng cả người tiêu viêm bỗng nhiên giống như một sinh vật biển bị mắc cạn cảm giác đau đớn, không ngừng ăn mòn thần kinh, gân xanh trên cánh tay, giật giật nhẹ, đó là dấu hiệu của dùng sức quá độ. Liếm liếm môi, tiêu viêm đang nghe truyện trên TV audio CV gian nan cúi đầu, nhìn khử tay của mình, nơi đó, đã đỏ bừng một mảnh, T. Khóe miệng cứng đờ, tiêu viêm hít một hơi khí lạnh, cười khổ nói, khó trách phải chịu huấn luyện bị đánh tàn khốc như vậy, nếu không, một kích này dùng đến, đức không phải thụ, mà là tay của ta, bắt cực băng này quả thực là cứng hơn thân thể của bất cứ ai. Toàn thân mệt mỏi nằm trên cự thạch lạnh lẽo, hô hấp hơi dồn dập của tiêu viêm, cũng chậm rãi vững vàng lại, cảm giác rã rời của thân thể, làm hắn không muốn di động một ngón tay. Lấy sáu đoạn đấu khí của tiêu viêm bây giờ, nhiều lắm chỉ có thể sử dụng một lần bát cực băng, mà sau khi sử dụng, hắn sẽ gặp tình trạng toàn thân thoát lực, đến lúc thể lực hồi phục mới thôi. Tiêu viêm ngẩng đầu, hít mắt lại, miễn cưỡng nhìn những đám mây bay trên bầu trời màu xanh, gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc màu đen phủ lên trên trán, sâu trong thân thể, trúc cơ linh dịch hấp thu trong mấy tháng, cũng là từng giờ từng phút thẩm thấu ra, không dấu vết chữa trị cơ thể mệt mỏi và tế bào, khiến cho chúng có thể bằng tốc độ nhanh nhất, mang đến lực lượng cho chủ nhân, lão sư, ta còn bao lâu nữa mới có thể tấn nhập bảy đoạn đấu khí. Khép hờ hai mắt, tiêu viêm bỗng nhiên thấp giọng nói, chỉ cần tấn nhập bảy đoạn, vậy là hắn đã đủ tư cách tiến vào đấu khí các tiềm công pháp, Tuy nhiên bây giờ hắn đã không cần đấu khí công pháp của tiêu gia, nhưng chính mình lại cần có tư cách này, bởi vì nó sẽ quan hệ đến mặt mũi của phụ thân. Một trận gió mát thổi qua, thân hình trong suốt của dược lão, xuất hiện bên cạnh cự thạch. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, trong mắt mang thanh tiếu ý nhìn thiếu niên, dược lão đầu tiên là dò xét cây đại thụ bị gãy, khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm, cười nói, tốc độ tu luyện đấu khí của ngươi ngoài dự kiến của ta, vốn ta nghĩ cho dù ngươi có linh dịch trợ giúp, ngươi cũng cần một năm để tiến vào bảy đoạn. Có lẽ áp lực phải chịu trước kia quá kịch liệt, bây giờ phản ngược lại, ngươi cũng càng thêm điên cuồng, theo tốc độ này, trong vòng hai tháng, nhất định có thể tiến nhập bảy đoạn đấu khí. Nghe vậy, môi tiêu viêm nhếch lên một hồ độ nhàn nhạt, hắn rất muốn biết, đám tộc nhân trong ba năm châm chọc cười nhạo mình, lúc thấy mình triển hiện thực lực sẽ có biểu tình thế nào. Lời nói ngày đó với Nạp Lan Yên, nhiên trong đại sảnh, sao lại không phải nói với bọn họ, tiêu viêm ta ba năm trước có thể sáng tạo kỳ tích, ba năm sau, ta đương nhiên có thể, ánh mắt khẽ lóe sáng, tiêu viêm nhớ đến những ánh mắt khinh thường mình trong đại sảnh, bóng dáng có chút cô đơn của thiếu niên, cuộc cường mà chấp nhất, nạp lan yên nhiên, ta đang từng bước từng bước đuổi theo ngươi, ngươi tĩnh tâm chờ đợi đi, ba năm sau, chúng ta, gặp tại Vân Lam Tông, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một mặt kiệt ngạo, thiếu niên đứng mạnh dậy, ngửa đầu nhìn bầu trời quát lớn nhìn thiếu niên dược lão mỉm cười cũng không ngăn cản người cần có áp lực mới có thể thành thục tiêu viêm bây giờ thiên phú đã có đủ thứ cần là một một loại áp lực sự xuất hiện của nạp lan y nhiên chính là áp lực tốt nhất lấy nàng làm thí luyện thạch của ngươi đi con đường trở thành cường giả ngươi vẫn còn khoảng cách rất xa đi thôi về nhà tu luyện quát lên vài tiếng tiếu ý trên khuôn mặt của tiêu viêm lại vui vẻ thêm vài phần nhảy xuống cự thạch vẫy tay với dược lão một cái, lãng tiếu lao xuống chân núi, thời gian như nước, trong lúc lơ đảng, lặng lẽ chảy qua những khe hở. Cái nắng của mùa hè đã bị không khí mát mẻ của mùa thu thổi đi, lá cây màu xanh, cũng bắt đầu lẫn lộn nhiều điểm vàng úa, vẫn là căn phòng nhỏ trước kia, ánh mặt trời chiếu vào, ban điểm tứ bố, một bồn trong phòng, thiếu niên hai mắt đóng lại, hai tay kết ấn, hô hấp đều đặn, như mọi ngày bình thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm khổ tu hơn nửa năm, làm khuôn mặt thanh tú của thiếu niên có thêm một nét kiên nghị, đôi môi gắt gao miếm lại một chỗ, lộ ra vài phần cuột cường, làn da trắng nõn như nữ tử, trong mấy tháng huấn luyện chịu đòn, đã hơi chuyển sang màu vàng, nhìn thân thể cũng không cường kiện này, lại ẩn chứa hung mảnh bạo phát lực, xem từ góc độ nào đi nữa, thiếu niên, tự hồ đang lấy một tốc độ khủng bố, tiến hành biến đổi, lúc loại thuế biến này hoàn thành, sẽ làm bất cứ kẻ nào cảm thấy rung động lúc thiếu niên hô hấp cực kỳ đều đặn một tia khí lưu màu xanh chậm rãi thấu phát ra từ một bồn cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên đi vào trong cơ thể hôm nay nhất định có thể đột phá vào bảy đoạn đấu khí đang tu luyện trong lòng tiêu viêm bỗng nhiên toát ra một ý niệm tin tưởng mười phần trong đầu không hề có nguyên do gì nhưng lại giống như nước đến từ thành xuất hiện trong lòng của hắn ở một tháng trước tiêu viêm từng vài lần trùng kích vào bảy đoạn đấu khí nhưng đều không ngoại lệ lấy thất bại mà thu công có lẽ hôm nay cho vào thủy bồn một giọt linh dịch cuối cùng cổ cảm giác mà tiêu viêm chờ đợi đã lâu đột ngột xuất hiện trong đầu ý niệm đột nhiên mà đến này làm thủ ấn của tiêu viêm run rẩy thiếu chút nữa mất đi trạng thái tu luyện nhưng cũng may là định lực của tiêu viêm mạnh mẽ đè xuống cổ kích động trong lòng bình khí ngưng thần cố gắng đem tâm cảnh của mình yên lặng mà xuống hô hấp chậm rãi vững vàng lại tiêu viêm bắt đầu tham lam hấp thu năng lượng từ ngoại giới bắt đầu trùng kích vào bảy đoạn, trong một bồn, thủy dịch màu xanh khẽ gợn sóng, tia sáng lóe ra, một tia năng lượng ôn hòa khí lưu, theo thủy dịch phát tán, tiến vào cơ thể của Tiêu Viêm, dòng khí xanh nhạt càng càng lúc càng nhiều, chỉ một lát sau, không chỉ đem Tiêu Viêm bao phủ, mà ngay cả một bồn cực lớn cũng chỉ như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại, cực kỳ kỳ dị, tại động tác của Tiêu Viêm, màu sắc của thủy dịch màu xanh trong trong bồn cũng bắt đầu nhạt đi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vì một lượng lớn năng lượng tiến vào, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi hồng lên, hơn nữa ẩn ẩn xuất hiện quang mang màu xanh nhàn nhạt. Tiêu Viêm trùng kích vào bảy đoạn đấu khí, không nghi ngờ là đã trở thành một cục nam châm lớn, không chỉ có đấu khí xung quanh nhanh chóng bị hút lại, ngay cả chất lỏng màu xanh cũng bắt đầu biến thành những dòng nước nhỏ. Sơ giai chín đoạn đấu khí, từ 1 đến 3 đoạn là sơ cấp, 4 đến 6 đoạn là trung cấp, 7 đến 9 đoạn là cao cấp. Bảy đoạn đấu khí, có thể nói là cánh cửa quan trọng nhất của sơ giai đấu khí, chỉ cần bước vào bảy đoạn, chính là tiến vào sơ giai cao cấp, tới lúc đó, đấu khí chứa trong cơ thể, sẽ gấp mấy lần sáu đoạn đấu khí, cho nên, bảy đoạn đấu khí, bình thường đều được cho rằng là chiếc chìa khóa đầu tiên cho việc trở thành đấu giả, mức độ quan trọng, không cần nói cũng biết, cùng với thanh sắc khí lưu cấp tốc xuất hiện, trong một bồn, chất lỏng màu xanh càng ngày càng nhạt, cuối cùng, tại một khắc chất lỏng màu xanh, lại biến thành một chậu nước trong có thể nhìn thấy đấy. Không có năng lượng của trúc cơ linh dịch duy trì, khí lưu màu xanh nhạt cũng chậm rãi ảm đạm xuống, hắn bây giờ, chỉ có thể hấp thu đấu khí bạc nhược xung quanh để tiếp tục trùng kích. Hấp thu đấu khí trong không khí tuy có thể duy trì tiêu viêm hoàn thành trùng kích, dù vậy, thời gian cần thiết, không chỉ lâu hơn, mà cho dù đột phá, đấu khí trong cơ thể, cũng cần phải ôn dưỡng một tháng, mới có thể khôi phục sung mãn. Tiêu viêm bây giờ, thứ thiếu nhất chính là thời gian. Lúc dược lực cảo linh dược biến mất, hắc sắc giới chỉ trên ngón tay tiêu viêm hào quang lóe lên, một giọt cực phẩm trúc cơ linh dịch màu phỉ thúy lại bắn vào một bồn, nhất thời, màu nước trong suốt, lại trở thành xanh đậm. Có một giọt linh dịch mới duy trì, tinh thần tiêu viêm chấn động, cảm tạ dược lão trong lòng một tiếng, hai tay bảo trì kết ấn, tâm thần khống chế hô hấp, điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng nồng đậm vừa truyền tới, thời gian kéo dài khoảng nửa giờ, rốt cuộc bắt đầu hoảng hòa xuống. Mà lúc này, nước màu xanh đậm đã nhạt đi vài phần, khi một luồng năng lượng ôn hòa cuối cùng tiến vào cơ thể theo hô hấp, thân hình của Tiêu Viêm hơi trầm tịch, sau đó lập tức run rẩy kịch liệt, bụng hơi co rút lại, hai mắt Tiêu Viêm chợt mở, con ngươi màu đen, hai màu xanh trắng nhanh chóng lóe ra, miệng mở hơi lớn, một ngụm khí thể bị nhổ ra, khí thể vừa thổi ra, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời tinh thần thêm vài phần, khép hờ hai mắt, trầm thần cảm ứng một chút xung doanh đấu khí trong cơ thể tiêu viêm cười nhẹ lẩm bẩm cuối cùng cũng đến bảy đoạn a mở to mắt sửng sốt một lúc tiêu viêm lúc này mới vương vai phát ra một trận thanh thúy tiếng vang bàn tay khẽ nắm lại một cổ sung mãn lực lượng cảm giác làm khóe miệng tiêu viêm nổi lên một trận vui sướng nằm trong một bồn để linh dịch lạnh lẽo bao phủ quanh người tiêu viêm có chút say mê cảm giác của lực lượng chân thực trong cơ thể kia dựa theo hình thức đột phá bình thường sau khi đạt tới bảy đoạn sẽ có một khoảng thời gian ôn dưỡng mà tiêu viêm có trúc cơ linh dịch hỗ trợ, liền trực tiếp nhảy vọt qua thời kỳ này, đạt tới giai đoạn sung mãn, tỉnh tọa trong một bồn một lúc, sau khi đợi tâm tình hân hoan dần bình phục, tiêu viêm lúc này mới chậm chậm đứng dậy, thân mình trần trụi dính đầy dọc nước màu xanh, dưới phản xạ ánh mặt trời, lóe ra những tia sáng kỳ dị, vạn người một cái, xương cốt trong cơ thể như được trọng sinh, vang lên một trận phách lý ba lạp tiếng vang, tùy ý quay đầu, tiêu viêm đánh một chưởng về phía chiếc giường, hấp lực ào ạt xuất ra, nhất thời quần áo bị hút vào bên trong lòng bàn tay. Không tệ, đấu khí quả nhiên sung túc hơn không ít, bằng hấp lực hiện tại tạo ra, hẳn là có thể lay động thể trọng của một người. Mặc quần áo, tiêu viêm nhíu mày, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, hấp chưởng này, tự hồ không có lực công kích lớn, cái gọi là cường hành hút máu trong cơ thể của đối thủ, cũng chỉ có thể đối phó với địch nhân cấp bậc thấp hơn so với mình. Đối với đối thủ đồng đẳng cấp hoặc là cấp cao hơn, thực tế không thể đối phó được. Nghĩ đến đây, tiêu viêm có chút tiếc núi liền hít một hơi, có thể xem như đây là đấu kỹ đầu tiên của hắn A. À. Khẽ hé miệng, tiêu viêm vừa muốn bước ra khỏi một bồn, trong lòng đột ngột một chủ ý, con người lóe lên ánh sáng, tay phải tiêu viêm chậm rãi gập lại, hai mắt chầm chầm nhìn bàn tay của chính mình, một lát sau, khi bàn tay còn cách nửa thước, nhắm kỹ một cái bình hoa, liếm liếm môi, đấu khí trong cơ thể tiêu viêm không không đi qua một kinh mạch cụ thể nào, cứ trực tiếp theo lòng bàn tay phun phát ra đấu khí ngoại phóng ít nhất phải có đại đấu sư cấp bậc mới có thể miễn cưỡng làm được cho nên hành động lần này của tiêu viêm ngoại trừ làm ra một trận gió nhẹ không lớn không nhỏ cũng không có nửa điểm hiệu quả nào khác gió nhẹ theo lòng bàn tay phun ra làm bình hoa bị thổi trúng kịch liệt lay động vài cái thiếu chút nữa là rơi khỏi cái bàn đấu khí ngoại phóng tiêu viêm không chút thất vọng ngược lại vẻ mặt có điểm hân hoan có chút hưng phấn xoa xoa tay rất nhanh lui về phía sau vài thước, tay phải lại nhắm ngay Bình Hoa, hấp chưởng. Một tiếng quát nhẹ, cường đại hấp lực nhất thời làm Bình Hoa nhanh chóng bay về phía Tiêu Viêm. Khi Bình Hoa sắp tới trước mặt Tiêu Viêm khoảng 3 thước, hấp lực trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chợt thu lại, toàn bộ đấu khí trong cơ thể theo lòng bàn tay phun ra, một cổ phong áp mãnh liệt, hung hăng thổi tới phía trên Bình Hoa đang bay tới. Phanh, hai cổ lực lượng hoàn toàn có phương hướng trái ngược, gặp nhau giữa không trung mà bình hoa là trung tâm của chúng quanh một tiếng hóa thành các mảnh nhỏ vỡ tung ra nhìn thấy hiệu quả thu được từ trưởng này trên khuôn mặt của tiêu viêm tràn đầy kinh hỉ hấp lực cùng phản lực đối chọi liền tạo thành lực phá hoại nằm ngoài dự kiến của hắn tuy nhiên đấu khí sung mãn trong cơ thể tại lúc trước phát ra lực phản chấn đã bị tiêu hao gần như không còn bất quá tiêu viêm cũng cực kỳ hưng phấn của lực phản chấn kia hắn chính là vận dụng phương thức vận công cấp thấp nhất mà phát ra loại phương thức này không chỉ tiêu hao nhiều lực lượng nhất, hơn nữa hiệu quả thu được cũng là ít đến đáng thương. Nếu hắn có thể có một loại phản chấn lực đấu kỹ tương tự hấp trưởng chuyên môn phát huy hấp lực, như vậy phối hợp cả hai, hắn dám khẳng định, hiệu quả thu được, chắc chắn cực kỳ hung hãn, tiểu gia hỏa, không tệ. Có thể nghĩ đến dùng chiêu này cường hóa cho hấp trưởng hào quang khẽ lóe ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay, dược lão phiêu lãng mà ra, nhìn những mảnh nhỏ trong phòng, có chút khẽ gật đầu, tán thưởng nói, tiêu viêm cười hắc hắc, trong mắt di chuyển trên thân dược lão, vẻ mặt đầy ý lấy lòng, nếu có một loại đấu kỹ chuyên môn phát huy lực phản chấn, lại luyện bộ pháp đến lô hỏa thuần thanh, như vậy huyền giai cấp thấp hấp trưởng này của ngươi, trên phương diện lực công kích, chỉ sợ có thể so sánh với đấu kỹ huyền giai trung cấp hoặc huyền giai cao cấp. Làm như không thấy sắc mặt tiêu viêm, dược lão tự nói, lão sư, người cũng biết loại phụ trợ đấu kỹ này là hiếm thấy, ta có thể tìm được hấp chưởng này, chính là dựa vào vận khí, hiện tại người bảo ta đi đâu để tìm một loại phụ trợ đấu kỹ có thể cùng hấp trưởng phối hợp đây. Tiêu viêm nhìn lướt qua đầu, làm như có chút bất đắc dĩ nói, ngươi làm ra bộ dáng đó, cũng chỉ là đem chủ ý đặt lên ta mà thôi. Liếc mắt nhìn tiêu viêm, dược lão nhếch miệng nói, ý tưởng này của ngươi trước kia cũng không phải không có ai nghĩ đến, nhưng hai loại đấu kỹ phụ trợ này đều là loại rất khó tìm, cho nên, có rất ít người thực sự thu thập được lão sư cũng không có. Nghe vậy, khuôn mặt tiêu viêm nhất thời trầm xuống, buồn bực không thôi, không có đấu kỹ chuyên môn phát huy phản chấn lực, chính mình dùng đấu khí thôi phát ra, không thể nghi ngờ chính là hành động mất nhiều hơn được. Nhìn bộ dáng đảng lòng của tiêu viêm, dược lão lắc lắc đầu buồn cười, tay xoa xoa chán, trầm ngâm nói, trước kia có người cầu ta luyện dược, ta hình như thu được đấu kỹ loại này. Lúc ấy nếu không phải trong tay vừa lúc có một viên đang dược không dùng, ta cũng không cùng người đó giao dịch, việc này đã quá lâu nếu hôm nay không bị ngươi nhắc nhở một chút ta sợ rằng đã quên mất tốt lắm tìm được rồi ngón tay rời khỏi trán sau đó dưới ánh mắt hoan hỉ điên cuồng của tiêu viêm nhẹ nhàng điểm lên trên trán hắn bị điểm trúng lên trán đầu tiêu viêm thoáng to lên đại lượng tin tức liền quán nhập vào trong sau một lúc mới từ từ rõ ràng suy hỏa chưởng huyền giai sơ thấp có thể làm ra cường đại phong ác thuyết minh đơn giản cùng với cái tên cổ lỗ làm huyền giai cấp thấp bốn chữ này có vẻ cực kỳ hèn kém. Sáng tạo ra thứ này là một thợ rèn, cả đời đều luyện sắt thép, bởi vì cần lửa cho lò luyện, kết quả sáng tạo ra đấu kỹ thổi lửa này. Nhìn khuôn mặt có chút cứng nhắc của tiêu viêm, dược lão hài hước cười nói, trừng mắt một cái, tiêu viêm có chút bội phục sự nhẫn nại của thợ rèn kia, sáng tạo đấu kỹ không phải dễ dàng như tạo phôi sắt A. Suy hỏa trưởng cũng không khó học, dưới chỉ điểm của dược lão, tiêu viêm dùng hai canh giờ, bước đầu đã nắm vững được điểm yếu quyết đứng ở bên trong phòng tiêu viêm nhìn bình hoa duy nhất trong phòng mong chờ muốn thử thầm hít một hơi bàn tay vung lên hấp lực cuồng phóng hấp chưởng theo hấp lực mạnh mẽ bình hoa trực tiếp bay nhanh đến chỗ tiêu viêm hai mắt cắt cao nhìn chầm chầm bình hoa đang bay tới tay phải tiêu viêm vội vàng triệt tiêu hấp chưởng sau đó đấu khí trong cơ thể theo con đường của suy hỏa chưởng mà vận hành suy hỏa chưởng ngay lúc bình hoa sắp vỡ nát Phong áp mạnh mẽ từ lòng bàn tay tiêu viêm điên cùng phóng ra, nhất thời trong phòng bụi đất tràn ngập, phanh, lại là một tiếng vang thanh thúy, bình hoa lần này trực tiếp bị hai cổ lực lượng tương phản, quanh nát thành mảnh vỡ, tuyệt, thân người đầy bột phấn màu trắng thoát ra khỏi khu vực cho bụi, nhìn thấy hiệu quả thu được, tiêu viêm ánh mắt sáng lên, chỉ cần chính mình có thể đem hai loại đấu kỹ này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, vậy có thể làm bất cứ ai không chuẩn bị kỹ càng phải chịu thiệt thòi, hắc hắc có lẽ rất nhiều người đều chờ đợi ta tiếp tục xấu mặt a à. bên trong đống hỗn độn trong phòng thiếu niên nhẹ giọng cười lạnh ba tháng sau chính là nghi thức thành nhân của mình vỗ nhẹ phấn trắng trên người tiêu viêm trong lòng biết rằng tại ba tháng cuối cùng này chính mình còn lại một nhiệm vụ huấn luyện ba tháng thời gian trong chớp mắt đã vội vàng đi qua hơn một nửa mà khoảng cách đến nghi thức thành thân của tiêu viêm cũng chỉ còn gần một tháng bên trong căn phòng nhỏ sạch sẽ hai mắt tiêu viêm lặng lẽ nhìn thủy dịch màu xanh trong một bồn, đây đã là số trúc cơ linh dịch cuối cùng, đấu khí càng đến giai đoạn sau, càng khó có thể tu luyện, từ lần trước lúc đột phá đoạn thứ bảy, đấu khí trong cơ thể tiêu viêm đã yên lặng gần hai tháng, trong hai tháng này mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, cái cảm giác đột phá, thủy chung không có xuất hiện, dương mắt ngốc trệ nhìn một bồn được nửa ngày, tiêu viêm lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tự nhủ nói không biết dùng đến dọc trúc cơ linh dịch cuối cùng này có thể đột phá lên đoạn đấu khí thứ 8 không? Thân thể chậm rãi đứng dậy, có chút hơi ê ẩm, tiêu viêm bất ngờ không tu luyện đấu khí, ngược lại từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo màu đen hợp với thân mình. Trước lúc cử hành nghi thức thành nhân một tháng, tất cả mọi người đều cần tham gia một cuộc kiểm tra, tác dụng cuộc kiểm tra, tự nhiên là loại trừ ra người có đấu khí không hợp tác, tộc nhân có trên 7 đoạn đấu khí, sau khi hoàn thành xong nghi thức thành nhân, có thể đạt được tư cách tiến vào đấu khí các tìm kiếm công pháp mà tộc nhân có dưới bảy đoạn lại không có quyền lợi này nghi thức thành nhân qua đi sẽ bị phân về các sản nghiệp của gia tộc ngày sau trừ phi biểu hiện kiệt xuất hoặc tốc độ tu luyện vượt qua các tộc nhân ưu tú khác nếu không rất khó trở lại thành nội bộ gia tộc vừa mới thay được quần áo ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng tiêu viêm ca ca ta vào được không nghe thanh âm thanh thúy của cô gái tiêu viêm khẽ cau mày với lấy quần áo hai tay đẩy lên một bồn, giấu vào một góc bí mật, lúc này mới ung dung đi đến gần cửa phòng, đẩy một cánh cửa mở ra, cửa phòng mở ra, ánh mặt trời ấm áp nhất thời lan tỏa mà tiến vào, chiếu lên trên thân một thiếu niên mặt hắc sam, nhìn qua hết sức đặc biệt, ngoài cửa phòng, thiếu nữ mảnh khảnh duyên dáng, chiếc áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng phụ trợ hoàn hảo cho thân thể mềm mại kia, quần áo che giấu tiểu hung bộ, phần ngực, tuy nhiên có chút xanh sơ. Nhưng lại kiêu ngạo như thích biểu hiện sức hấp dẫn tuổi thanh xuân một cái thắt lưng màu tím bó sát chiếc eo yêu kiều lại, gió nhẹ phất qua, thắt lưng tung bay, nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngoài cửa này, tiêu viêm sửng sốt được một lúc, sau đó mới chậm rãi khôi phục tinh thần lại, trên dưới dò xét hôn nhi một chút, lấy làm kỳ lạ nói, mới sáng sớm, ta còn tưởng làm sao nữ thần dáng thế, nhìn kỹ lại, thì ra là hôn nhi nhà ta a à. nghe những lời tán dương của tiêu viêm này mang vài phần vui vẻ, hôn nhi chớp chớp đôi mắt to, miễn cưỡng miếng miệng mỉm cười, nhưng cặp mày liễu lặng lẽ vẽ thành hình bán nguyệt xinh đẹp, cũng nói lên vui sướng trong lòng thiếu nữ. Làng thu thủy mang theo vài phần hân hỷ, Huân Nhi cũng ngẩng đầu, đánh giá thiếu niên đang mở cửa đi ra, mất một năm khổ tu, làm cho tiêu viêm bớt vài phần ngây thở, khuôn mặt thanh tú, xuất ra vài phần phong thái kỳ diệu, thân thể huấn luyện trong thời gian dài, cũng khiến cho bản thân tiêu viêm rắn chắc kiện tráng, một bộ hắc sa mặt trên người, cả người nhìn qua, cũng tính là một thiếu niên tuấn tú đi ra khỏi phòng, xoay tay lại đóng cửa phòng, nhìn ánh mắt chăm chăm đang nhìn mình của Huân Nhi, tiêu viêm có chút ngạc nhiên dò xét chính mình một chút, nghi hoặc hỏi, không có gì không đúng chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều có chút đỏ lên, Huân Nhi dời ánh mắt về một bên, hé miệng mỉm cười nói, đi thôi, tiêu viêm ca ca, ngày hôm nay chính là ngày tham gia kiểm tra, người đã chuẩn bị tốt chưa, đôi mắt hiếp lại, tiêu viêm nhún vai, khóe miệng hé ra một chút kiệt ngạo như ẩn như hiện bàn tay chậm rãi sửa lại các nếp nhăn quần áo cười nhẹ nói cái tên phế vật bắt đầu từ hôm nay đem nó trả lại những người đã đặt nó cho ta đi nhìn thấy tiêu viêm tin tưởng mười phần huân nhi nghiêng đầu khẽ cười nói ta tin tưởng tiêu viêm ca ca ngươi đương nhiên tin tưởng chỉ sợ rằng ngươi sớm đã nhìn thấu thực lực của ta tiêu viêm liếc mắt nhìn nàng nhếch miệng bắt đắc dĩ nói nhìn tiêu viêm tựa hồ có chút buồn bực huân nhi quay người khẽ gật gật đầu Bàn tay đáng yêu nắm nhẹ, cười nói, từ ba đoạn lên bảy đoạn đấu khí, dùng không đến một năm thời gian, thiên phú tu luyện của tiêu viêm ca ca, cho dù là Huân Nhi, cũng không mong đuổi kịp A, à, đi thôi, ni tử. Tiêu viêm sờ sờ cái mũi, bàn tay thân mật vỗ nhẹ lên đầu Huân Nhi, sau đó vung tay lên, hướng phía sau huấn luyện trường của gia tộc bước nhanh tới, nhìn thiếu niên hoàn toàn bất đồng với bóng dáng cô tịch ảm đạm trước kia, Huân Nhi vui mừng cười, thấp giọng nỉ non nói, tiêu viêm ca ca. Huân Nhi đã sớm nói qua, ngươi sẽ tìm lại được tôn nghiêm cùng vinh diệu của chính mình a. À, huấn luyện trường làm bằng đá xanh thật lớn, trong đó tập trung khoảng hơn 100 thiếu niên thiếu nữ, trận trận ồn ào âm thanh phóng lên cao, giữa huấn luyện trường, dựng một tấm bia đá đen dùng để trắc nghiệm rất lớn, loại bia đá trắc nghiệm này cũng chỉ có một ít gia tộc có thực lực mới có tư cách trang bị, giá trị xa xỉ. Bên cạnh bia đá đen, như cũ vẫn là vị trắc thí viên lạnh lùng của một năm trước đây trên đài cao bên trái huấn luyện trường, đang ngồi là một ít nhân sĩ nội bộ trong gia tộc, tại chính giữa, là tộc trưởng tiêu chiến cùng ba vị trưởng lão, bên trong quảng trường, là các thiếu niên thiếu nữ đang sớm chờ được kiểm tra, đang bồn chồn đứng thẳng, một ít người ưu tú biểu hiện bình thường, trên mặt vẫn chưa có nhiều ít khẩn trương gì, một ít người thiên phú bình thường hoặc quá thấp, lại là vẻ mặt bàn hoàng cùng rối loạn. Tiêu chiến điềm tĩnh nghiêm mặt nhìn sắc mặt khác nhau của tộc nhân dưới trường, trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi, Viêm Nhi, ngươi có thể vượt qua một ải này không? Tộc trưởng, thời gian sớm sắp đến, Tiêu Viêm sao còn chưa tới? Bên cạnh Tiêu Chiến, hai trưởng lão nhíu mày hỏi. Tiêu Chiến khinh miệt liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói, thời gian còn chưa tới, vội cái gì? Hai vị trưởng lão ngay cả một điểm định lực này cũng không có, bị Tiêu Chiến làm cho á khẩu, hai trưởng lão sắc mặt thoáng có chút khó coi, hừ lạnh âm trầm nói, cho dù ngươi mua đấu giá cho hắn trúc cơ linh dịch, vậy cũng không có thể làm cho hắn trong một năm thăng lên bảy đoạn đấu khí. Ngươi đừng mong chờ có kỳ tích gì xảy ra, nghe vậy tiêu chiến khuôn mặt giận dữ, hắn hiện tại cũng đang phiền não, tên gia hỏa này tự hồ rất thích nói xấu người khác, đúng lúc hắn định quát mắng lại, giữa sân thoáng chốc náo loạn lên, xoay chuyển ánh mắt, phía trên đường nhỏ xa xa quảng trường, hai cái bóng chậm rãi đi đến, thông dong bước đi, tự hồ không vì hôm nay là một ngày trọng yếu mà phải gấp gáp. Khiếp lại ánh mắt nhìn nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên khuôn mặt thiếu niên mặt hắc sam phía xa xa, tiêu chiến chẳng biết vì sao, thở nhẹ ra một hơi, nhìn Huân Nhi đang đi tới chỗ tiêu viêm, nhóm thiếu niên trong sân đều toát ra ánh mắt ghen tị, trong tiêu gia, có khả năng thân cận cùng Huân Nhi như vậy chỉ có duy nhất một người, chỉ có điều người này nổi danh là phế vật, bên cạnh quảng trường. Tiêu trữ đang được đám bạn vây quanh dương mắt tức giận nhìn tiêu viêm, tiểu hỗn đảng, để xem sau hôm nay ngươi còn mặt mũi ở một chỗ cùng huân nhi không chửi thầm một tiếng, tiêu trữ cười lạnh tưởng tượng ra cảnh sẽ sỉ nhục tiêu viêm. Trước vô vàng ánh mắt khen tị, giận dữ, tiêu viêm dẫn hôn nhi, trực tiếp đi được tới đội ngũ cuối cùng, sau đó cùng nhau thấp giọng cười nói. Tiêu viêm lúc này mang bộ dáng thoải mái, trên đài cao nhân sĩ cao tầng của gia tộc không khỏi có chút kinh dị, người này chẳng lẽ không biết sau thí nghiệm hôm nay, về sau sẽ không còn cơ hội sao, hắc hắc, chỉ sợ là có muốn mà không được mà thôi. Hai trưởng lão cười lạnh. Nghĩ đến lời nói này, Tiêu Chiến bên cạnh như muốn đại phát lôi đình, hai trưởng lão đợi cả ngày vẫn không nhận thấy được nửa điểm động tĩnh không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Hai trưởng lão, việc gì cũng nên đợi đến cuối cùng thì hãy kết luận, nếu không, đến lúc đó người cười không phải là các ngươi đâu. Tiêu Chiến thâm trầm thoáng nhìn thiếu niên đang đàm đạo giữa sân rồi cúi đầu nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên. Hai trưởng lão hừ lạnh nói, ngươi cứ hy vọng đi, ta cũng chờ đợi hắn có thể mang một chút kinh ngạc đến cho ta tốt lắm, đã đến giờ, tiến hành trắc thí đi thôi. Đại trưởng lão trầm giọng ngắt lời hai người, tiêu chiến khẽ gật đầu đứng dậy, huấn luyện trường chìm trong im lặng, ngưng thanh quát, các ngươi đều là tộc nhân mới của gia tộc, nên biết hôm nay trắc nghiệm đối với các ngươi mà nói là cực kỳ trọng yếu, quy củ trắc nghiệm là phải đạt được đấu khí cấp 7 thì mới đủ tư cách, nếu không đạt đương nhiên không đủ tư cách, tiếp theo, dựa theo quy định của gia tộc, sau khi trắc nghiệm xong, người nào đấu khí dưới cấp 7, có quyền lợi hướng người có đấu khí từ cấp 7 trở lên phát ra một lần khiêu chiến, nếu khiêu chiến thắng lợi cũng được coi là đủ tư cách, một khi tất cả mọi người đã rõ ràng, như vậy, trách nhiệm bắt đầu, theo tiêu chiến trầm giọng, huấn luyện trường phía trên các thiếu niên thiếu nữ, nhất thời khẩn trương cực độ, hướng đến tấm bia đá màu đen, trách nhiệm viên lạnh lùng tiến lên trước một bước, từ trong lòng lấy ra danh sách, thanh âm lạnh như băng, làm nhiều người phát lạnh toàn thân, khoanh chân ngồi phía trên tảng đá sạch sẽ, Tiêu viêm bình tĩnh nhìn bạn cùng lứa bởi vì đấu khí không hợp cách mà ảm đạm khóc, đạm mạc liếm liếm miệng, cũng không bởi vậy mà động lòng, không cười nhạo cũng không an ủi. Bọn họ tại sao với chính mình càng là tộc nhân cấp thấp, tìm kiếm khoái cảm trên người họ có lẽ chưa bao giờ tiêu viêm nghĩ đến, chính mình có thể cũng sẽ có một ngày này, nhục nhân giả, nhân hàng nhục chi, ngồi ở bên cạnh tiêu viêm, huân nhi khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã, vân quyển vân thư bộ dáng lạnh nhạt, giống như một đóa sen không nhiễm bụi trần, tay thì vân vê biếm tóc ánh mắt nhìn vào đôi mắt của thiếu niên bên cạnh cùng giống tiêu viêm hắn cũng không có chú ý nhiều quá đối với thiếu niên ảm đạm này tiêu mị trách nhiệm viên thanh âm lạnh như băng làm tiêu viêm nhíu mắt hai bên mí mắt cau lại không thèm chú ý đến tiêu viêm huân nhi bộ dáng tiêu mị lúc này không khỏi đắc ý cười chế nhạo a à a à, lúc trước hắn chính là đối với ta thật sự tốt a à. mắt hiếp lại nhìn hồng y cô gái kia thông dong tiếng lên tiêu viêm khẽ cười nhàn nhạt nói Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu nhìn tiêu viêm khóe miệng kia ẩn ẩn trào phúng, miễn cười nói, ta không đoán được sau ngày hôm nay, hắn sẽ dùng loại thái độ nào đối với tiêu viêm ca ca. Tiêu viêm khẽ nhún vai, nhẹ giọng nói, một số thứ đã mất đi, chính là mất đi, mặc kệ như thế nào bù lại cũng không thể lấy lại được, trong gia tộc này, có khả năng được ta coi là bạn cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy người mà thôi, Huân Nhi thì sao? Hồng Nhượng cái miệng nhỏ nhắn nhất lên cười khẽ, Huân Nhi cười duyên hỏi, tiêu viêm mỉm cười ôn hòa, tay cầm biếm tóc của Huân Nhi, chậm rãi hạ xuống, mỉm cười nói, đương nhiên, mở to đôi mắt xinh đẹp, Huân Nhi ánh mắt khẽ mê ly cơ hồ hình ảnh kia xâm nhập linh hồn, nhưng mang theo vài phân lo lắng, chậm rãi xuất hiện, mới trước đây nửa đêm đến phòng mình tiểu nam hài dùng phương pháp kia làm cho người ta nhịn không được có chút nhớ nhung, thủ pháp săn sóc ân cần thân thể nhỏ yếu của mình, tuy nhiên biết rõ không đem lại hiệu quả bao nhiêu, nhưng mà tiểu nam hài lại kiên trì hai năm thời gian tinh trí khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hiện lên đáng yêu động lòng người tiểu má lúng đồng tiền huân nhi thoáng ngẩng đầu nhẹ giọng cười nói gia tộc này có khả năng làm huân nhi thiệt tình nhận là bạn cũng không nhiều chỉ có một người là ca ca mà thôi xa xa nhìn tiêu viêm và huân nhi cử chỉ thân mật tiêu trữ da mặt căng ra trong lòng ghen tị hắn hận không được tiến lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tiêu viêm đấu lực tám đoạn Tấm bia đá màu đen phía trên, cường quang phát ra, hiện ra mấy chữ cực đại nổi tại tấm bia: Tiêu Mị, đấu lực, 8 cấp, cao cấp. Trắc nghiệm viên liếc mắt tấm bia đá màu đen lạnh lùng khẽ gật đầu, trầm giọng công bố. Nghe thanh âm trắc nghiệm viên, Tiêu Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vênh lên kiêu ngạo, một năm thời gian, đem đấu khí tăng từ cấp 7 lên cấp 8, loại này tiến độ, thành tích như thế trong gia tộc cũng không nhiều cũng khó trách tiêu mị cảm thấy vừa lòng. Trách nhiệm viên thanh âm truyền ra, khiến cho một trận giao động tại giữa sân huấn luyện, từng đạo ánh mắt hâm mộ, bắn thẳng đến hướng tiêu mị, một năm tăng lên một tầng đấu khí, quá miễn cưỡng. Sờ sờ cái mũi, tiêu viêm nhàn nhạt bình luận, ân. Huân nhi vê vê lọn tóc, ánh mắt chính là tùy ý quét qua mọi người giống như công chúa nhìn thấy sự tầm thường của tiêu mị, trải qua một đoạn cao trào của tiêu mị, lúc sau hơn 10 người, cũng có một người đạt được cấp 7 cấp 8 đấu khí, còn lại đều là bị đào thải. Tiêu Hương Nhi, thanh âm trách nhiệm viên lạnh lùng độc tên, thế nhưng thoáng mang cho nhiều điểm tình cảm. Ánh mắt toàn trường, tùy âm mà động, tất cả đều chuyển qua cô gái có vẻ đẹp xuất. Tiêu Viêm ca ca, lát nữa không cần giật mình a. À. Đứng thẳng thân mình, Hương Nhi cuối người cười khẽ nói với Tiêu Viêm. Nhíu nhíu mày, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng cô gái xinh đẹp mê người, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tấn nhập đấu giả? nhìn lục y cô gái chậm rãi đi lên, huấn luyện trường có chút yên tĩnh, từng cặp mắt bỗng cháy gắn chặt lên thân hình cô gái. Trên đài cao, sở hữu gia tộc cao tầng đều đình chỉ, thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn vào viên minh châu của tiêu gia. Tiêu chiến cùng với ba vị trưởng lão, khuôn mặt ngưng trọng, cũng có một chút tò mò, bọn họ đồng dạng rất muốn biết, một năm tu luyện này vị gia tộc hậu bối đệ nhất nhân lúc này đã đạt tới cấp bậc nào. Ở đây ánh mắt tập trung nhìn chăm chú phía dưới, cô gái nện bước không vội không nhanh tiến tới bia đá tiền, bàn tay nhỏ bé đưa ra, ống tay áo kéo lên, lộ ra bàn tay trắng như tuyết, ngọc thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với bia đá, huân nhi đôi mắt chậm rãi nhắm lại, đấu lực trong cơ thể, cấp tốc bắt đầu khởi động, theo đấu lực đưa vào, tấm bia đá vẫn yên lặng khoảnh khắc sau, cường quan xạ phóng, đấu giả, nhất tinh. Nhìn tấm bia đá phía trên kia kim quang lóe lên bốn chữ to, huấn luyện giữa sân, thoáng yên lặng, mọi người sững sờ, rồi thanh âm lớn dần lớn dần. Huân nhi tiểu thư, một tinh đấu giả, có chút rung động trước bốn chữ to kim quang phát sáng, trách nghiệm viên nhịn không được sợ hãi lắc lắc đầu thang, quát lớn, sách sách. 15 tuổi đấu giả Thực không hổ là, nghe trách nghiệm viên công bố, trên đài cao tiêu chiến kinh hỉ hít vào một hơi, lời nói cuối cùng cũng mơ hồ vang đến, ba vị trưởng lão khẽ gật đầu, đồng dạng là thần tình rung động, Tuy nhiên khoảng cách này năm đó tiêu viêm 12 tuổi thành tựu còn có một ít chênh lệch, chẳng qua, tốc độ tu luyện loại này, cũng có thể nói là quái thai. Giữa sân huấn luyện, mọi người đang trầm trồ về tiêu mị, cũng là bị bốn chữ kim quang trên tấm bia đá kia làm cho hoa mắt, ánh mắt dời đi, nhìn cô gái thanh nhã đang đứng cạnh tấm bia đá, trong lòng không khỏi hiện lên những ý nghĩ đồi bại, 15 tuổi trở thành một gã nhất tinh đấu giả, như vậy chói mắt quan hoàng, hắn căn bản không có thể tưởng được sự siêu việt đám người cuối cùng, tiêu viêm sợ hãi thang, không nghĩ tới huân nhi này trong vòng một năm tấn nhập đấu giả, nhưng lại là đấu giả cấp bậc phía trên, tăng lên một tinh, tốc độ tu luyện loại này, quả thực có thể so với hắn sử dụng trúc cơ linh dịch mà luận. Huân nhi rời tay khỏi tấm bia đá, cự hồ không chú ý, bất đắc dĩ cao mày, sau đó xoay người trở lại đám người phía dưới nhìn thấy tiêu viêm đang mang vẻ mặt sợ hãi thang cười khẽ kiều kiều cái miệng nhỏ nhắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Quá đắc ý, xem thiên phú của muội, có thành tích này thực không có gì nằm trong ngoài dự liệu của ta cả. Nếu muội trong một năm mà không có tiếng vào đấu giả cấp bậc, ta đây mới có thể cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Nhúng vai, tiêu viêm hài hước nói, nghe vậy, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút u oán liếc hắn, lôi kéo Huân Nhi lại ngồi trên chiếu, tiêu viêm hai tay chống cầm, nhàm chán nhìn tộc nhân tiếp tục tiến lên thí nghiệm tưởng tại 15 tuổi đem đấu khí tu luyện đến cấp 7, bình thường cũng cần phải có thiên phú, mới có thể thành công, chẳng qua người có thiên phú không phải nơi đâu cũng có, cho dù là lấy thế lực tiêu gia, lần này đạt tới yêu cầu cũng bất quá cũng chỉ 12-13 người, càng ngày càng nhiều người không đủ tư cách, không khí huấn luyện trường có chút trầm buồn, tộc nhân không qua, mọi người đều nghiêm mặt, chẳng qua, mỗi khi có người không đủ tư cách, ánh mắt những người cũng lóe lên một tia vui mừng. Ngồi xếp bằng phía dưới, Tiêu viêm xem đi xem lại trắc nghiệm, hơn 100 người chắc thí cũng chỉ có một hai vị cùng tiêu mỹ giống nhau đạt tới 8 cấp đấu khí, mà đạt 9 cấp còn chưa có một người xuất hiện. Giữa sân người trắc thí càng ngày càng ít, cuối cùng, chỉ còn lại có tiêu viêm và vài người khác. Cách đó không xa cuối cùng một gã thiếu niên cũng là đứng dậy trắc nghiệm, chẳng qua sau nửa ngày chờ đợi lại đồng dạng là không đủ tư cách mà ảm đạm lui về. Đối với cuối cùng hơn 10 cái danh ngạch, kỳ thật tất cả mọi người là trong lòng biết rõ. 10 người này là trung điểm bồi dưỡng của gia tộc, nếu không phải vì công bình thi tuyển, chỉ sợ 10 danh ngạch này sẽ trực tiếp được phân bổ không đồng nhất. Tiêu viêm, tấm bia đá dưới, các nghiệm viên ánh mắt có chút phức tạp hàm suất này cuối cùng một cái danh ngạch. Tiêu viêm ca ca, tới phi ngươi. Bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay tiêu viêm, huân nhi nhẹ giọng đạo, khẽ ngẩng đầu, tiêu viêm mở khép hờ đôi mắt, ánh mắt tại huấn luyện trường đảo qua một vòng, từng ánh mắt chờ mong tai họa đến với hắn lóe lên làm hắn nhịn không được nhẹ giọng cười lạnh, chậm rãi đứng lên, tiêu viêm quay đầu lô, phóng tầm mắt nhìn tiêu chiến trên đài cao, mỉm cười, nhìn con mình đang tới, đang mỉm cười nhìn, tiêu chiến vui mừng gật gật đầu, một tay nâng chung trà lên, nhẹ nhàng tựa vào y bối phía sau, thầm hít một hơi, tiêu viêm đạp bước tới tấm bia đá. Ánh mắt bỗng nhiên phát ra một cổ thần thái làm những tiếng cười nhạo của tộc nhân phía dưới xấu hổ trụ miệng tại hiện trường ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú phía tiêu viêm đi tới tấm bia đá, nhìn hắc sam thiếu niên trước mặt, trách nhiệm viên trong lòng khẽ thở dài một hơi, năm đó, tiêu viêm sáng tạo kỳ tích, là hắn là người thứ nhất chứng kiến, mà ba năm sau, thiên tài từng bước bước vẫn là, cũng là hắn chính mắt chứng kiến, hôm nay qua đi, nếu không có kỳ tích phát sinh, đây là ngày cuối cùng thiếu niên đó một lần ở gia tộc tiến hành trách nhiệm. Tại mãn trường các ánh mắt cắt gao nhìn chăm chú tiêu viêm trong ngực chậm rãi phập phồng. Bàn tay từ từ đưa ra, đặt phía trên tấm bia đá lạnh lẽo. Ánh mắt giờ phút này, toàn bộ đều tập trung vào tấm bia đá, bọn họ rành mạch từng câu, lần này thí nghiệm, có lẽ tương sẽ vị từng làm cả Ô Thản Thành kinh diễm vì đó là thiên tài thiếu niên cuối cùng một lần thí nghiệm. Tấm bia đá thoáng im lặng, một lát lúc sau, cường quang xạ phóng, tấm bia đá phía trên, cực đại màu vàng tự thể, làm toàn bộ trái tim ở đây đều là tại chốc lát đình chỉ nhảy dựng lên. Đấu lực. 7 cấp cả trường yên tĩnh hẳn so với bình thường. Trong sân mọi người khiếp sợ nhìn tấm bia đá phía trên khắc năm chữ to, khuôn mặt phía trên đít biểu tình, cực kỳ phấn khích, một lúc sau, dùng dập đít hô hấp, giống như bánh xe chuyển động, toàn trường nhất thời hô lên, khách sát, trên đài cao, chén trà trong tay tiêu chiến, trực tiếp bị bóp nát thành bột phấn, nước trà pha lẫn bột phấn, theo bàn tay tích tích đáp đáp rơi xuống dưới, thất đoạn, viêm nhi ngươi thực làm được. Hai mắt nhìn vào tấm hắc thạch, lại nhìn hắc sam thiếu niên, trong mắt tiêu chiến thoáng có chút ước ác, hắn trong lòng biết rằng, để đạt được thành tựu này, thiếu niên đã phải nỗ lực, cố gắng thế nào. Ngồi trên tiêu chiến, ba vị trưởng lão thần tình đích không thể tin được, này một năm trước mới là tam đoạn đấu khí, hiện tại biến thành thất đoạn. Loại tốc độ này, làm cho người ta sợ hãi, cô, a à a. À. Tộc trưởng, trúc cơ linh dịch, thật đúng là cường nha. Hai vị trưởng lão ít hầu khẽ nuốt vào một ngụm nước miếng, hoàn hảo lúc trước chưa hoàn toàn trào phúng chế nhạo tiểu tử kia, khẽ thở dài một chút sau đó cười nhẹ một tiếng, tiêu chiến ánh mắt hưng phấn, thực không có chút che giấu, khẽ liếc mắt nhìn hai vị trưởng lão, nhàn nhạt cười nói, hai vị trưởng lão, các người chẳng lẽ cho rằng nhị phẩm giai cấp đích trúc cơ linh dịch, năng tạo ra loại kỳ diệu này, hai vị trưởng lão nhất trệ, xấu hổ lắc đầu, bọn họ cũng không phải ngốc tử. Trúc cơ linh dịch đích xác có thể tăng lên tốc độ tu luyện, có thể tưởng tượng chỉ trong một năm thời gian nội đề thăng lên tứ đoạn đấu khí, cơ bản là không có khả năng. Hắc thạch bia, trách nhiệm viên nhìn thấy năm chữ to trên thạch bia, khuôn mặt luôn lạnh lùng, cũng sớm đã bị rung động. Tiêu viêm, đấu khí, đệ thất đoạn, cao cấp, thầm thở ra một hơi, tự hồ vẫn không tưởng tượng được, trong lòng vẫn rung động. Trách nhiệm viên cố gắng duy trì thanh âm trấn định, thế nhưng không giống như trước, thanh âm khó có thể che giấu được có chút run rẩy. Nghe trách nhiệm viên công bố, huấn luyện trường trước đó vốn đã yên tĩnh nay lại càng thêm tĩnh lặng cô lỗ không biết là ai nuốt nước miếng đột ngột truyền đến giữa sân huấn luyện đứng ở trong đám người khuôn mặt nhỏ bé của tiêu mị tràn đầy rung động một năm thời gian tăng lên tứ đoạn đấu khí loại tốc độ tu luyện này quả thực khiến cho người nghe hải nhân tốc độ như vậy cho dù là ba năm trước với trạng thái tối điên phong của tiêu viêm cũng không có khả năng làm được nhưng mà cái loại tốc độ này thật sự có chút khiến cho những người biết sự thật trái tim không khỏi co rút, khiến cho chúng nhân chăm chú nhìn vào thiếu niên đã tạo ra kỳ tích này, một quan mang theo cảm xúc phức tạp, ánh mắt đứng lại trên hắc thạch bi sau đó dời tới thiếu niên, tiêu mị trong tâm bỗng nhiên toát ra một ý niệm, hắn, kinh diễm đích thiên phú tu luyện, tựa hồ đã trở lại, đứng ở bên cạnh huấn luyện trường, đang chuẩn bị xem tiêu viêm bị cười nhạo, tiêu trữ bỗng ngốc trệ trừng mắt nhìn vào hắc thạch bi, thất thanh lẩm bẩm nói, này. Như thế nào có thể, ngẩng đầu nhìn năm chữ to màu vàng trên thạch bia, tiêu viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chung quanh bồng nhiên trở nên phức tạp, làm cho hắn hồi tưởng lại ba năm trước ý khí phong hoa đích thiếu niên, hôm nay tu luyện thiên phú đã trở lại, hơn nữa bây giờ ngoài việc thiên phú trở lại, còn có thêm tâm trí thành thục và kiên nghị nữa. Thật sâu nhìn thoáng qua thạch bi đã vài lần quyết định vận mệnh chính mình, tiêu viêm nhẹ nhàng cười vẫn là bộ dáng bình thản giống như ba năm trước kia khi trắc nghiệm qua đi thầm thở ra một hơi, tiêu viêm tại trường ánh mắt chăm chú nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt tiếp xúc với Hung Nhi đang cười, sau đó lui ra khỏi giữa sân, theo tiêu viêm lui ra ngoài, giữa sân vẫn như trước kia vẫn rất yên tĩnh, khái. Trên đài cao, thần tình Xuân Phong đắc ý đích tiêu chiến đứng dậy, ho khang một tiếng, trách nhiệm đã xong, phía dưới, tiếp theo cử hành khiêu chiến, người có đủ tư cách có quyền lợi hướng tới đồng bạn phát ra một lần khiêu chiến, nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần tiêu chiến lãng cười nói nghe vậy giữa sân huấn luyện có chút tao loạn lên kém một cấp bậc là có thể đủ tư cách nhất thời những mục quan nóng bỏng hướng tới đám đồng bạn có đủ tư cách để khiêu chiến mà đối mặt với từng đạo ánh mắt tràn ngập tính khiêu khích phía đối diện nhóm đồng bạn này lại khinh thường giơ tay lên đầu lục đoạn cùng với thất đoạn căn bản là hai cấp bậc cách biệt nếu không có gì đặc thù ngoài ý muốn một gã có lục đoạn đấu khí rất khó có khả năng đã bại đối thủ có thất đoạn đấu khí đối với điểm này những người có thực lực lục đoạn đấu khí thập phần rõ ràng nhưng đối với cơ hội này cho dùng thành hay không thành đều muốn liều mạng thử một lần bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm trong lúc nhất thời giữa sân không khí có chút quá dị từng đạo mục quan nóng cháy đảo qua những đồng bạn đủ tư cách tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn đổi thủ tốt nhất để ứng phó ngồi xếp bằng trên mặt đất tiêu viêm bỗng nhiên nhíu nhíu mày hắn ngạc nhiên phát hiện trong chúng nhân có hơn phân nửa ánh mắt dừng lại trên người mình ta thực là yếu sao? Thoáng kinh ngạc, tiêu viêm trong lòng có chút buồn cười, tiêu viêm ca ca một năm tăng lên tứ đoạn đấu khí tuy làm cho người ta rung động, chẳng qua nguyên nhân chính là mặc dù rung động, nhưng sâu trong lòng mỗi người có loại ảo giác không muốn tin tưởng điều này, cho nên bọn họ tự nhiên muốn hướng tiêu viêm ca ca khiêu chiến một bên, Huân Nhi nhẹ giọng cười nói, bất đắc dĩ nhún vai, tiêu viêm vỗ nhẹ cho bụi trên quần áo, đạm cười nói, bởi vì không muốn tin tưởng cho nên lựa chọn dối gạt mình kinh người yếu, Huân Nhi cười nhẹ, khẽ gật đầu, lúc này ở giữa sân, rốt cục có người không nhịn được đã đứng dậy, thiếu niên có dáng người tráng thạc, bước nhanh đi tới trước mặt tiêu viêm, có chút khẽ lớn tiếng nói, tiêu viêm biểu đệ, thỉnh, thiếu niên tuy trên mặt nhìn như cung kính, chẳng qua hai mắt đang nhìn tiêu viêm, tổng hội lên nét nghi ngờ, khuôn mặt ẩn ẩn nét kinh thường, hắn thực không tin rằng phế vật tiêu viêm trước kia đã hồi phục lại, nhìn tráng bạc thiếu niên khiêu chiến, những người có đủ tư cách khiêu chiến khác nhất thời tiết núi hít vào một hơi tự hồ rất là hâm mộ thiếu niên kia tiêu viêm hít lại đôi mắt cao thấp dò xét thiếu niên trước mặt này một chút tuy gia tộc có nhiều tộc nhân hắn nhận thức cũng không đầy đủ chẳng qua thiếu niên này hắn cũng có một ít ấn tượng theo như ký ức của tiêu viêm thiếu niên này tên là tiêu khắc thuộc hệ phái của đại trưởng lão ngày thường thường xuyên đi theo sau tiêu trữ nghiễm nhiên giống như một tên cẩu nô tài trước kia tại thời điểm chính mình lạc phách cũng đã không ít lần trào phúng mình trong đầu chậm rãi nhớ lại một ít chuyện xưa tiêu viêm khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm quay đầu tiếp xúc một chút với ánh mắt của huân nhi tiêu viêm mỉm cười dưới ánh mắt chăm chú của mọi người gật gật đầu nhẹ giọng cười nói được ta tiếp nhận nhìn thấy tiêu viêm đáp ứng một cách dễ dàng như vậy tiêu khắc khóe mắt lộ ra nét trù trừ một cảm giác bất an trong lòng nổi lên kiết hầu khẽ động một chút tiêu khắc có một chút hối hận về sự lỗ mãn của chính mình nhưng mà tuy có hối hận chẳng qua vào giờ phút này muốn đổi ý cũng không được ảo giác một năm tăng lên tứ đoạn đấu khí căn bản là không ai có thể làm được nhất định hắn đã dở thủ đoạn để lừa gạt mọi người ta nhất định năng chiến thắng hắn trong lòng ổn định lại lại nghe những tiếng ủng hộ phía sau tiêu khắc lúc này mới cười nói vậy để ta lĩnh giáo một chút thực lực của tiêu viêm biểu đệ tiêu viêm mỉm cười không nói đứng dậy tiến vào trong huấn luyện trường, sau đó đối với tiêu khắc làm một cái thủ thế, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tiêu viêm, cảm giác bất an trong lòng tiêu khắc lại càng tăng thêm, cố ý cười một tiếng, chậm rãi tiến vào giữa sân, nhìn hai người trong sân, tất cả mọi người trong huấn luyện trường đều nhanh chóng hướng tầm mắt vào trong sân, trên đài cao, tiêu chiến tiếp nhận từ tùy tùng phía sau chén trà, ánh mắt cắt cao nhìn vào đấu trường, trong ánh mắt ẩn chứa một chút khẩn trương, nói thật sự, không chỉ tiêu khắc đối với thành tích tiêu viêm đạt được có chút cảm thấy khó tin chính bản thân tiêu chiến ở sâu trong đáy lòng cũng có một chút không tin cái này cũng không thể trách hắn không tin tiêu viêm dù sao một năm nội tăng lên tứ đoạn đấu khí loại tốc độ này cơ hồ là không thể hình dung được tốc độ này cho dù là ba năm trước đây tiêu viêm cũng không thể làm được a à. mà cũng chính bởi thành tích quá mức khủng bố này cho nên trong lòng mọi người khó có thể tin tưởng được chẳng qua mặc kệ là tin hay không tin cũng thế chỉ cần tiêu viêm cùng người khác giao thủ chân thật thực lực sẽ bại lộ ra mà đến lúc đó mọi người có thể nhìn ra trình độ chân chính của tiêu viêm bên cạnh tiêu chiến ba vị trưởng lão hô hấp cũng dồn dập ánh mắt phức tạp dương mắt nhìn vào giữa sân mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào giữa sân tiêu viêm lúc trước biểu hiện ra đích khủng bố thành tích đến tột cùng là thật hay giả động thủ là có thể phân biệt được tuyệt đối là giả bên cạnh quảng trường tiêu trữ liêm liếm đôi môi khô khốc thấp giọng hung hăng nói, nên là giả. Trong đám người, tiêu mị hàm răng khẽ trắng chặt vào đôi môi hồng nhuận, trong lòng có chút mịt mù, nàng đồng dạng rất khó tin tưởng rằng, sau ba năm im lặng vị thiếu niên này, bồng nhiên như thế nào lại có thành tích khủng bố như vậy. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, trong sân tiêu viêm cùng tiêu khắc đã hoàn thành lễ tiết trước khi giao thủ, song trưởng vi thụ, nhàn nhạt đích đấu khí tỏa ra, tiêu khắc thầm thở ra một hơi, cước đạp lên mặt đất một bước thân hình lao tới tiêu viêm. Đê cấp chiến đấu thực không có cái gì hoa mắt cả, hết thảy đều là đơn giản đối bính, phách sơn trưởng, thân hình nhanh chóng tiến tới gần tiêu viêm, tiêu khắc hữu trưởng vung lên, đấu khí thoáng ngưng tụ lại, hung hăng công kích vào ngực tiêu viêm, phách sơn trưởng, hoàng giai trung cấp đấu kỹ, tộc nhân đạt tới ngũ đoạn đấu khí mới có cơ hội học tập. Một trận gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc trên trán tiêu viêm, lộ ra một đôi mắt đen nhánh, mi mắt chớp chớp, tiêu viêm ánh mắt hiếp lại, nhàn nhạt nhìn song trưởng công tới ngày càng gần, thủ trưởng sắp công kích tới bả vai tiêu viêm thì lúc này tiêu viêm mới nhẹ nhàng bước sang phải, một năm rèn luyện thân thể, làm cho thần kinh phản xạ của tiêu viêm cực kỳ xuất sắc, bước sang phải một bước, vừa lúc né tránh công kích của tiêu khắc, thân mình thoáng hơi nghiêng, thủ trưởng tiêu viêm giống như xuyên hoa trích điệp, xuyên thấu qua cánh tay tiêu khắc, tùy ý đánh vào bả vai phía trên, toái thạch trưởng, toái thạch trưởng, hoàng giai sơ cấp đấu kỹ, chỉ cần đạt tới tam đoạn đấu khí là có thể học tập, phanh. Bị tiêu viêm đánh trúng sắc mặt hồng nhuận của tiêu khắc nhất thời trở nên tái nhật, kêu rên rê lên một tiếng, cước bộ lão đảo lui về phía sau, rốt cục cuối cùng cũng không đứng vững, ngã xuống đất, toàn trường yên tĩnh hẳn, tiêu khắc lạc bại, tốt lắm như vậy sự thật đã được chứng tỏ, một trưởng đánh bại đối thủ, tiêu viêm có chút nhàm chán lắc đầu, đối thủ loại này, thực sự không có tính khiêu chiến, đừng nói vận dụng để bài chính mình chân thật thực lực cũng không có vận dụng một nửa đương nhiên tiêu viêm với chính mình cảm thấy nhàm chán bất đồng lúc này tại ngoại trường mọi người chậm rãi thu lại ánh mắt một khi tiêu viêm có thể dễ dàng đã bại một gã lục đoạn đấu khí như vậy thực lực của hắn phải trên thất đoạn như thế nói đến như vậy lúc trước tiêu viêm biểu hiện ra đích khủng bố thành tích là sự thật một năm tăng lên tứ đoạn đấu khí loại thành tích này này có thể nói là kỳ tích của kỳ tích trên đài cao tiêu chiến thật mạnh thở ra một hơi Rốt cuộc là sự thật, thực đích, thất đoạn. Nhìn Tiêu Viêm đã bại Tiêu Khắc, bàn tay nhỏ bé của Tiêu Mị chậm rãi che đôi môi đỏ mọng, trung động thất thanh thì thào. Nhìn Hắc Sam thiếu niên khoanh tay đứng trong sân, toàn trường thoáng có chút yên tĩnh. Trên đài cao, Tiêu Chiến khóe miệng nụ cười mở rộng, tới cùng, rốt cục không nhịn được cười vang lên. Nghe Tiêu Chiến đắc ý cười vang, ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khẽ thở dài một hơi, cũng không có nói thêm gì. Giữa sân thiếu niên biểu hiện ra tiềm lực làm cho bọn họ cảm thấy thất bại không nhỏ một năm tứ đoạn đấu khí loại tốc độ này đủ để làm cho bất luận là kẻ nào cũng phải hoảng sợ con cháu bọn họ chỉ sợ không có khả năng để đuổi theo tâm tình phấn chấn thân mình đứng lên tiêu chiến vỗ vỗ tay cười ngâm đích tuyên bố tiêu khắc khiêu chiến thất bại mong rằng ngày sau cố gắng tu luyện giữa sân tiêu khắc sắc mặt tái nhợt nghe âm thanh tuyên phán nhất thời ảm đạm vài phần ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt cách đó không xa đích hắc sam thiếu niên này một năm trước còn bị cười nhạo là phế vật, một năm sau lại trong gia tộc tộc trung sở hữu tiềm lực khủng bố, cơ hồ là hai thái cực khác biệt, làm cho tiêu khắc bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy, ở trong đại sảnh, thiếu niên lãnh ngữ đạo, tam thập niên hà đông, tam thập niên hà tây, mà khi thiếu niên cùng, ý chỉ con người sẽ biến đổi theo thời gian, mặt lộ vẻ cười khổ lắc lắc đầu, tiêu khắc gian nan đứng dậy, đối với tiêu viêm thoáng không người, thanh âm trước kia có chỗ kinh thường rốt cục biến mất nói, tiêu viêm biểu đệ ngươi thắng chúc mừng ngươi khôi phục thoáng gật đầu tiêu viêm ánh mắt chậm rãi tảo thị phàm là tiếp xúc với đôi con ngươi đen nhánh này đều có chút khiếp đảm né tránh ánh mắt tùy ý kia thoáng đảo qua tiêu mị tiêu viêm nghiêng đầu đối diện với đám tộc nhân đủ tư cách khiêu chiến nhàn nhạt cười nói còn có người nào muốn khiêu chiến không lời nói của tiêu viêm vọng tới đám người kia vốn đang kinh ngạc nhanh chóng nhắm mắt lại mặt ngửa lên trời trầm tư tĩnh lặng không có người thứ hai nào muốn tiếp bước tiêu khắc nhìn đám thiếu niên làm bộ dạng giả ngốc tiêu viêm khẽ nhún vai trực tiếp xoay người bước đi ngồi xuống bên cạnh tiêu viêm Huân nhi thản nhiên mỉm cười ánh mắt tảo thị một lần trường nội ngón tay khẽ vuốt nhẹ sợi tóc cái miệng nhỏ nhắn nhàn nhạt cười nhẹ giọng nói tiêu viêm ca ca ba năm trước đây bọn họ chính là như vậy nhìn ngươi ba năm trước đây ta thấy bọn họ kính sợ mà cảm thấy hưng phấn hiện tại không có cảm giác tiêu viêm sờ sờ mũi bình thản cười nói đó là tiêu viêm ca ca đã thành thục hơn huân nhi cười nhẹ chớp chớp đôi mắt thủy linh ngươi thì không thành thục có đôi khi ta nghĩ thiếu nữ trước mặt mình có phải là lão yêu bà ngàn năm hay không bị một tiểu cô nương nhận xét là đã thành thục tiêu viêm không khỏi có chút cảm thấy buồn cười bàn tay thân mật khẽ gõ nhẹ vào đầu huân nhi nghe vậy huân nhi kiều mị liếc mắt nhìn tiêu viêm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh ranh có chút quán trách mặc kệ là thiếu nữ có khoáng đạt thế nào cũng không nguyện ý bị ví như lão yêu bà thiếu nữ kiều mị nhất động lòng người huân nhi trong lúc vô tình lộ ra trạng thái kiều mị không chỉ làm cho xa xa đám thiếu niên trợn trừng đôi mắt chính là một ít thiếu nữ cũng không khỏi lộ vẻ hâm mộ này tiểu hỗn đảng, quá kiêu ngạo đồng dạng bị bộ dáng kiều mị của huân nhi hấp dẫn thế nhưng thấy huân nhi thân mật với tiêu viêm tiêu trữ trong lòng bốc lên ngọn lửa ghen tị trong lòng hắn ở trong gia tộc chỉ có hắn mới xứng với huân nhi nhưng mặc kệ hắn có lấy lòng thế nào Huân Nhi cũng không để ý tới hắn, mà ngược lại luôn quan tâm đến tên phế vật tiêu viêm, tiểu hỗn đảng, ngươi cứ đắc ý trước đi, đợi đến khi ngươi thành nhân, ta muốn trước mặt Huân Nhi, đánh bại ngươi xuống. Nắm tay gắt gao nắm chặt, tiêu trữ lành lạnh lạnh liếc mắt nhìn tiêu viêm ngồi xếp bằng phía xa, tuy nhiên tiêu trữ cũng rất là rung động trước tốc độ tu luyện của tiêu viêm, với thói quen tự phụ hàng ngày, trong lúc nhất thời khó có thể tưởng được tiêu viêm phế vật hàng đầu, hơn nữa còn thân cận với Huân Nhi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khiến cho tiêu trữ cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn, thừa dịp hắn chưa trưởng thành, phải làm cho hắn chịu đã kích. Ý niệm chuyển động trong đầu, tiêu trữ khóe miệng chậm rãi nở nụ cười lạnh, tuy tiêu viêm hôm nay đã đạt tới thất đoạn đấu khí, nhưng hắn đối với chính mình đạt tới bát đoạn đấu khí rất có tự tin, dù sao thất đoạn so với bát đoạn cũng có một khoảng cách chênh lệch lớn, thấp giọng cùng huân nhi đàm luận, tiêu viêm khóe mắt tùy ý nhìn vào huấn luyện trường, vừa vặn thấy nụ cười lạnh của tiêu trữ thoáng cười nhẹ một chút, loại người không biết che giấu hỉ nộ của mình này, năng có bao nhiêu khả năng. Sau khi tiêu khắc khiêu chiến tiêu viêm thất bại, không có một người nào tiếp tục khiêu chiến nữa, đám tộc nhân đủ tư cách, cũng chỉ biết lánh mặt tìm mục tiêu khác, mà trải qua vài trận tỉ thí, cũng có hai người, dựa vào thuần thục đấu kỹ cùng vận khí đã đã bại đối thủ của mình. Buổi trắc nghiệm dần đi tới hồi kết, nhìn xuống huấn luyện trường, tiêu chiến nở nụ cười, đứng dậy lên tiếng tuyên bố trách nhiệm kết thúc sau đó dặn dò nghi thức cử hành lễ thành nhân tháng sau một chút, chậm rãi đứng dậy, tiêu viêm nhìn thấy thần tính xuân phong đắc ý của tiêu chiến, mà tiêu chiến đối với biểu hiện của con mình hôm nay rất là đắc ý, dương ngón tay cái biểu thị sự chúc mừng hướng về tiêu viêm, vỗ vỗ quần áo, phủi chút cho bụi, đang định rời đi thì một trận hương phong ập đến, hơi cau mày lại, tiêu viêm ngẩng đầu lên nhìn thấy tiêu mị ở trước mặt mình, nhàn nhạt cười nói, có việc nhìn khuôn mặt thanh tú của tiêu viêm ẩn hiện nét lãnh đạm, tiêu mị trong lòng nhất trệ, trên khuôn mặt nộ ra nét miễn cưỡng, nở nụ cười nói, tiêu viêm biểu ca, chúc mừng huynh, đa tạ. Có chút khẽ gật đầu, tiêu viêm ánh mắt hướng tới huân nhi bên cạnh, tiêu viêm biểu ca, ngày mai ở đấu kỹ đường, phụ thân ta giảng giải hoàng giai cao cấp đấu kỹ, ngươi đi cùng không? Tiêu mị mỉm cười nói, trên khuôn mặt vũ mị thanh thuần, làm cho người ta cảm động, nghe vậy, tiêu viêm hơi nhíu mày. Nhìn Tiêu Viêm dường như suy nghĩ lấy cớ cự tuyệt, một đôi bàn tay thon trắng, mềm mại khẽ nắm lấy cánh tay hắn. Tiêu Viêm khẽ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn đang mỉm cười, "Thật sự có lỗi, Tiêu Mị biểu tỷ, Huân Nhi đã mời Tiêu Viêm ca ca ngày mai theo ta tới Ô Thản Thành, sẽ không bồi tiếp được Tiêu Mị biểu tỷ tới đấu kỹ đường được nhìn vào đôi mắt có chút ngốc trễ trước mặt, Huân Nhi thân mật kéo cánh tay Tiêu Viêm đi, nhìn Tiêu Mị, thoáng có vẻ xin lỗi. Nghe Huân Nhi nói thế, tiêu mị ngẩn ra cảm thấy có chút xấu hổ nếu là người khác trong gia tộc nói lời này nàng còn dựa vào thiên phú cùng sự xinh đẹp của chính mình mà chiếm thượng phong nhưng nếu đối thủ đổi lại là hương nhi trong lòng nàng chỉ còn tràn đầy thất bại liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lung của tiêu viêm tiêu mị chỉ đành lòng cười khổ ngượng ngùng rời đi đám người trong sân huấn luyện nhìn Huân nhi thân mật lôi kéo tiêu viêm trong lòng đều cảm thấy có chút ghen ghét là viên minh châu rực rỡ nhất của gia tộc bọn họ chưa thấy qua hương nhi đối đãi với một gã nam tử nào như thế nhìn tiêu mị xấu hổ rời đi tiêu viêm ngạc nhiên cảm giác mềm mại trên cánh tay truyền đến nhìn vẻ mặt mỉm cười của hương nhi tiêu viêm không khỏi có chút buồn cười trêu trọc cô nàng ngươi đây là làm gì vậy hương nhi như trước vẫn kéo cánh tay tiêu viêm ánh mắt đảo qua xung quanh một đám người đang ngốc trệ vì cử động thân mật lúc này của nàng tỏ vẻ vô tội nói tiêu viêm ca ca chẳng lẽ không phải muốn cự tuyệt nàng ta hay sao nghe vậy, tiêu viêm trợn tròn mắt, cùng một ý cự tuyệt nhưng từ miệng hai người nói ra lại mang hai ý bất đồng hoàn toàn. nhớ lại vẻ xấu hổ trên mặt tiêu mỹ lúc đó, hắn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt nhìn nụ cười chiến thắng rạng rỡ của huân nhi, trong lòng thầm nói, cô nàng này hẳn là cố ý đây. huân nhi chỉ là không thích cái sắc mặt biến đổi quá nhanh của nàng ta, hừ, cùng đi đấu kỹ đường học tập đấu kỹ, lời mời loại này trước kia làm gì có. Huân Nhi kéo tay tiêu viêm chậm rãi ra ngoài huấn luyện tràng, cũng không thèm để ý tới những ánh mắt chung quanh, nàng vẫn nhẹ giọng nói, trong thanh âm, có một chút cười lạnh, nàng đối với thái độ của tiêu mị, thật sự có chút chán ghét, nhún vai một chút, tiêu viêm có chút đồng ý gật đầu, cười khổ một tiếng, ba năm trước đây, hắn cùng tiêu mị quan hệ cũng không tồi, mà từ sau khi bị coi là phế vật, hắn mới thực sự hiểu rõ người đàn bà này, tiểu hỗn đảng, một tháng sau, ta nhất định sẽ cho ngươi răng rơi đầy đất. Tiêu Ninh cắn răng, hung ác nói. Sau đó, mang theo một bụng giận dữ, vội vàng rời khỏi sân huấn luyện. ở trên đài cao, Tiêu Chiến đang chuẩn bị trở về, cũng bị cảnh này làm chấn động. Ánh mắt chắc gao nhìn chầm chầm thân hình hai người đang thân mật, thoáng kinh ngạc, trong mắt ông thoáng hiện chút lo lắng. Tiêm Nhi đứa nhỏ này sẽ không sẽ không thích Huân Nhi rồi chứ? Phải biết rằng với thân phận của nàng không phải là nạp lang thản nhi có thể so sánh, cho dù có thiên phú tu luyện kinh khủng đi chăng nữa, muốn được thế lực khủng bố sau lưng nàng chấp nhận, cũng không phải là một việc dễ dàng. Trầm mặt trong chốc lát, tiêu chiến thở dài một tiếng, lắc đầu, chậm rãi rời đi, bị một cô gái kéo tay, đôi lúc lại đụng chạm một vài chỗ ôn nhuận mềm mại nào đó, cảm giác tuyệt vời, thật dễ làm cho người ta sinh ra chút cảm giác tâm hưu ý vượng gì đó, chuyển qua một con đường nhỏ, huân nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng, gội bỏ tay tiêu viêm ra, ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên mất đi cổ cảm xúc tuyệt vời đó, tiêu viêm trong lòng chợt có chút buồn vô cớ, nhẹ thở dài một hơi, ánh mắt không chịu khống chế hướng tới thân hình cô gái ở bên cạnh nhìn vài lần, bên dưới bộ lục y, bộ ngực nhỏ thoáng nhô lên, quả thật làm người khác không thể không chú ý, mặc dù thực chất, huân nhi cùng tiêu viêm cũng không có quan hát ệ huyết thống, nhưng dù sao hai người cũng đã sống chung hơn 10 năm, loại tình cảm này, so ra không kém hơn tình huynh muội ruột thịt là bao, mà bây giờ, tiêu viêm lại đang ăn đậu hũ của muội muội mình, cũng khó trách hắn có chút cảm giác tội lỗi, trong lúc nhất thời, không khí trở lên trầm mặt, trong bầu không khí như vậy, con đường nhỏ cũng không tính quá dài này, tựa hồ lại đi không tới cuối, đương nhiên, đi hoài thì cũng có giới hạn, sắp tới cuối đường, tiêu viêm ngượng ngùng bắt chuyện một tiếng, sau đó định rời đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, tiêu viêm ca ca nhìn tiêu viêm định rời đi huân nhi thoáng ngạc nhiên bỗng cười khúc khích một tiếng nhẹ giọng kêu lên ách tiêu viêm dừng lại quay đầu nhìn về phía cô gái đang đứng cười dưới tàn cây tâm tình vốn đang bất an bỗng nhảy lên vài cái cô gái một thân lục y dưới tàn cây lại có một phen thanh nhã động lòng người gió nhẹ thổi qua vạt áo màu tím của cô khẽ tung bay càng thêm một phen anh tư bức người ngày mai đi cùng huân nhi được không dưới tán liễu Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi khẽ đỏ lên, hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, đôi mắt thu thủy khẽ đưa, mang theo một tia chờ đợi cùng một chút ý vị không hiểu được, nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, "Ngày mai đi cùng Huân Nhi được không?" Dưới tán liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi khẽ đỏ lên, hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, đôi mắt thu thủy khẽ đưa, mang theo một tia chờ đợi cùng một chút ý vị không hiểu được, nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, "Thật khó tưởng tượng với tính cách thông dong đạm nhã của huân nhi có thể có được tư thế động lòng người như thế bộ dáng mê người đó quả thật làm cho tiêu viêm cảm thu được một loại mị hoặc khác lạ trong lòng thầm nghĩ một tiếng tiểu yêu tinh tiêu viêm hàm hồ trả lời sau đó tức tốc bỏ chạy nhìn thân ảnh có chút chật vật của tiêu viêm đang rời đi huân nhi che miệng nhẹ giọng cười duyên tự đánh giá chính mình một chút ánh mắt nhẹ nhàng hướng tới hồ nhỏ bên đường dưới làng nước hồ hiện lên hình ảnh một cô gái mắt ngọc mày ngài sóng mắt lưu chuyển ẩn chứa mị hoặc cùng một chút tư vị khó phát hiện ra thật sự là đẹp mà huân nhi trên mặt khẽ có chút đắc ý mỉm cười cách đó không xa vài tên thiếu niên trong gia tộc vừa mới đi tới cước bộ đột nhiên dừng lại miệng há to ánh mắt tràn đầy kinh diễm ngây ngốc đứng nhìn cô gái dưới tàn cây chật vật trở về phòng mình tiêu viêm lúc này mới thở dài một hơi lau đi mồ hôi trên trán cười khổ cô nàng này lớn lên sợ rằng so với nhã phi ở phòng đấu giá kia còn muốn hồ mị chết người lắc đầu mạnh một cái tiêu viêm trong lòng lại tự mắng mình nghiệt xúc lúc này mới tiêu trừ hết những ý niệm xấu xa trong đầu tiêu viêm đi tới góc phòng lấy ra chiếc bồn có chứa trúc cơ linh dịch sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần áo ngồi vào trong bồn bàn tay tùy ý tại thành bồn chạm nhẹ vài cái tiêu viêm dựa vào một bên thành bồn hô hấp thoáng chốc trở lên chậm rãi vững vàng nhớ tới tràn cảnh ở giữa sân hôm nay tiêu viêm nhàn nhạt mỉm cười thực lực quả nhiên là thứ quan trọng nhất trên thế giới này ngón tay khẽ dây dây tráng một khuôn mặt lạnh lung xinh đẹp bỗng hiện ra trong đầu tiêu viêm là nạp lan thản nhi đôi mắt có chút nheo lại tiêu viêm nhẹ giọng lẩm bẩm còn có hai năm nữa ngươi nhất định phải chờ ta ta sẽ đi tìm ngươi nếu không phải trong giọng nói có chút lãnh ý sợ rằng người nào nghe xong cũng nghĩ rằng đây là tình thoại của một đôi tình nhân nhớ tới tình cảnh trong đại sảnh ngày đó Nạp lang thản nhi ngạo nghễ nhìn đời cùng với tư thế cường ngạnh đó, tiêu viêm nắm tay chậm rãi nắm chặt lại, nỗi nhục này, thật khó có thể quên đi. Ai, tu luyện không thể đình trệ được, người đàn bà đó, mặc dù cao ngạo, bất quá nếu có thể được tông chủ Lam Vân Tông Thu làm đệ tử, thiên phú tu luyện sao có thể thấp được. Tiêu viêm nở một nụ cười lạnh, thật sâu thở ra một hơi, chỉ cần vừa nghĩ đến người đàn bà đó, trong lòng tiêu viêm lại tràn ngập một cảm giác chăm chỉ khác thường, tình thần lập tức hăng hái lên, tiêu viêm nhẹ nhàng tiến vào trạng thái tập luyện, mười ngón tay kết ấn, bình ổn lại tâm thần, hắn từ từ nhắm mắt lại tu luyện. Đối với những ánh mắt kính sợ mà chỉ ba năm trước mới có được, tiêu viêm xử sự rất lạnh nhạt, cũng không có chút nào diễu võ dương oai cả. Ngày thứ hai, y như hẹn, tiêu viêm đi du ngoạn cùng Huân Nhi một ngày. Ở trong tộc, ngoại trừ phụ thân ra, Huân Nhi là người mà tiêu viêm thân cận nhất, cũng rất khó cự tuyệt yêu cầu của nàng. Từ đó, Tiêu viêm cứ sáng sớm ở trên núi khổ luyện đấu kỹ, sau đó về nhà tu luyện đấu khí, thỉnh thoảng cùng Huân Nhi đi chơi, cùng phụ thân nói chuyện. Đôi lúc, ngẫu nhiên gặp tiêu mị trong tộc, nghe nàng ngọt ngào gọi tiêu viêm biểu ca, hắn cũng chỉ cười cười, tùy ý ứng phó cho xong chuyện. Đối với người đàn bà này, hắn luôn duy trì thái độ kính nhi viễn chi. Cứ thế một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua, bảy ngày nữa, tiêu gia sẽ cử hành nghi thức thành nhân. Chỉ còn bảy ngày nữa, nhưng nguyện vọng đột phá thứ 8 đoạn đấu khí của tiêu viêm vẫn chưa đạt được, quả thật làm cho hắn có chút tiếc nuối. Nhưng đúng buổi tối hai ngày trước lễ thành nhân, tiêu viêm đang ngủ say, đột nhiên giống như mộng du bật dậy, ngay cả quần áo cũng không cởi ra, lập tức nhảy luôn vào bồn tắm có ngâm dược lực lúc này đã gần như hoàn toàn dùng hết. Thời gian trôi qua, sáng hôm sau, lúc tiêu viêm mở mắt, hắn ngây ngốc phát hiện ra, bình cảnh làm khó mình suốt ba tháng qua, trong lúc mơ hồ, đã bị đột phá. Một gia tộc muốn không suy bại, nặng yếu nhất chính là phải duy trì được sức sống, mà ngọn nguồn của sức sống, đó chính là thế hệ trẻ của gia tộc, bọn họ chính là dòng máu mới của gia tộc, có bọn họ, gia tộc mới có thể phát triển không ngừng. Bởi vậy, nghi thức thành nhân đối với mỗi một gia tộc đều hết sức quan trọng, mà Tiêu gia cũng không ngoại lệ. Là một trong ba đại gia tộc ở Ô Thản thành, nghi thức thành nhân của Tiêu gia tự nhiên là rất được các thế lực trong thành chú ý tới, một vài thế lực thậm chí còn trực tiếp yêu cầu tham dự lễ cử hành nghi thức này. Tiêu viêm hiếp mắt nhìn đài cử hành to lớn ở xa xa, đài làm bằng cự một, trình vì nghi thức thành nhân mà được đặt ý làm ra. Tiêu viêm ánh mắt đảo qua, nhìn vào đám người của các thế lực lớn đến tham dự, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, thật là nhiều người. Bỗng có tiếng cười vang lên, tiêu viêm nhìn qua, là hôn nhi. Nàng vừa thấy ánh mắt hung hăng của tiêu viêm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lại, mắt nhìn hắn, một đạo kim quang thoáng xẹt qua, có chút ngoài ý muốn, cười duyên nói, Tiêu Viêm ca ca đạt đến 8 đoạn đấu khí rồi. Tiêu Viêm nghe thế liền liếc nàng một cái, ở cùng một chỗ với cô nàng này, tự hồ cái gì cũng không giấu được, trong lòng buồn bực thở dài một hơi, vô lực gật đầu. Ánh mắt khẽ chuyển qua, ở một chỗ gần cự một cạnh đài, Tiêu Viêm chợt nhận ra người quen, một cô gái xinh đẹp đang cười nói, hồng y bao quanh thân thể đầy đặn lả lướt, như ẩn như hiện, cực kỳ dụ người. Lúc này vây quanh nàng đã có không ít người, nhiễm nhiên trở thành một chỗ huyên náo nhất. Ngay lúc tiêu viêm đang nhìn Nhã Phi, bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng hừ nhẹ, khái. Con mắt chớp chớp vài cái, tiêu viêm nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Huân Nhi bên cạnh, thản nhiên cười nói, không nghĩ tới ngay cả đặc thước nhĩ phòng đấu giá cũng cử người tham dự lễ thành nhân của gia tộc ta. Khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt như không có chuyện gì của tiêu viêm, Huân Nhi thản nhiên nói, Tiêu gia cùng đặt thước nhĩ phòng đấu giá ở ô thản thành quan hệ vốn không tồi, nàng ta đến, có gì kỳ quái cơ chứ? Hơn nữa, thủ đoạn của người đàn bà này, ở ô thản thành, ai mà không biết, bao nhiêu là công tử thế gia, vì nàng mà tốn không biết bao nhiêu kim tệ, nhưng cuối cùng có được cái gì? Tiêu viêm ca ca nếu có ý niệm đó trong đầu, tốt nhất nên bỏ đi, Huân Nhi sẽ không cho ca ca mượn tiền đi làm việc này đâu. Tiêu viêm đang nghe truyện trên TV audio CV nghe thế ngượng ngùng cười khổ nói ta cho dù trong đầu có ý niệm này, thì nàng ta cũng chỉ coi ta như trẻ con thôi, ta kém nàng ta đến 7-8 tuổi, hừ, có chút đàn bà không phải thích như thế sao? Huân Nhi khẽ cười, nhìn thấy tiêu viêm không có ý phản kháng, Huân Nhi cũng buông tha cho hắn, đột nhiên, a, à, nàng ta như thế nào đã trở về, người nào? Ngẫn người, tiêu viêm theo ánh mắt của Huân Nhi nhìn lại, mày bỗng chậm rãi nhíu lại, theo ánh mắt của hai người, một mỹ nữ mặc một bộ đồ tựa như là trang phục của một học viện nào đó, bên hông có một thanh trường kiếm, đang đứng dựa người vào một thân đại thụ, vóc người mỹ nữ cao cao, mà cái làm cho người ta chú ý nhất, chính là cặp chân thon dài mượt mà, cho dù xinh đẹp động lòng người như Nhã Phi, cũng không có được, tiêu ngọc. Tiêu viêm mắt nhìn chầm chầm mỹ nữ, nhíu mày nói, nàng ta không phải đã đi già nam học viện rồi sao? Như thế nào lại trở về? Huân nhi khẽ nhúng vai, đột nhiên quay lại, treo chọc, tiêu viêm ca ca, ngươi lần này tự hồ là có phiền toái rồi a, à. khóe miệng cứng lại, tiêu viêm dây dây trắng lúc này đã có chút phát đau lên rồi, thấp giọng mắng, người đàn bà điêu ngoa này, phiền chết người mà, năm đó bất quá ta chỉ vô tình đi vào suối nước nóng sau núi, sau đó lại vô tình chạm vào chân nàng ta thôi, kết quả là bị người đàn bà điên này truy giết đến nửa năm, hừ, thân thể của nữ hài tử, sao có thể để người khác tùy ý sờ loạn được, nghe vậy, Khôn Nhi che miệng cười duyên, bỗng nhiên nhớ tới hồi bé chính mình cũng bị người này sờ loạn một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi đỏ lên. Tiêu Viêm biểu môi cười lạnh nói, người đàn bà này chính là tỷ tỷ của Tiêu Ninh, cũng không phải là thứ tốt lành gì. Hừ, hỗn đảng đó đối với ta như vậy, cũng có một phần nguyên nhân lớn do nàng ta. Chần chờ một chút, cặp chân thon dài mê người kia bỗng hướng Tiêu Viêm đi tới. Thấy vậy, Tiêu Viêm mày nhíu chặt lại, thoáng có chút yếm ác. A. À, Tiêu viêm, không nghĩ tới ngươi cũng có lúc chuyển mình được như thế này, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đi đến gần, nhìn nhìn khuôn mặt thiếu kiên nhẫn không chút nào che giấu của tiêu viêm, tiêu ngọc cười lạnh nói, không liên quan tới ngươi. Tiêu viêm đối với tiêu ngọc cực kỳ yếm ác, sự lạnh nhạt thường ngày, giờ hoàn toàn biến mất, vừa mở miệng, hắn đã không chút nào giữ ý. Hừ, cái miệng của ngươi, vẫn điêu toa như vậy, xem ra, ba năm vừa rồi, chính là vẫn không làm giảm nhuệ khí của ngươi tiêu ngọc nhìn tiêu viêm một bộ dạy đời khinh thường nói vẫn là khẩu khí này trong lòng cực kỳ yếm ác tiêu viêm thở dài một hơi cẩn thận đánh giá lại người đàn bà này sau một năm không gặp ánh mắt lại chậm rãi chuyển qua đôi trường thối mượt mà sờ sờ mũi hắn thản nhiên nói chân ngươi vẫn dài như vậy a à. chính là không biết kể từ năm đó còn có nam nhân nào khác sờ qua chưa bị tiêu viêm nói đúng chỗ đau tiêu ngọc nhất thời mặt cười cứng lại bàn tay khẽ chạm tới trường kiếm sau lưng khóe miệng khẽ nồi lên một tia cười lạnh tiêu viêm khẽ nghiêng người về phía sau cười nói muốn động thủ động thủ với ngươi thì sao tiêu ngọc tay nắm chặt chui kiếm cố nén xúc động trong lòng cười lạnh trào phúng nhìn tiêu viêm cho dù ngươi giờ lại có thiên phú như hồi xưa thì đã sao ba năm trước tiêu ngọc ta đuổi đánh ngươi như thế nào ba năm sau ta vẫn có khả năng làm như vậy ngươi mắt chó nhìn cái gì thấy ánh mắt tiêu viêm trên người mình đảo qua, tiêu ngọc mặt cười càng lạnh vài phần, quần áo ngươi như vậy, chẳng lẽ không phải để cho nam nhân nhìn sao, tiêu viêm sờ sờ mũi, giọng nói rất thản nhiên, nhưng lại làm cho tiêu ngọc tức điên lên, tiểu hỗn đảng. Trăng khẽ nghiến lại, tiêu ngọc không nhẫn nhịn được nữa, rút ra trường kiếm bên hông, chỉ vào tiêu viêm, có tin ta cắt đầu lưỡi ngươi không, nhìn thanh cương kiếm hàng quang lòe lòe trước mặt, tiêu viêm mắt không chớp, nhẹ giọng nói, ngươi thử xem vừa nói, tiêu viêm bàn tay phải khẽ động, hấp lực mạnh mẽ trong lòng bàn tay hình thành, chính mình ba loại huyền giai đấu kỹ, nếu phải liều mạng đánh, hắn cũng sẽ không quá e sợ một tam tinh đấu giả. Chăm chú nhìn hai người, Huân nhi một bên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về xa xa, lên tiếng nhắc nhở, tiêu thúc thúc tới rồi, hừ lạnh một tiếng, tiêu ngọc xoay tay thu lại trường kiếm, đôi chân thon dài khẽ rời đi, lúc đi ngang qua huân nhi, nàng đột nhiên dừng lại, nói, huân nhi biểu muội Dung mạo cùng thiên phú tu luyện của ngươi đều là tuyệt giai, nên cách xa xa người này một chút, nếu không sau này bị tiêm nhiễm thói xấu gì, có hối cũng không kịp. Đối với lời đề tỉnh này của Tiêu Ngọc, Huân Nhi chỉ cười cười, thản nhiên nói, "Cảm ơn Tiêu Ngọc biểu tỷ đã nhắc nhở, bất quá Huân Nhi nghĩ Tiêu Viêm ca ca rất tốt." Nghe ra thâm ý trong lời nói này của Huân Nhi, Tiêu Ngọc mặc cười khẽ biết, ánh mắt khẽ đảo qua khuôn mặt mỉm cười của Huân Nhi, nói một cách đầy thâm ý, "Chờ ngươi sau này ra bên ngoài gia tộc." mới biết được thế giới này, nam tử so với tên kia càng xuất sắc hơn, có rất nhiều, lúc đó nếu gặp được nam tử khiến ngươi động tâm, vậy, tiêu ngọc biểu tỷ, ngươi cũng không cần phải lo lắng, loại sự tình này, cũng sẽ không phát sinh đối với huân nhi đâu. Huân Nhi thản nhiên ngắt lời Tiêu Ngọc, bị Huân Nhi ngắt lời, Tiêu Ngọc có chút xấu hổ, hung hăng nhìn Tiêu Viêm một cái, rời đi, nhìn Tiêu Ngọc rời đi, Tiêu Viêm từ từ thở ra một hơi, khuôn mặt lại khôi phục sự bình thản thường ngày, thấp giọng than thở thật sự là một người đàn bà đáng ghét nghe vậy huân nhi che miệng cười nói kỳ thật ta rất tò mò nàng ta sao lại luôn cùng tiêu viêm ca ca gây hấn tuy nói là năm đó ngươi vô tình xông vào chỗ nàng ta đang tắm cũng sẽ không khiến nàng ta địch ý với ngươi như vậy chứ ta làm sao mà biết được tiêu viêm vô tội than thở ánh mắt hướng về mấy người tiêu chiến đang bước nhanh tới viêm nhi không có việc gì chứ vừa rồi tiêu ngọc Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Viêm bình an vô sự, hắn liền thở dài một hơi, khẽ nhíu mày dò hỏi, nhún vai, Tiêu Viêm cười nói, không có việc gì, người đàn bà đó đột nhiên phát cơn điên thôi, ngươi cố tránh nàng ta đi, nha đầu kia mặc dù tính tình điêu ngoa, nhưng nàng ta bây giờ đã là tam tinh đấu giả, vạn nhất động thủ, ngươi sẽ thua thiệt nhiều, hơn nữa, nàng ta lại là cháu gái của đại trưởng lão, ngay cả ta cũng thật khó mà trách phạt nàng ta được. Tiêu Chiến lắc đầu một cách bất đắc dĩ, tiêu viêm sờ sờ mũi, cười cười không nói. Tới đây, viêm nhi, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là thủ tịch đấu giá sư của đặc thước nhĩ phòng đấu giá, nhã phi tiểu thư, trúc cơ linh dịch lần trước, chính là đấu giá được ở chỗ nàng ta. Tiêu chiến khẽ cười giới thiệu, tiêu viêm nhìn người đàn bà xinh đẹp thành thục trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biểu hiện ra vẻ mặt phù hợp với tuổi, tươi cười nói, ra mắt nhã phi tỷ tỷ. Nhã Phi ánh mắt khẽ nhìn gương mặt người thiếu niên, môi anh đào khẽ mở, cười nói, nghe nói tiêu viêm tiểu thiếu gia trong một năm đột phá tới bốn đoạn đấu khí. Việc này giờ đã truyền thắp ô thản thành, chẳng biết là thật hay giả, tiêu viêm khẽ gật đầu, có chút rụt rè nói, tất cả đều nhờ công lao phụ thân mua được trúc cơ linh dịch, nghe tiêu viêm thừa nhận, nhã phi bề ngoài trấn định, nhưng trong lòng không khỏi rung lên, mắt đẹp khẽ ngưng trọng, một năm bốn đoạn đấu khí, tốc độ tu luyện này, quả là có chút kinh khủng, về phần trúc cơ linh dịch, nhã phi tự nhiên biết rõ, nó mặc dù có thể tăng lên tốc độ tu luyện bất quá nếu chỉ dựa vào nó một năm tăng lên bốn đoạn đấu khí vậy tuyệt đối là không có khả năng nhìn hai người đã sơ bộ nhận thức tiêu chiến khẽ ngẩng đầu nhìn sắc trời sau đó vỗ vỗ bả vai tiêu viêm ôn hòa cười nói được rồi nghi thức thành nhân sắp bắt đầu rồi ta phải đi trước chuẩn bị vài thứ người lát nữa đừng làm cho ta mất mặt nghe chưa tiêu viêm mỉm cười gật đầu theo sau tiêu chiến giả phi xoay người lại một chút thật sâu nhìn người thiếu niên trước mặt trải qua vài năm kinh nghiệm đấu giá nàng ánh mắt cực kỳ sắc bén cẩn thận quan sát một chút nhã phi đột nhiên phát hiện người thiếu niên mặc dù có chút rụt rè nhút nhát nhưng ở sâu trong ánh mắt kia lại thủy chung bình thản như nước nhỏ tuổi như vậy lại có thể dễ dàng khống chế tình cảm của mình tiểu tử này thật không đơn giản xoay người bước đi nhã phi trong lòng thầm nghĩ nghi thức thành nhân cử hành các công đoạn dài dòng buồn tẻ quả thực có chút làm cho người ta đau đầu ngồi ở dưới đài tiêu viêm nhìn một đám thiếu niên đang đứng trên đài như tượng gỗ không khỏi dây dây cái tráng quay sang huân nhi bên cạnh cười khổ nói nghi thức thành nhân này quả thực là tự đi tìm khổ mà nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của tiêu viêm huân nhi chỉ đành cười dài nói không có biện pháp mà đây là quy củ cho dù tiêu thúc thúc bọn họ muốn cũng không cách nào sửa đổi được tiêu viêm thở dài một tiếng bất đắc dĩ gật đầu vừa muốn ngủ một chút, mắt bỗng hiếp lại, chậm rãi nhìn qua bên trái dưới đài. Tại cách hai người không xa, tiêu ninh đang ghen ghét nhìn chầm chầm tiêu viêm cùng Huân Nhi nói chuyện, thấy tiêu viêm đang nhìn mình, hắn dơ dơ nắm tay lên khiêu khích, ngu ngốc, khẽ phun ra hai chữ, tiêu viêm ánh mắt khẽ nhìn sang tiêu ngọc đang đứng cạnh tiêu ninh, dừng lại trên đôi chân thon dài gợi cảm của cô nàng vài lần, chỉ đến khi khuôn mặt tiêu ngọc bắt đầu xa sầm lại, hắn mới cười lạnh mà thu hồi ánh mắt, ở bên cạnh, huân nhi nhìn tiêu viêm như thế nàng vừa có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ chỉ cần vừa nhìn thấy tiêu ngọc tiêu viêm tựa hồ mất đi sự bình thản thường ngày không chút kiên kỵ mà trêu chọc tiêu ngọc khẽ dựa trên ghế tiêu viêm nhẹ ngửi mùi thơm thanh tân của huân nhi bên cạnh nhàn nhã nhắm mắt lại trên đài sau khi nghi thức đã cử hành được hơn nữa rốt cục cũng đến lượt tiêu viêm nghe thấy tiếng gọi trên đài trên khu khách quý nhất thời có rất nhiều ánh mắt tò mò cùng nghi vấn lộ ra hôm nay bọn họ đến tham dự lễ thành nhân của tiêu gia có phần lớn nguyên nhân chính là để xác định vị thiếu niên trong truyền kỳ ở ô thản thành gần đây rốt cục có phải đúng như trong lời đồn hay không nghe tiếng gọi tiêu viêm chậm rãi mở mắt nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh nhìn hắn như người hành tinh lạ hắn trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ thở ra một hơi tiêu viêm trên mặt vẫn duy trì bình thản sau đó dưới những ánh mắt nhìn kỹ của mọi người hắn từng bước hướng về phía đài cao chủ trì thành nhân nghi thức là nhị trưởng lão tiêu ưng mặc dù vị nhị trưởng lão này từ trước tới giờ đối với tiêu viêm vẫn không có thái độ tốt đẹp gì bất quá kể từ ngày kiểm tra sơ bộ xong hắn cũng thu liễm ít nhiều sự khinh thường không chút che giấu trước kia giờ đã hoàn toàn biến mất tiêu ưng ánh mắt có chút phức tạp nhìn người thiếu niên đang đi lên đài trong lòng khẽ thở dài một tiếng tay cầm lấy vài thứ đò dùng trong nghi lễ hướng phía tiêu viêm bước tới nhìn nhị trưởng lão đi tới Nhớ tới sự nhàm chán của nghi thức thành nhân, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy đau đầu, cười khổ một tiếng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của toàn trường, Tiêu Viêm ngây ngốc đứng cả nửa giờ, nghi thức dài dòng lúc này mới chấm dứt. Trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Viêm mở mắt ra, nhìn nhìn những hương liệu trên người một lát, vừa buồn bực vừa vui mừng. Làm xong những nghi thức này, nhị trưởng lão khẽ lau mồ hôi, xoay người đi tới trách nhiệm ma thạch, lớn tiếng nói, "Nghi thức phục trắc, nghi thức phục trắc." chính là lại một lần nữa trắc nghiệm đấu khí trắc nghiệm một tháng trước chỉ là đoán trước mục đích là chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất trong gia tộc mà cũng chỉ có những người đó hôm nay mới được phép lên đài trải qua nghi thức thành nhân mà những tộc nhân dưới bảy đoạn đấu khí lại chỉ có thể cử hành một ít nghi thức đơn giản mà thôi nghi thức phục trắc so với trắc nghiệm một tháng trước cũng tinh tế hơn rất nhiều phục trắc lần này chính là do nhị tinh đại đấu sư nhị trưởng lão tự mình kiểm nghiệm bởi vậy có thể thấy nghi thức thành nhân được coi trọng như thế nào. Nghe nhị trưởng lão lớn tiếng hô lên, tiêu viêm vốn còn có chút nhàm chán, nhất thời tinh thần hưng phấn lên, một đôi tinh quang, trực tiếp hướng lên đài cao, trên khu khách quý, lúc này các thế lực đến từ khắp nơi, cũng gắt gao nhìn chầm chầm hắc sam thiếu niên trên đài, bọn họ lần này đến đây, mục đích cũng là để xác định xem, thiếu niên thiên tài ngày xưa, có đúng là đã hồi phục thiên phú tu luyện hay không, không quan tâm đến những ánh mắt lửa nóng xung quanh, tiêu viêm bình tĩnh bước ra phía trước dừng lại trước trắc nghiệm ma thạch hiếp mắt nhìn người thiếu niên trước mắt nhị trưởng lão khẽ vuốt tấm bia đá màu đen một tia đấu khí được đưa vào sau đó mặt không chút cảm xúc đứng sang một bên song ánh mắt nhìn tiêu viêm cũng thoáng xẹt qua một tia nghi vấn tiểu tử này thật sự đã đến bảy đoạn đấu khí xem ra tiêu viêm lần này đã tạo cho vị nhị trưởng lão này đã kích không nhỏ mặc dù hắn biết trắc nghiệm ma thạch rất khó sai lầm nhưng hắn vẫn có chút ngoan cố không muốn tin cho nên, hắn lần này tự mình kiểm nghiệm, không hề để ý đến ánh mắt nghi vấn của nhị trưởng lão, tiêu viêm tay chậm rãi đặt lên tấm bia đá, nhìn tiêu viêm trên đài cao, dưới đài, tiêu ngọc không nhịn được có chút nhíu mày, nghiêng đầu quay về phía tiêu ninh, thấp giọng hỏi, tên kia thực sự đã đến bảy đoạn rồi, tiêu ngọc bởi vì mới về nhà có hai ngày, nên nàng cũng không hề nhìn thấy trắc nghiệm lần trước, nghe tỷ tỷ hỏi, tiêu ninh có chút buồn bực trả lời, đúng, không hiểu hắn ăn cái gì, trong một năm, thật sự tăng bốn đoạn đấu khí. Nghe tiêu ninh chứng thực, tiêu ngọc môi đỏ khẽ miếm lại, có chút tức giận dây dây chân trên nền đất, trừng mắt nhìn người thanh niên mặt hắc sam trên đài, gương mặt xinh đẹp có chút cuộc cường, không tận mắt nhìn thấy, ta không tin phế vật này lại có thể. Thầm thở dài một hơi, tiêu ngọc cười lạnh nhìn chầm chầm giữa sân, lần trước không biết ngươi dở trò gì, lần này do nhị trưởng lão tự mình chủ trì, ta xem ngươi như thế nào, còn chưa nói xong. Tiêu Ngọc gương mặt tươi cười chợt cứng lại, lời chưa nói ra bị chặn lại ở yết hầu cao cao trên một thai tấm bia đá chợt phóng ra quan mang dòng chữ to màu vàng như rồng bay phượng múa hiện ra đấu khí tám đoạn yên tĩnh toàn trường yên tĩnh tất cả ánh mắt sau khi hơi ngẩn người đều là ngốc trệ dừng trên tấm bia vừa lóe kim quan kia trong khu của khách quý không ngừng có tiếng chén trà rơi vỡ đại biểu của các thế lực trong ô thản thành giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm thần sắc không thể tin mục đích đến lần này của họ, là muốn xác định sự thực tiêu viêm có thật sự giống như lời đồn, trong một năm tăng lên bốn đoạn đấu khí không, mà tình huống ở đây biểu hiện ra, không chỉ làm bọn họ xác nhận được tính chân thật lời đồn, hơn nữa, còn vượt qua dự kiến của họ rất nhiều, một năm bốn đoạn đấu khí. Bây giờ hình như đã biến thành một năm năm đoạn đấu khí. Loại tốc độ tu luyện này, trong lòng mọi người, có duy nhất hai chữ để hình dung, kinh khủng, tiêu gia lần này phát tài rồi trong khu khách quý, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng lẩm bẩm nói, một người tộc nhân trong một năm liên tục tăng lên năm đoạn đấu khí, có thể tưởng tượng tiền đồ sẽ sáng lạn như thế nào. Theo tốc độ tu luyện thế này, có lẽ không chừng mấy chục năm sau, tiêu gia sẽ có một siêu cấp cường giả có cấp bậc đấu hoàng. trong khu khách quý, mọi người nhìn nhau, trong lòng đều không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm đáng sợ trong đầu, đấu hoàng chỉ cần bất kỳ một tiểu gia tộc nào ở gia mã đế quốc xuất hiện một cường giả cấp bậc đấu hoàng vậy gia tộc này bất kể nó thế nào địa vị đều sẽ tăng lên đến lúc đó cho dù là tam đại gia tộc của gia mã đế quốc cũng không dám quá đắc tội dù sao cường giả cấp bậc đấu hoàng bên trong đế quốc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay hơn nữa mỗi người bọn họ đều có được phiên thiên đảo hải lấy một địch vạn khả năng không có một đế quốc nào có lý trí sẽ dễ dàng đắc tội với một đấu hoàng cường giả. Hơn 300 năm trước, đấu hoàng cường giả duy nhất của gia mã đế quốc, vì các nước bên cạnh phát động chiến tranh, làm những thân nhân khác của hắn bị chết, mà nổi giận, đơn thương độc mã đồ sát một vạn quân thiết kỵ tinh nhuệ của đối phương, lần đồ sát đó, máu chảy thành sông, hách hách hung danh, làm các nước khác chấn động, từ đó về sau, các đế quốc trên đấy khí đại lục, rất ít lựa chọn đắc tội một đấu hoàng cường giả, bởi vậy, có thể thấy được, cường giả cấp bậc đấu hoàng trên mảnh đại lục này tục cùng có có bao nhiêu hung hãn cũng vì vậy khi mọi người nhìn thấy thiên phú mà tiêu viêm biểu hiện ra đều là cực kỳ đố kỵ với tiêu gia trung ương của đài cao tiêu chiến cũng bị mấy chữ to màu vàng trên tấm bia đâm vào mắt có chút phát tê thật lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi đem ánh mắt vui mừng nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen đứng trong sân khẽ cười nói việc đúng nhất ta làm trong cuộc đời này chỉ sợ là không gây ra cách ngại gì giữa viêm nhi và phụ thân như ta a à. làm phụ thân của tiêu viêm tiêu chiến phi thường hiểu rõ tính cách của hắn hắn bây giờ vẫn còn nhớ đứa con mới sinh ra không lâu của mình năm đó lạnh lùng bao nhiêu với mình ánh mắt lạnh như băng kia giống như đang nhìn một người lạ lẫm mà không phải thân sinh phụ thân của hắn nhưng hoàn hảo cổ lạnh lùng năm đó tại sự quan tâm và sủng ái phát ra từ nội tâm của tiêu chiến chậm rãi bị hòa tan đi nhớ đến lãnh chiến chiến tranh lạnh của mình và tiểu gia hỏa trước đây, khóe miệng tiêu chiến tràn ra tiếu ý ôn hòa. Tiêu tộc trưởng, thiên phú tu luyện của tiêu viêm tiểu thiếu gia, thật sự làm cho người khác chấn động, tiêu gia các ngươi, chỉ sợ lần này sẽ xuất hiện một cường giả không thể không nổi danh. Bên cạnh tiêu chiến, một đôi mỹ mâu của nhã phi nhìn chầm chầm thiếu niên áo đen trong sân, chiếc miệng hồng nhuận hé mở, cười thanh khách nói, tiêu chiến cười to hai tiếng, đắc ý cùng hưng phấn trên khuôn mặt cơ hồ khó có thể che giấu khách khí chắp tay với nhã nhi làm như tùy ý thở dài nhã phi tiểu thư quá khen con đường tu luyện của tiểu gia hỏa này luôn trắc trở ba năm trước hắn đã trải qua đã kích ai cũng không rõ loại biến cố này có thể phát sinh lần nữa hay không nếu lại có ai mỹ mâu mê người của nhã phi công lên vũ mị nhẹ giọng cười thiên phú của tiêu viêm rốt cuộc có dài lâu hay chỉ thoáng hiện nàng bây giờ cũng không biết nàng chỉ quan tâm đến tiêu viêm bây giờ có tiềm lực làm nàng xem trọng vậy là đủ rồi. Ánh mắt mê người khẽ lưu chuyển, trong lòng Nhã Phi đã quyết định, say này, qua lại nhiều hơn với tiêu gia, tận lực giao hảo. Dưới đài, tiêu ngọc khẽ nhếch miệng, hai má có chút cứng ngắt, dương mắt nhìn tấm bia, một lúc lâu sau, bộ ngực đầy đặn phập phồng một lúc, nàng cúi đầu, nói với tiêu ninh thần sắc khiếp sợ, ngươi không phải nói hắn mới bảy đoạn sao. Sao lại thăng cấp, tiêu ninh há miệng thở dốc, vô tội lẩm bẩm nói, tháng trước hắn mới bảy đoạn tháng này, hắn lại đột phá, một tháng từ bảy đoạn tăng lên tám đoạn, việc này sao có thể? Cho dù gia hỏa này hồi phục thiên phú trước kia, cũng không thể có tiến triển nhanh như vậy, tiêu ngọc nhíu mày mắn, một năm năm đoạn đấu khí, tiểu hỗn đảng đáng chết, loại tốc độ này, quả thật có thể cùng yêu quái nữ nhân trong già nam học viện kia ganh đua, ta sao biết được? Tiêu ninh cười khổ nói, ánh mắt lập tức nhìn về huân nhi đứng xa xa, cũng thấy rõ nàng đang nhìn chầm chầm thiếu niên đứng trên bục, với ánh mắt của hắn, không có nửa điểm phản ứng, tên hỗn đảng đáng chết, bị nữ hài trong lòng vô thị như vậy, ngọn lửa ghen tuông trong lòng tiêu ninh, lại không hề dự liệu mãnh liệt bốc lên, hung hăng nhìn tiêu viêm, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi này, làm khuôn mặt hơi thanh tú của hắn, nhìn có chút hung ác, nhị trưởng lão, đã kiểm tra xong chưa, tiêu viêm nhìn mấy chữ to màu vàng trên bia đá, chậm rãi thu tay lại, liếc mắt nhìn nhị trưởng lão thần tình có chút hoảng hốt bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng hỏi nga ách xong rồi bị thanh âm của tiêu viêm làm bừng tỉnh nhị trưởng lão có chút bối rối gật gật đầu từ ánh mắt của hắn mà đoán hắn hiển nhiên vẫn còn trong khiếp sợ ai một năm năm đoạn đấu khí. tốc độ tu luyện này kinh khủng một lúc lâu sau nhị trưởng lão chậm rãi khôi phục thanh tĩnh ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên trước mặt trong lòng thở dài một hơi nghi ngờ trong mắt, cuối cùng biến mất toàn bộ trước sự thật, kim quang trên tấm bia đá dần biến mất, một lát sau, lại hồi phục lại màu đen thâm trầm mà lạnh lẽo. Kim quang biến mất, toàn trường vẫn yên tĩnh như trước, hiển nhiên, mọi người vẫn còn đắm chìm trong cổ chấn động đó. Khái. Trên đài cao, tiếng ho khan của nhị trưởng lão, rốt cục lôi kéo lại ánh mắt của toàn trường, nghi thức kiểm tra đã hoàn thành, dựa theo quy củ trước kia, Tiêu Viêm sẽ phải nhận một lần khiêu chiến quyền hạn khiêu chiến là dưới đấu giả, ai muốn lên? Ánh mắt nhị trưởng lão đảo qua tuổi trẻ một đời của tiêu gia, nhẹ giọng quát. Nếu nói trách nhiệm trong thành nhân nghi thức là kiểm nghiệm cường độ của đấu khí, vậy thì khiêu chiến này, chính là kiểm nghiệm đấu kỹ tu luyện cùng trình độ nắm giữ. Dù sao, một khi cùng người khác sinh tử giao chiến, đấu kỹ cũng là trọng yếu nguyên nhân để cân nhắc thắng thua, các gia tộc coi trọng nó, cũng không dưới đấu khí tu luyện. Nghe tiếng quát của nhị trưởng lão, tuổi trẻ một đời dưới đài, tất cả đều nhìn nhau khiếp khiếp không dám mở miệng nói gì mấy chữ tám đoạn đấu khí trên tấm bia vừa rồi đã đem toàn bộ may mắn còn lại của bọn họ phá bỏ bọn họ bây giờ đã không có tư cách gì giễu võ dương oai trước mặt tiêu viêm tiêu viêm lẳng lặng đứng giữa đài ánh mắt tùy ý đảo qua những người đồng lứa ở dưới mà mỗi lần ánh mắt hắn nhìn đến đâu những thiếu niên ở đó đều lập tức lui lại một bước hừ một đám đảm tiểu quỷ quỷ nhát gan nhìn đám tộc nhân lui lại một bước xung quanh, tiêu ninh khinh thường mắng một tiếng, ngẩng đầu, khiêu khích nhìn thiếu niên mặt hắc sam, bước lên một bước, vừa muốn lên đài, một chiếc ngọc thủ cũng đem hắn kéo lại, nhớ mày, tiêu ninh hơi khó chịu nhìn tỷ tỷ của mình, sao vậy, bây giờ hắn cũng là tám đoạn đấu khí, ngươi lên cũng không thể thắng. Tiêu ngọc thở dài nói, khóe miệng tiêu ninh giật giật, trù trừ một lát, ánh mắt không thể khống chế nhìn qua huân nhi cách đó không xa, cũng nhìn thấy thiếu nữ đang dịu dàng nhìn tiêu viêm giữa sân, bộ dáng động lòng người đó, chưa từng lộ ra trước mặt hắn, hàm tăng hung hăng nghiến lại, tiêu ninh gạt tay tiêu ngọc ra, trên khuôn mặt hơi non nớt, tràn ngập lãnh ý cùng ghen tị, ta tiến vào tám đoạn đấu khí đã hơn một năm, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái thái điểu vừa tiến vào tám đoạn sao? Chắc thằng này không nhớ đây là tiêu viêm tu luyện lại, nhìn tiêu ninh vẻ mặt quật cường cùng ghen tị, tiêu ngọc cũng có chút bất đắc dĩ, chần chờ một lúc, bỗng nhiên lấy ra một viên đan dược màu xanh, có chút không muốn vuốt ve nó một lúc, sau đó nhanh chóng nhét vào tay tiêu ninh, thấp giọng nói, đây là nhị phẩm đan dược tăng khí tán, có thể cho ngươi tăng lên đấu giả thực lực trong một thời gian ngắn, nhưng trong một tháng sau, sẽ phải nằm trên giường, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên dùng. Nghe vậy, tiêu ninh nhất thời kinh hỉ đem nó nắm tại trong tay, vui vẻ nói, có thứ này, nhất định có thể cho tên gia hỏa kia một trận giáo huấn. Tiêu Ngọc nhíu mày, quát nhẹ, ngươi đừng làm loạn, cho hắn chịu một chút đau khổ là được, vạn nhất đem hắn đánh trọng thương, gia gia cũng không bảo vệ được ngươi, hắn bây giờ, không phải phế vật trước kia, ân, ân, hiểu rồi. Gật gật đầu, Tiêu Ninh liếm môi cười, đem ánh mắt chuyển sang Huân Nhi, trong lòng đắc ý nói, ta sẽ cho ngươi biết, tên kia chẳng qua chỉ là một cái phế vật, cười lạnh một tiếng, Tiêu Ninh tránh thoát khỏi bàn tay Tiêu Ngọc, nhảy lên đài cao, cao giọng quát, ta lên nghe có người đáp lời, ánh mắt của toàn trường đều hội tụ trên người tiêu ninh, loại vạn chúng chút một cảm giác này, làm vẻ đắc ý trên mặt hắn lại càng đậm thêm một phần. Nhìn tiêu ninh đi tới, nhị trưởng lão nhíu mày, đem ánh mắt dời đến khu khách quý, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt khó coi của đại trưởng lão, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, trong lòng mắng, tên bổn đảng không biết tốt xấu. Ngươi còn không nhận ra tiêu viêm không còn là phế vật như trước nữa sao? Tiêu Ninh vẫn chưa chú ý đến sắc mặt khó coi của nhị trưởng lão, bước đến, đắc ý cười nói, tiêu viêm, để ta thử chiến đấu thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh đến đâu. Lười biến dương mắt nhìn tiêu ninh trước mặt, tiêu viêm ngay cả lời cũng không thèm đáp, tiêu ninh, khiêu chiến tiêu viêm, tiêu viêm, ngươi có chấp nhận hay không? Nhìn tiêu ninh đã đi tới giữa đài, nhị trưởng lão đành phải bất đắc dĩ lớn tiếng nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, ngươi sẽ chấp nhận chứ? Huân Nhi cũng đang xem, đừng để nàng thất vọng. Vuốt ve viên đang dược trong tay áo, lòng tự tin của tiêu ninh lại càng lớn hơn, nhìn thoáng qua thiếu nữ đạm nhã như hoa sen dưới đài, cười lạnh nói, ngu ngốc. Trong lòng phun ra hai chữ, tiêu viêm sờ sờ mũi, dưới ánh mắt của mọi người, nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, tiếp nhận, nhìn thấy tiêu viêm gật đầu, nhị trưởng lão lại bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay, lúc lui ra phía sau, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, quá khẻ, nhớ kỹ cho ta có mức độ một chút tiêu ninh liếm môi tiêu viêm cũng nhún vai không có ý kiến theo nhị trưởng lão thối lui trên đài không khí nhất thời căng thẳng nhìn hai thiếu niên đang đối thị trên đài tất cả ánh mắt mọi người đều hứng trí chuyển lên bọn họ cũng phi thường muốn biết sau ba năm vị thiếu niên lại sáng tạo kỳ tích này trên mặt đấu kỹ cũng có kinh khủng tiến bộ như thế không trên khu khách quý tiêu chí nhíu mày nhìn tiêu ninh trên đài Sắc mặt có chút khó coi, tuy đấu khí của Tiêu Viêm nằm ngoài dự kiến của hắn, nhưng về đấu kỹ, hắn lại chưa bao giờ thấy Tiêu Viêm đi đến đấu kỹ đường tìm đấu kỹ sư chuyên môn của gia tộc học tập qua. Phải biết rằng, đấu kỹ không giống với tu luyện sơ giai đấu khí, hoàng giai sơ cấp đấu kỹ còn có thể tự mình tu luyện, nhưng một số hoàng giai trung cấp cùng hoàng giai cao cấp đấu kỹ, lại phải tìm đấu kỹ sư chuyên môn của gia tộc mới học được. Nhưng vài năm này Tiêu Chiến chưa hề nghe thấy một vị đấu kỹ sư nào từng nói Tiêu Viêm đến tìm họ học tập đấu kỹ, ngược lại, Tiêu Ninh lại là khách quen. Theo Tiêu Chiến biết, Tiêu Ninh có thực lực 8 đoạn đấu khí, đã nắm giữ ít nhất 3 loại hoàng giai trung cấp và một loại hoàng giai cao cấp đấu kỹ, vài loại đấu kỹ này, đủ để hắn khó tìm đối thủ trong những người cùng cấp bậc. Lần tỷ thí này, Tiêu Viêm tựa hồ rơi vào hạ phong. A à a, à, Tiêu tộc trưởng, ngươi đoán xem, Tiêu Viêm tiểu thiếu gia có thể thắng không? bên cạnh tiêu chiến, giả Phi nhìn chầm chầm vào giữa đài, nhẹ giọng cười hỏi. Tiêu chiến chậm rãi áp chế tức giận trong lòng, nhàn nhạt cười nói, viêm nhi không quá tinh thông đấu kỹ, hơn nữa mới bước vào tám đoạn, đối phó với tiêu ninh đã bước vào cảnh giới này khoảng một năm, chỉ sợ sẽ không có phần thắng quá lớn. Nga, thật không? Sóng bắt mê người khẽ lưu chuyển, giả Phi chớp chớp lông mi thon dài. Mỹ mâu thoáng nhìn vì thiếu niên mặt hắc sam khí định thần nhàn đứng giữa đài, chiếc miệng hồng nhuận nhếch lên. Nụ cười trên mặt có không biết bao nhiêu thành thục vũ mị, không biết vì sao, nhưng ta tin tưởng Tiêu Viêm tiểu thiếu gia, ta nghĩ hắn nhất định có thể giành được thắng lợi. Tiêu Chiến ngẩn ra, tự hồ có chút kinh ngạc nàng vì sao lại tin tưởng như vậy, cười lắc lắc đầu, vậy thì theo lời nói của nhã phi tiểu thư. Nhìn Tiêu Viêm tùy ý đứng trước mặt, Tiêu Ninh cười lạnh một tiếng, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt, đấu khí nhàn nhạt, lưu chuyển nhanh chóng trong cơ thể, mang đến một trận mạnh mẽ lực lượng cảm giác hơi yên lặng, tiêu ninh giảm mạnh chân một cái lên đất, thần hình lập tức nhằm về phía tiêu viêm phía trước, lúc lao lên, hai bàn tay tiêu ninh hơi gập lại, móng tay hơi bén nhọn trên 10 ngón lóe lên chút hàng mang, tại lúc còn cách tiêu viêm nửa thước, thân hình tiêu ninh chợt dừng lại, hữu trảo vẽ nên một đường cong, nhắm đến ít hầu của tiêu viêm, hoàng giai trung cấp đấu kỹ, liệt trảo kích, sắc mặt bình tĩnh nhìn thủ trảo nhanh chóng vồ đến, tiêu viêm không nhanh không chậm nâng tay lên, ngón tay hơi gập lại lực đẩy mạnh mẽ, bắn mạnh ra, dưới lực đẩy không hề báo trước này, tiêu ninh sắc mặt biến đổi, thân hình như bị búa tạ đánh trúng, hai chân lui lại hơn 10 bước, mới chật vật đình chỉ thân hình, trên đài cao, nhìn một màn này, sắc mặt tiêu chiến hơi kinh ngạc, nhã phi bên cạnh, cũng thản nhiên cười, tao nhã cầm lên chén trà làm bằng bạch ngọc trên bàn, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, tiểu gia hỏa này, thật đúng là thâm tàn bất lộ a. À trên môi nổi lên vũ mị tiếu ý, trong lòng nhã phi lẩm bẩm nói, ngươi, đây là đấu kỹ gì? Vuốt vuốt bộ ngực có chút tức, tiêu ninh sắc mặt khẽ biến, quát hỏi, tiêu viêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lập tức nhìn lòng bàn tay của mình, suy hỏa trưởng này, có cái tên đương nhiên khó nghe, tuy nhiên có thể làm ra cổ lực đẩy mạnh mẽ như vậy, đích xác làm tiêu viêm hài lòng, nhìn tiêu viêm không để ý đến mình, tiêu ninh da mặt khẽ giật giật, cắn chặt răng, mang theo tức giận lại lao đến chỗ tiêu viêm, bàn tay vẫn chưa thu lại, tiêu viêm hít mắt, nhìn tiêu ninh càng ngày càng gần, khóe miệng chậm rãi hiện lên một hồ độ thanh lãnh, bàn tay phải mở ra, chợt nắm chặt lại, một cổ hấp lực hung mảnh, bắn ra từ bàn tay, huyền giai đấu kỹ, hấp trưởng, nhìn thấy tiêu viêm nắm tay lại, hai chân tiêu ninh theo bản năng giữ chặt mặt đất, nhưng lực đẩy mà hắn đợi không đến, mà lại là một cổ hấp lực, đem hắn hút mạnh về phía trước thân thể vẽ nên một đường cong trong không trung, lao thẳng đến tiêu viêm. Tuy bị hấp lực điều khiển thân hình, nhưng khi tiêu ninh thấy khoảng cách của mình và tiêu viêm càng ngày càng gần, cũng nhịn không được vui vẻ ra mặt, cười lạnh một tiếng, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay, thiết sơn quyền. Một tiếng quát to, tiêu ninh nắm chặt tay, một cổ phá phong kình khí, trầm thấp vang lên giữa không trung, hướng đến bả vai của tiêu viêm, theo thanh thế thế này, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ tay của tiêu viêm nhất định sẽ bị thương nặng, xem ra, người này đã không có ý niệm hạ thủ lưu tình từ đầu. Thiết Sơn Quyền, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, quy lực không kém, cần có bảy đoạn đấu khí mới có tư cách tu tập. Khiếp mắt lại cảm nhận cổ kình khí bén nhọn kia, tiêu viêm chậm rãi thở một hơi, lộ tuyến vận chuyển đấu khí trong người, chợt biến đổi, huyền giai đấu kỹ, suy hỏa trưởng, theo tiếng quát trong lòng, lực đẩy cuồng mảnh, lại theo bàn tay của tiêu viêm phun ra, phanh không khí hơi gợn sóng, một cổ lực đẩy vô hình, hung hăng bắn tới trên người tiêu ninh, hai cổ lực đẩy trái ngược giáp công, nhất thời làm sắc mặt hắn một mảnh tái nhật, phốc suy, hai cổ lực ngược nhau, cuối cùng là lực đẩy chiếm thượng phong, sau khi dằn co một lúc, cuối cùng tiêu ninh trực tiếp bị cổ lực đẩy kia ném xuống đất, sau khi bị kéo lê hơn 10 thước, thân hình mới chậm rãi dừng lại, cùng lúc đó, một nguồn máu tươi, cũng thê thảm phun ra, nhìn tiêu ninh nằm trên mặt đất, lại liếc nhìn toàn trường đang im lặng, bàn tay tiêu viêm chậm rãi buông xuống, nhàn nhạt nói ra mấy chữ, ngươi thua. Nhìn tiêu ninh bị thảm bại ở giữa sân, dưới đài thoáng trở nên yên tĩnh rồi nhanh chóng rối loạn đứng lên, những rung động lúc trước còn chưa hoàn toàn tiêu tán mà giờ trong lòng lại tiếp tục chậm rãi dâng lên. Những người trẻ tuổi đồng lứa trong tiêu gia, đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn tiêu ninh hộc máu nằm dài trên mặt đất, cùng bối phận với nhau, bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng biết được chiến lược của tiêu ninh, trong lớp trẻ đồng lứa tại tiêu gia, ngoại trừ Huân Nhi có thể coi là đặc biệt không tính, còn lại khó ai có thể là đối thủ của hắn. Xong giờ đây, vừa gặp tiêu viêm hai người chạm mặt nhau, liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy, loại biến cố quá bất ngờ này, quả thực làm cho người ta có chút ứng phó không kịp. Dưới đài, nhìn tiêu ninh bại nhanh chóng như vậy, gương mặt tiêu ngọc lộ ra một nét cười thầm, chỉ là che kín đi vẻ không thể tin nổi. Chiếc miệng nhỏ hồng nhuận có chút mở ra, nội tâm vô cùng khiếp sợ sau cả nửa ngày chậm rãi hồi phục lại tinh thần trên khuôn mặt trắng nõn của tiêu ngọc mang theo một chút sắc hồng nhuận nhẹ giọng lẩm bẩm nói tên tiểu hỗn đản này như thế nào lại trở nên cường liễu như vậy chẳng lẽ trong lúc khổ tu đấu khí hắn còn có cả thời gian nhàn rỗi tu luyện đấu kỹ sao a à a à, tiêu viêm tiểu thiếu gia không chỉ có đấu khí mạnh mẽ ngay cả đấu kỹ cũng nắm chắc như vậy đến mức lô hỏa thuần thanh có lẽ tiêu gia tộc trưởng phải hao phí không ít tâm lực a à. vị khách quý mở miệng mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nhã phi vẫn bị thủ đoạn của tiêu viêm làm cho chấn động trong lúc vẻ mặt hơi trầm xuống trong con mắt đẹp mê người kia lại lóe ra một tia dị quan liền quay sang tiêu chiến ở bên cạnh thản nhiên mỉm cười nói muốn học tập được đấu kỹ cao thâm phải có người tự mình dạy dỗ cộng một chút năng khiếu xem ra nhã phi đã cho rằng tiêu chiến chính là người đã dạy dỗ cho tiêu viêm nghe vậy Tiêu Chiến cảm thấy tức cười, lắc đầu cười khổ. "Đừng nói hắn căn bản không có giáo huấn qua cho Tiêu Viêm về đấu kỹ, chính là hắn nghĩ dù lúc trước có dạy thì Tiêu Viêm cũng không thể sử dụng đến cái loại đấu kỹ kỳ dị này. Với những nhận thức của hắn về những đấu kỹ trong gia tộc, tự hồ cũng chưa có nghe nói qua về loại đấu kỹ này. Nếu như chưa bao giờ thấy qua, liền chỉ có một nguyên nhân, đấu kỹ mà Tiêu Viêm sử dụng vốn không phải là của Tiêu gia có. Nếu không phải đấu kỹ của Tiêu gia vậy viêm nhi từ đâu mà học được trong lòng có chút nghi hoặc tiêu chiến hướng ánh mắt về phía những nhân vật cao tầng trong gia tộc nhưng lại thấy bọn họ mang ánh mắt có chút quá dị hướng về phía mình nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ tiêu chiến cũng sửng sốt đầy ngạc nhiên nguyên lai like cả bọn họ cũng tưởng chính mình là người dạy cho viêm nhi những đấu kỹ đó phải không biểu môi một cách bất đắc dĩ tiêu chiến không muốn giải thích lại đem ánh mắt hướng đến thiếu niên mặc đồ đen đang đứng trong sân kia trong lòng lẩm bẩm nói tiểu tử này thật là có không ít bí mật giữa sân nhìn tiêu ninh đang nằm gục trên mặt đất từ trong khiếp sợ hồi phục lại nhị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt phức tạp nhìn tiêu viêm thiếu niên đó cúi đầu đứng thoáng trên khuôn mặt thanh tú non nớt chỉ có một vẻ bình tĩnh yên lặng cũng không có một tia đắc ý khi thắng lợi cũng không có vẻ kiêu ngạo nhẹ nhàng thở dài một hơi nhị trưởng lão giơ cao cánh tay khô héo lên vừa muốn lớn tiếng hô lên tỉ thí chấm dứt nhưng đột nhiên sắc mặt biến đổi xa xa Tiêu Ninh đang nằm gục trên mặt đất, đột nhiên thân thể giống như một con báo giả chết chợt lao vọt lên. Vốn đấu khí nhàn nhạt nhưng ngay lập tức chợt tăng vọt, cước trưởng chợt hung hăng đạp một cước, thân hình bạo phát, cước đạp ra đấu khí bắn ra tứ phía. Hai mắt có chút lạnh lẽo nhìn thân ảnh Tiêu Viêm càng lúc càng gần. Trên khóe miệng Tiêu Ninh có vết máu làm cho khuôn mặt hắn nhiễm vẻ dữ tợn, tiểu hỗn đảng, tìm chết đi. Tiêu Ninh, dừng tay. Biến cố đột ngột xảy ra làm cho nhị trưởng lão chợt sững sờ khẩn cấp quát lên một tiếng, song lúc này lửa giận cùng ghen ghét đã tràn ngập khắp suy nghĩ của Tiêu Ninh, làm cho hắn không còn nghe thấy gì nữa, thừa dịp ăn vào một viên dược lực tăng khí tán, cắn răng hướng về phía Tiêu Viêm mà công kích, hắn phục dụng thêm tăng khí tán. Giả Phi vốn nhiều kiến thức, nhìn thực lực đột nhiên bạo tăng của Tiêu Ninh, mặt cười khẽ biến đổi, trầm giọng nói: "Hỗn đảng." Nghe thấy vậy sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm âm trầm, một quyền nện mạnh trên bàn trước mặt con nhện đang ở trên lưới trong một cái khe bàn nhất thời rung động mạnh quay đầu lại hung ác nhìn chằm chằm sắc mặt có chút biến hóa giống đại trưởng lão lão già này con ta mà có xảy ra chuyện gì thì cháu ngươi dù có bồi mệnh cũng không đủ bây giờ tiềm lực của tiêu viêm một người như tiêu ninh vĩnh viễn không thể nào so sánh được nếu thật sự trong tỉ thí mà bị tiêu trữ đánh trọng thương không thể cứu chữa được thì dù cho hắn là hậu nhân của đại trưởng lão gia tộc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn bị tiêu chiến như ác la nhìn trừng trừng, da mặt khô héo của đại trưởng lão cũng hơi động đậy, trong miệng thoáng chút cười khổ. Nếu tiêu viêm là tiêu viêm của trước kia, vì vậy mà bị trọng thương thì bây giờ, gia tộc dù có buông tha đại trưởng lão hắn nhưng tên tiểu tử kia dù tương lai có trở thành đấu hoàng cũng không có khả năng dễ, dàng được bỏ qua. Giữa sân, tiếng quát của nhị trưởng lão cũng không mang lại tác dụng, khoảng cách gần trong gan tất đủ giúp cho tiêu ninh nhanh chóng phi thân đến bên cạnh tiêu viêm đấu khí trên hai nắm đấm nhanh chóng ngưng kết, miệng hét lớn, thiết sơn quyền, thực lực cùng mảnh đủ khiến cho thiết sơn quyền này mang đến một luồng gió áp bức, đè nén mãnh liệt, gió mạnh thổi bay mấy sợi tóc trên trán tiêu viêm, lộ ra đôi con ngươi màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối mặt với một kích mạnh mẽ của tiêu ninh, tiêu viêm cơ hồ không có ý lui về phía sau, hữu quyền nắm chặt, thân hình thoáng co lại giống như một đầu cùng sư đang ẩn nấp chờ cơ hội, yên lặng trong giây lát. Thân thể giống như lợi tiễn, đột nhiên vọt mạnh ra xa, lực chọn lúc này của tiêu ninh là lấy cứng chọi cứng với tiêu viêm. Nhị trưởng lão không khỏi tức giận, đạp đạp chân, hỗn đảng, bát cực băng, một tiếng quát trầm muộn khẽ vang lên, tiêu viêm nắm chặt tay lại, nhị trưởng lão trong ánh mắt có chút hoảng sợ, hung hăng cùng tiêu ninh lấy cứng đối cứng cùng lúc, phanh. Hai nắm tay gặp nhau giữa không trung, thoáng một chút yên tĩnh, khuôn mặt dữ tợn của tiêu ninh chợt trở nên trắng bệch, vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra sắc mặt tái xám, cánh tay mạnh mẽ run rẩy, quần áo lúc này tựa như phát ra tiếng kêu phần phật, nắm tay phía trước đẩy mạnh tới, thân hình tiêu ninh giống như một mảnh lá vụn trong cuồng phong, dưới vô số ánh mắt kinh hải trực tiếp bắn ra khỏi đài cao, nhìn một màn này, vị trưởng lão ở trên đài đồng tử chợt co lại, không nhịn được hút một ngụm lương khí, cách đó không xa, bóng lưng của thiếu niên mặc y phục đen đó, trong giờ phút này tựa hồ trở nên thần bí hơn đám người kia nhìn không rõ Tiêu Ninh còn sống hay đã chết, toàn tràn lại một lần nữa yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát, những ánh mắt như nhìn thấy yêu quái, đầu hướng lên đài cao nhìn thiếu niên mặc hắc y phục. Mặc dù nhiều người không rõ đến tột cùng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà Tiêu Ninh thực lực đột nhiên tăng vọt, nhưng mà mọi người lại tận mắt thấy được một sự thật. Ngoài dự liệu, mặc dù thực lực của Tiêu Ninh tăng vọt, nhưng Tiêu Ninh lại bị bại so với lúc trước còn thảm thiết cùng dứt khoát hơn, một quyền đánh trọng thương. Trên khu khách quý ngồi nhìn biến cố trong sân, Nhã Phi chậm rãi đưa cánh tay ngọc thon dài trắng nõn đặt lên trên đôi môi đỏ mọng mê người, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, trong đầu hiện lên từng trận kinh tâm động phách, đấu kỹ mạnh thật. Đây là cấp bậc nào? Huyền giai. Như thế nào có thể, nhẹ nhàng hút một ngụm lương khí, Nhã Phi trong lòng đầy rung động lẩm bẩm nói, nàng Phi thường rõ ràng rằng, tu luyện được huyền giai đấu kỹ khó khăn đến mức nào, rung động đến ngơ ngẩn cả nửa ngày trời, một lúc lâu sau, trong ốc nhã phi chậm rãi hồi phục sự thanh tĩnh, trong đầu hồi tưởng lại, nổi lên hình ảnh tiêu viêm sử dụng đấu kỹ mạnh mẽ đó lúc trước, lông mi có chút nhíu lại, những ý niệm trong đầu có chút loạn lên, nếu như ta nhớ không nhầm, đấu kỹ cao cấp nhất của tiêu gia là một loại huyền giai công pháp cuồng sư nộ cương. Cùng với huyền giai trung cấp đấu kỹ sư sơn liệt mà, mà đấu kỹ lúc trước tiêu viêm sử dụng, rõ ràng không phải là sư sơn liệt, chấp chấp hàng lông mi thon dài đột nhiên ngọc thủ của nhã phi căng thẳng bưng lấy chén trà, trong lòng thất vọng nói, chẳng lẽ đấu kỹ này, không phải là do tiêu chiến truyền cho hắn, đôi mắt đẹp nheo lại, bên trong lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt nhã phi sự kinh hoàng đã biến mất không dấu vết, nhưng vừa vặn quay sang lại thấy tiêu chiến trên khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt, trung động, quả nhiên không phải tiêu chiến đưa ra loại đấu kỹ này. Bộ ngực đầy đặn của Nhã Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cánh ngọc tay thon dài của nàng mân mê chén trà một chút, Hồi tưởng về trình độ thuần thục của Tiêu Viêm đối với đấu kỹ này, trong lòng không khỏi rung động mãnh liệt, tên tiểu tử này chắc hẳn sau lưng có một vị sư phụ thần bí, nếu không, huyền giai đấu kỹ như vậy không thể dựa vào một thiếu niên như hắn có thể tìm tòi sáng tỏ để luyện đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy, có thể dạy huyền giai đấu kỹ đến vậy, thực lực của gã sư phụ thần bí kia, sợ rằng ít nhất là cấp độ đấu linh, nói không chừng còn mạnh hơn nữa. Trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia ngưng trọng, nhã phi ưu nhã buông chén trà xuống đôi mắt đẹp mang theo chút ý vị không rõ ràng chậm rãi đánh giá thiếu niên thanh tú trên sân tiểu tử này tự hồ ngày càng thần bí hơn a à, thật sự làm cho người ta không nhịn được có chút tò mò ai viêm nhi tên tiểu tử này thật sự càng ngày càng làm cho con người ta không nhìn thấu a à. trong khi những ý niệm trong đầu nhã phi đang chuyển động không ngừng thì tiêu chiến ở bên cạnh trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng lúc trước dù tiêu viêm sử dụng đấu kỹ này cho dù là hắn trong lòng cũng không khỏi phải khen một tiếng, như vậy đánh giá về đấu kỹ đó, từ góc độ lực công kích sáng tỏ mà nói, quả thực đủ để hoàn mỹ hơn huyền giai đấu kỹ của gia tộc Sư Sơn Liệt, chậm rãi lắc đầu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lóe tinh quang lóe lên, sau lưng Viêm Nhi, sợ rằng có người đang dạy dỗ hắn, là ai dạy đây? Sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Chiến đột nhiên không tự chủ được đem ánh mắt hướng về Huân Nhi đang ở xa xa dưới đài. Lúc này trên khuôn mặt của nàng đang nở một nụ cười, ánh mắt nhàn nhạt, thản nhiên mang theo ý cười nhìn về thanh niên trên đài, chẳng lẽ lại là nàng. Trong lòng bao nhiêu nghi hoặc chuyển động, nhớ tới huân nhi hàng ngày thân mật với tiêu viêm, tiêu chiến lúc này trong lòng mới có chút tự nhiên lại. Trên đài cao, tiêu viêm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, song trưởng cứng rắn như nham thạch lặng lẽ hồi phục như bình thường, tay áo có chút theo tâm ý liền nhẹ nhàng tuột xuống dưới, con ngươi nheo lại, tiêu viêm nhìn xuống dưới đài, tiêu ngọc vội vã ôm lấy tiêu ninh đang hôn mê xuống dưới đài khuôn mặt bình thản trong lòng vẫn có chút chưa được thoải mái lắm nếu không phải lần này do mình có hai đại huyền giai đấu kỹ hộ thân e rằng một quyền vừa rồi của tiêu ninh có thể đem tay phải của mình đánh gãy đoạn nếu người khác nói mình không đúng khi hạ thủ không lưu tình chính mình cũng không lấy lý do này để làm người tốt một cách ngu ngốc chậm rãi thu hồi nắm tay lại tiêu viêm quay đầu lại nhìn nhị trưởng lão đang há hốc mồm ở một bên nhàn nhạt nói xin hỏi tỷ thí kết thúc chưa? Ít hầu nuốt một ngụm nước bọt, nhị trưởng lão vừa hồi phục thanh tĩnh vội vàng gật đầu, vừa muốn hét lớn kêu tỷ thí kết thúc, đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ vang lên, cắt đứt ý định của lão, chậm đã. Tiêu Ngọc ở dưới đài, mắt nhìn tiêu ninh người đầy máu tươi, không biết sống chết ra sao, hàm răng phẫn nộ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giọng căm hận quát, nhị trưởng lão nhớ mày, trầm giọng quát, tiêu Ngọc, ngươi muốn làm gì? Tiêu Ngọc cẩn thận đem Tiêu Ninh đang hôn mê giao cho một gã tộc nhân phía sau, rồi giận dữ bước lên đài, nhìn chầm chầm Tiêu Viêm đầy oán hận, cả giận nói, Tiêu Ninh dù sao cũng là biểu ca của ngươi, tại sao các ngươi xuống tay ác độc như vậy? Nhìn bộ dạng nghiễm nhiên hỏi tội của Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm nở một nụ cười, nghiêng đầu cười lạnh nói, bất quá đây là một cuộc khiêu chiến không có chút ý nghĩa nào, vậy mà hắn lại vi phạm quy định, phục dụng đang dược, lúc trước hắn công kích mạnh như vậy, ngươi thấy hắn xuống tay với ta có lưu tình không? Nếu như ta không phản kích thì bây giờ người nằm dưới đó chính là ta rồi. Đến lúc đó, ngươi có thể vì ta mà nổi giận quát với hắn như thế này không? Tiêu ninh hắn là người còn tiêu viêm ta không phải là ngươi chắc. Tiêu ngọc ngươi ngoại trừ có thể điêu hoa khoác lác ở bên ngoài ra, còn có thể làm được gì nào? Bị tiêu viêm liên tục trách mắng, vạch trần các suy nghĩ của mình, tiêu ngọc trong lòng cảm thấy ngột ngạt, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận kia đã trở nên trắng bệt không còn chút máu, bình thường tính tình nàng vốn kiêu ngạo, bây giờ bị một gã so với mình còn kém cỏi hơn giáo huấn như vậy trước mặt mọi người thì sao chịu được, hít sâu một hơi, đè những tức giận đang bùng phát đó xuống, lạnh lùng nói, ta không cần biết ngươi dối trá ra sao, ta chỉ cần biết ngươi đã đánh trọng thương đệ đệ ta, bây giờ ta hướng ngươi khiêu chiến tiếp, nếu ngươi có bản lãnh thì tiếp tục đấu, tiêu ngọc, đi xuống nơi này không phải là nơi ngươi có thể dính vào. Quy củ của tỷ thí là ngươi không phải đấu giả thì ngươi không có quyền hạn ở đây. Ở bên cạnh, nhị trưởng lão lên tiếng trách mắng, tiêu ngọc quật cường cắn môi, quán hận nhìn chầm chấm tiêu viêm, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không dám tiếp nhận, con đàn bà ngu ngốc này, trong lòng tức giận nghiến răng mắng chửi một phen, lúc trước cùng tiêu ninh chiến đấu, tiêu viêm đã tiêu hao không ít đấu khí. Bây giờ thực lực của hắn chỉ ngang với đấu giả tam đoạn, vì vậy tiêu ngọc khiêu chiến rõ ràng cố tình gây bất lợi, ngươi sẽ không phải đến lời khiêu chiến của một nữ tử cũng không dám tiếp nhận chứ. Ánh mắt có chút âm lãnh nhìn tiêu viêm, tiêu ngọc trong tâm lại vô cùng sung sướng, cười lạnh nói, sờ sờ mũi, khóe miệng tiêu viêm thoáng co quắp lại, trong đồng tử đen nhánh chật lộ hung quang. Ngay khi tiêu viêm chuẩn bị liều mạng đáng cho người con gái này một trận, một tiếng cười thiếu nữ như chuông bạc thanh nhã vang lên nhưng nàng lại lén lút nhẹ nhàng lướt lên đài. Tiêu ngọc biểu tỷ, Tiêu viêm ca ca bây giờ sức lực đã cạn, nếu lúc này ngươi khiêu chiến hắn, không cẩn thận có thể lại gây ra nguy hiểm. Nếu thật sự tiêu ngọc biểu tỷ muốn khiêu chiến, không bằng huân nhi ta cùng người thử xem, được không? Tại ánh mắt ngạc nhiên ở dưới, cô gái nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, ưu nhã rơi xuống bên cạnh tiêu viêm, ánh mắt như thu thủy chậm rãi lưu chuyển, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười nhẫn nhơ. Nhìn người thay mình khiêu chiến chính là huân nhi, tiêu viêm sững sờ, bất đắc dĩ mừng rỡ nói, Ngươi chạy lên đây làm cái gì? Huân Nhi chúng chiếm cái miệng nhỏ nhắn, nhợt nhạt cười, không có trả lời, đem ánh mắt chuyển hướng đi bởi vì nàng thấy trên sắc mặt Tiểu Ngọc đã thoáng xuất hiện biến hóa, liền miễn cười nói, Tiêu Ngọc Biểu Tỷ, tuổi của ngươi so với Tiêu Viêm Ca Ca lớn hơn một chút lại còn vào trong học viện tu luyện, loại thiêu chiến này làm cho người ta có chút khó chịu. Nếu Tiêu Ngọc Tỷ muốn thật sự tìm người nói chuyện cho hết giận, hay là để Huân Nhi ta giúp ngươi đi? Nghe vậy. Tiêu Ngọc mặt cười hơi trầm xuống, mày liễu cau lại, hung hăng hướng về Tiêu Viêm nói, ngươi chẳng lẽ chỉ biết trốn sau đàn bà thôi sao? Tiêu Viêm mày nhọn dựng lên, trong mắt hung quang ẩn hiện, bây giờ hắn quả thực muốn đem người con gái đáng ghét này đánh gục xuống mặt đất mà không phải suy nghĩ, tốt lắm, được rồi, đây không phải là lúc mà ba đứa ngươi dây dưa mãi. Cách đó không xa, nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng, đem những lời ba người định nói phải nuốt lại, với nét mặt già nua âm trầm, nhị trưởng lão tức giận vội vàng đi tới, quay về tiêu ngọc phẫn nộ quát, bây giờ trên đài, ngươi không có quyền khiêu chiến, lập tức trở về, nếu còn phá hoại nghi thức đang cử hành, liền trực tiếp phải đóng cửa bế quan một tháng. Sau khi hướng về tiêu ngọc trúc giận xong, nhị trưởng lão lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ quay đầu lại hướng về hai người huân nhi đang đứng, cười khổ nói, huân nhi tiểu thư, ngươi cũng xuống dưới đi, ngươi khiêu chiến cũng là không hợp quy củ. Huân Nhi chỉ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, chân điểm một cái nhẹ nhàng hạ xuống dưới đài, sau đó còn hướng về tiêu viêm lặng lẽ lè lưỡi làm mặt quỷ một cái, khiến cho người khác phải dở khóc dở cười. Bị nhị trưởng lão tức giận giáo huấn một trận, tiêu ngọc mặt cười có chút ủy khuất, hàm răng cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Một lát sau mới tức giận đạp đạp tiểu cước, vừa xoay người đi vừa lưu lại một câu, tiểu hỗn Đản, ngươi chờ ta đó. Nhìn một màn tức cười này rốt cuộc cũng xong việc, nhị trưởng lão liền thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn tiêu viêm đang làm vẻ mặt của một người vô tội, khổ sở nở một nụ cười tức thì trên mặt hiện lên nét già nua. Quay xuống dưới đài lạnh lùng quát lên, tiêu ninh tỷ thí vi phạm phục dụng đang dược, từ hôm nay phạt bắt đầu bế quan ba tháng, nói xong, cũng mặc kệ dưới đài thoáng lộn xộn, lại quát lớn, khiêu chiến xong, tiêu viêm thắng. Đối với kết cục này mà nói, tiêu viêm thực ra không quan tâm chút nào, sau khi nghe được tuyên bố là nghi thức thành nhân đã xong, hắn liền trực tiếp hạ đài tất cả mọi người dưới đài đều chăm chú nhìn vị trí của mình nhìn tộc nhân xung quanh đang nhìn với ánh mắt kính sợ tiêu viêm sờ sờ cái mũi trong lòng cười nhạt một tiếng sau khi nghi thức của tiêu viêm xong lúc sau cũng có không ít tộc nhân lên đài bất quá không ai có thể phá vỡ được bóng ma rung động do hắn tạo nên còn một số tộc nhân đạt được thành tích nhưng lại cảm thấy buồn bã không có chút sáng sủa nào cả cuối cùng huân nhi lên tràng nhưng thật không ngờ lại khiến cho người ta thêm một trận rung động lớn 15 tuổi trở thành đấu giả, loại, thành tích này đã có thể so với tiêu viêm năm đó, chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Mặc dù thành tích của Huân Nhi rất bình thường, nhưng đã rất nhiều người biết đến trong tiêu gia có ẩn giấu một viên minh châu hàng đầu như vậy, cho nên mặc dù chỉ với thành tích đó nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi, mà so với rung động tiêu viêm gây ra thì vẫn ít hơn nhiều. Nghi thức thành nhân cử hành từ sáng sớm đến tận chiều tối, vì vậy tản mạng trong tràng đấu vẫn vang lên những tiếng sợ hải lan ra khắp nơi tại trên sàn đấu một đôi mắt sáng tỏ như trước có chút không nhịn được mang theo khuôn mặt có chút rung động hướng đến thanh niên mặt hắc sam phía dưới tràng đấu thờ ơ nhìn nghi thức thành nhân diễn ra tiêu viêm trong lòng cũng thở dài một hơi những ánh mắt chung quanh thật sự làm cho hắn có chút không chịu được liền đứng dậy ra đi biểu hiện hôm nay của tiêu viêm ca ca thật sự làm cho người ta kinh ngạc a một trận hương thơm thổi tới bên cạnh tiếng cười nhẹ nhàng của huân nhi như chuông bạc truyền đến sờ sờ cái mũi tiêu viêm nở nụ cười ta vốn tưởng rằng tiêu viêm ca ca không học đấu kỹ chỉ là không ngờ tới ngươi lại ẩn giấu sâu như thế nhẹ nhàng đi theo sau huân nhi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười đầy thâm ý hắc hắc làm gì có ẩn giấu huân nhi điều gì đâu lần trước đấu kỹ mà ngươi sử dụng ở đấu kỹ đường cũng không phải bình thường a à. tiêu viêm khóe miệng nhếch lên quay lại huân nhi hài hước nói Nghe vậy, Huân Nhi ngẩng người ra, đôi mắt xinh đẹp như thu thủy đảo qua, cười cười nói, tiêu viêm ca ca nhãn lực thật tốt, nếu người cảm thấy có hứng thú với đấu kỹ này, Huân Nhi có thể truyền nó cho ngươi. Nhúng vai, tiêu viêm lắc đầu nói, quên đi, tham nhiều không có lợi, đạo lý thô thiển này ta rất rõ ràng, vậy còn đấu khí công pháp. Tiêu viêm cự tuyệt khiến cho Huân Nhi có điểm ngoài ý muốn, con ngươi đen lấy linh động đảo vòng tròn, đột nhiên cười nói, cước bộ có chút dừng lại. Tiêu viêm hít mắt, hàm hồ nói, năm ngày sau, không phải đã có thể vào đấu khí các tìm kiếm công pháp rồi hay sao? Trong công pháp của gia tộc, đỉnh điểm là công pháp mà tiêu thúc thúc tu luyện, chỉ là huyền giai trung cấp cùng sư nộ cương, mà chính tiêu viêm ca ca đến giờ cũng không có tu luyện qua, mà bây giờ cũng không có quyền hạn để tu luyện. Huân Nhi dùng bàn tay nhỏ bé gạt mấy sợi tóc trên trán, chu cái miệng nhỏ nhắn, tự hồ như đang châm trước về ngôn từ. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng nói, nếu mà Hương Nhi có thể cung cấp cho tiêu viêm ca ca một huyền giai cao cấp công pháp, người, sẽ, nha đầu kia, thật sự là, một tiểu phú bà, huyền giai cao cấp công pháp, cái đó ít nhất cũng phải hơn 10 vạn đó, trong lòng thở dài một hơi, tiêu viêm đột nhiên có chút cười khổ, nếu như chính mình không phải may mắn gặp được dược lão, sợ rằng khoảng cách lúc này so với Hương Nhi, thật sự khó có thể cân bằng, cho dù thiên phú của mình không kém, bất quá cũng không thể lại với bối cảnh thần bí của Hương Nhi tuyệt đối là cực kỳ khổng lồ. Ngón tay bí mật vuốt ve cổ ngọc giới chỉ một chút, tiêu viêm thoáng an tâm, lúc này chính thức mình có khả năng trở thành cường giả A. Cúi xuống nhìn kỹ huân nhi, tiêu viêm cười nhẹ, trong âm thanh khe khẽ lại có ẩn chút cuộc cường chấp nhất, không cần đâu, ca ca ngươi sẽ dựa vào chính bản thân mình để trở thành cường giả. Huân nhi cước bộ dừng lại, chớp chớp con ngươi linh động, nhìn chầm chầm bóng lưng tiêu viêm không chút đình trệ, rồi đột nhiên mỉm cười nói, xem ra, sau lưng tiêu viêm ca ca, tự hồ thật sự có một nhân vật thần bí, từ phải kiểm tra xem sao. Ngón tay có chút buồn rầu gõ gõ lên cái trán sáng bóng như ngọc, đứng yên cả nửa ngày trời, huân nhi bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, tiêu viêm ca ca ghét nhất bị người khác dò xét bí mật của hắn, nếu nhân vật thần bí đó dạy dỗ hắn như vậy, ác hẳn cũng sẽ không hại hắn, nhẹ nhàng thở dài một hơi, huân nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong con ngươi long lanh, một ngọn lửa màu vàng nhàn nhạt từ từ hiện lên hy vọng ngươi không có ý xấu nếu không dù là ngươi trốn trong cơ thể tiêu viêm ca ca ta cũng phải bắt ngươi ra bằng được nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha